Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 3. Tài xế ngồi phía trước không đành lòng nhìn thẳng, chỉ liếc một cái. Tô Nhất Trần ho khẽ một tiếng rồi mặc áo vest, cài khuy áo sơ mi. Đi nào. Túc Bảo ngoan ngoãn nghe lời, vui vẻ gật đầu. Hoàn toàn không hay, mình đã bị cậu ruột gài bẫy. Bên ngoài xe, mọi người đều hướng mắt về chiếc Maybach màu đen ở lối vào. Người bên tổ chức đương nhiên nhận ra xe của Tô Nhất Trần, nhưng vì sao xe dừng ở cửa 5 phút đồng hồ không nhúc nhích? Các phóng viên cũng ló đầu ra nhìn. Tô Nhất Trần chưa xuống xe, xe anh cũng không lái đi thì xe sau chỉ đành xếp hàng chờ, thật trùng hợp, xe sau là xe nhà họ Lam. Tuyết Nhi nhìn đồng hồ, hỏi, Tô Tổng đang làm cái gì không biết? Mẹ Tuyết Nhi nói, hay chúng ta xuống xe trước? Thế là một nhà ba người họ Lam xuống xe. Tuyết Nhi mặc một chiếc váy đuôi cá dài màu trắng công chúa, chiếc đuôi cá dài xõa trên mặt đất, mái tóc được búi lên gọn gàng, trông cao quý như một nàng vương phi nhí. Nhìn thấy một cô bé xinh đẹp như vậy xuống xe, các phóng viên có mặt tại buổi lễ không khỏi sáng mắt lên, chụp ngay vài bức ảnh. Tuyết Nhi lập tức cong môi, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Xem ra chiếc váy cô bé chọn hôm nay rất đẹp nha. Nhất định là cô bé xinh đẹp nhất buổi lễ hôm nay rồi. Đang nghĩ vậy thì cửa xe phía trước mở ra. Tô Nhất Trần xuống xe, ngay lập tức, tất cả các máy ảnh đều hướng về anh ấy. Tuyết Nhi ngoan ngoãn gọi, chào chú Tô. Tô Nhất Trần hơi khựng lại, chau mày nhìn Tuyết Nhi một cái rồi không ừ hử gì, chỉ khom người duỗi tay vào trong xe. Mặt Tuyết Nhi lập tức nóng bừng, chỉ cảm thấy thật mất mặt. Mẹ Tuyết Nhi nhỏ giọng an ủi, không sao đâu con, chắc Tô Tổng không nghe thấy. Lúc này cũng chẳng ai chú ý tới Tuyết Nhi nữa. Thấy động tác của Tô Nhất Trần, các phóng viên hồi hộp đưa máy ảnh lên. Tô Nhất Trần là người đứng đầu tập đoàn Tô Thị, có thể nói là gia đình giàu có số một của đất nước rồng. Anh ấy có hai người con trai, nhưng mọi người đều không biết Tô Phu Nhân trông như thế nào. Thậm chí còn đồn đại nhà họ Tô không có Tô Phu Nhân, hai đứa trẻ chui ra từ ống nghiệm. Mục đích tồn tại ban đầu của hai đứa trẻ là cấy ghép nội tạng cho con gái nhà họ Tô là Tô Cẩm Ngọc. Lúc này thấy Tô Nhất Trần duỗi tay vào xe như muốn đỡ ai đó ra ngoài, mọi người đều vô cùng kích động, cứ ngỡ sắp được diện kiến dung mạo của Tô Phu Nhân chỉ có trong lời đồn. Kết quả, mọi người trông thấy một cục bột nhỏ mặc chiếc đầm búp bê màu hồng nhảy vọt xuống. Tô Nhất Trần đỡ lấy cô bé, một tay ôm bé, một tay chỉnh cà vạt, sải chân đi vào địa điểm tổ chức. Mọi người đều sửng sốt. Cục bột nhỏ trong lòng Tô Nhất Trần có hai bím tóc rối bù trên đầu, mặc một chiếc váy búp bê đơn giản thường ngày và mang một chiếc túi vải nhỏ. Hoàn toàn không ăn nhập với buổi lễ trang trọng. Nhưng không thể phủ nhận, cô bé vô cùng đáng yêu. Tổng giám đốc mặt lạnh như muốn lột ra tầng lớp cao cấp khi họp mà giờ đây lại đang cưng nựng bế một cục bột nhỏ đáng yêu trong lòng. Máy quay của các phóng viên đều hướng về hai cậu cháu. Cô nhóc đáng yêu nhìn bên này. Wow! Tiểu Thiên Kim đẹp quá. Túc Bảo bất ngờ nhìn về phía ống kính rồi tạo kiểu. Tô Nhất Trần khựng bước. Thế là Tổng Giám Đốc mặt lạnh cùng cục bột nhỏ trong lòng anh ấy đứng chụp ảnh trên thảm đỏ. Tô Nhất Trần không kiêng dè gì, khi trước Tô Cẩm Ngọc được nhà họ Tô giấu đi, đến khi chết cũng không biết tới thế giới phồn hoa, thậm chí người đời còn ít người biết tới cô. Bây giờ, Túc Bảo của nhà họ xứng đáng để cả thế giới biết đến, cô bé chính là công chúa nhỏ được cả nhà họ Tô yêu chiều. Một nhà ba người họ Lam bị ghẻ lạnh phía sau bỗng thấy hơi ngượng. Tuyết Nhi vốn đang vui vẻ, nhưng khi trông thấy Túc Bảo được Tô Nhất Trần ẵm dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao người thì niềm vui trong lòng Tuyết Nhi cũng lụi tàn. Đám phóng viên vốn đang chụp hình cô bé cơ mà. Kết quả, Túc Bảo vừa tới đã cướp hết sự chú ý của Tuyết Nhi. Liếc nhìn cái đầu ổ gà và chiếc đầm tầm thường của Túc Bảo, Tuyết Nhi chỉ thấy không thể so sánh với mình. Vậy tại sao ai cũng khen Túc Bảo đáng yêu? Vì Túc Bảo có người cậu rất lợi hại sao? Tuyết Nhi cắn môi, đi vào trong rồi bày ra bộ dạng vô cùng ngạc nhiên. Cô bé cười trêu, em gái Túc Bảo, sao tóc em xấu thế này, tự em bện tóc sao? Hay chị giúp em buộc lại nha? Chị từ 3 tuổi đã biết tự bện tóc rồi, hôm nay chị cũng tự làm, em thấy đẹp chưa? Mọi người không khỏi liếc nhìn tóc Tuyết Nhi. Tóc búi cao kiểu công chúa, còn mang theo rất nhiều kẹp tóc hình con bướm pha lê sáng bóng. Người lớn như họ còn không làm nổi, một cô nhóc. Chắc không tạo nổi kiểu tóc như vậy đâu nhỉ. Thấy mọi người đã hướng ánh nhìn về mình, lòng Tuyết Nhi lại vui vẻ.
Túc Bảo sờ hai bím tóc ở trên đầu, có hơi tức giận. Đây là do cậu cả đã phải tốn rất nhiều công sức mới buộc được cho bé, Túc Bảo tin tưởng cậu cả, không xấu chút nào nhé. Tuyết Nhi nói tóc của bé xấu là đang nói cậu cả không tốt. Tóc của chị mới xấu, Túc Bảo tức giận nói. Tuyết Nhi thấy Túc Bảo nổi cáu, trong lòng cô bé cảm thấy mừng rỡ không thôi. Cô bé hoàn toàn không biết kiểu tóc này là do Tô Nhất Trần buộc. Rối tung rối mù như vậy, cô bé cảm thấy chỉ có Túc Bảo mới có thể buộc ra được kiểu tóc xù như ổ gà này, nếu là người lớn buộc thì sao có thể buộc thành như vậy được. Tuyết Nhi tiếp tục nói, chị nói thật mà, ai buộc cho em thế, mau tháo ra, chị sẽ buộc lại cho em. Mẹ Tuyết Nhi cũng vội vàng cười nói, Túc Bảo à, tóc của con đúng là có hơi bù xù. Hay là để dì và chị Tuyết Nhi buộc lại cho con một kiểu tóc xinh đẹp nhé, được không nào? Ba Tuyết Nhi cũng vui tươi hớn hở. Trẻ con ấy mà, không thể ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà cơ hội để lấy lòng nhà họ Tô tốt như vậy, đương nhiên không thể buông tha. Nhưng mà lại nghe Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, tóc của Túc Bảo là do tôi buộc. Nụ cười của bố mẹ Tuyết Nhi lập tức cứng đờ trên mặt. Không thể nào, Tô Nhất Trần là ai chứ, sao có thể buộc tóc cho trẻ con được? Mẹ Tuyết Nhi vội vàng nói, à, thật ngại quá, chúng tôi không có ý gì khác. Bình thường Tuyết Nhi cũng hay chăm sóc cho em trai em gái nhỏ tuổi hơn mình nên lúc này mới. Nhưng mà Tô Nhất Trần không thèm để ý tới bọn họ, ôm Túc Bảo đi thẳng vào trong. Sau khi đi vào, Tô Nhất Trần hỏi, ai mời nhà họ Lam đến? Nếu anh ấy nhớ không lầm, nhà họ Lam hoàn toàn không có trong danh sách khách mời. Nhân viên công tác vội vàng nói, có thể tiến vào thì đều có thư mời, giờ tôi sẽ đi kiểm tra. Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, không cần, mời thẳng bọn họ ra ngoài luôn đi. Nhân viên công tác liên tục nói, vâng. Kết quả là cả nhà Tuyết Nhi vừa mới tiến vào đã bị nhân viên công tác chặn lại. Xin hỏi mấy người có thư mời không? Bà Tuyết Nhi lấy ra thư mời của nhà họ Tư, nói, ngài Tư có việc không thể tới, bảo bọn tôi đi thay một chuyến. Nhân viên công tác sửng sốt, lập tức cảm thấy khó xử. Nhà họ Tư à? Bà Tuyết Nhi cảm nhận được gì đó, nhưng vừa đến đã bị đuổi đi như vậy thì mất mặt lắm. Vì thế anh ta rất cứng rắn nói, không tin cậu có thể gọi điện thoại cho nhà họ Tư hỏi thử. Dứt lời, anh ta không thèm để ý tới nhân viên công tác, dẫn theo hai mẹ con Tuyết Nhi vào. Nhân viên công tác cũng không dám cản trở, vội vàng đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này tại hậu trường của hội trường, một nhân viên công tác cung kính dẫn một đạo sĩ và đệ tử của ông tôi vào cửa. Vân Đại Sư, mời đi lối này. Phiền ngài quá. Vân Đại Sư gật đầu, nhìn quanh một vòng, không tồi, hội trường được trang trí rất tráng lệ, mây tía bốc lên từ phương đông, vị trí không tồi. Nhân viên công tác cười phụ họa, đúng vậy, đều là nhờ có Đại Sư chỉ dẫn cả. Trường Phong nói, sư phụ tôi cũng đã phải chuẩn bị không ít cho nghi thức lần này đấy. Nhân viên công tác nở nụ cười. Vân Đại Sư nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, cuối cùng nói, mặt khác không có vấn đề gì nhưng quả cầu ở giữa phải dịch một tấc về phía đông mới có thể đối ứng với giờ lành của các chòm sao hôm nay. Còn có, mang cái kéo cắt băng Khánh Thành mới tới đây, mấy người đi lấy dây tơ hồng, giấy vàng và hương nến đến đây đi. Nhân viên công tác vội vàng rời đi. Vân Đại Sư rất hài lòng với thái độ của anh ta. Việc cắt băng Khánh Thành hôm nay thực sự rất đơn giản, đến giờ ông ta có thể thả lỏng một chút rồi, có ông ta ở đây thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Tiểu Túc Bảo được Tô Nhất Trần ôm vào hội trường, đúng lúc nhìn thấy quả cầu Khánh Thành to đùng trên bục nghi thức bị di chuyển, dịch về phía đông một chút. Túc Bảo hỏi, cậu cả, tại sao mấy chú đó lại di chuyển quả cầu vậy ạ? Quả cầu lớn kia bị dịch qua một bên, nhìn chẳng thoải mái chút nào. Tô Nhất Trần nhìn thoáng qua, quả thật sau khi quả cầu Khánh Thành kia di chuyển, hai bên bục sân khấu trở nên bất đối xứng. Tô Nhất Trần nói với trợ lý bên cạnh, đi nói cho bọn họ, di chuyển quả cầu vào chính giữa. Trợ lý lập tức đi qua. Kỷ Trường Bay lơ lửng ở bên cạnh, vuốt cằm. Đúng là ngược đời, không biết cái gì hết mà vẫn có thể cảm nhận được sự không thoải mái à. Hắn chỉ vào quả cầu Khánh Thành kia, có sẵn ví dụ đây rồi, nào cặp sách nhỏ, sư phụ lại dạy con tiếp nè. Kỷ Trường lại nhảy một đống, lại thấy Túc Bảo chớp chớp mắt nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ cách đó không xa, cũng không biết bé có nghe lọt được không nữa. Tô Nhất Trần dịu giọng nói, muốn ăn cái gì? Lễ ra mắt của Đường Minh Thịnh Thế không chỉ là một buổi lễ, còn quy tụ những nhân vật nổi tiếng ở khắp mọi nơi.
ở giữa hội trường là bục cắt băng Khánh Thành, trước bục sân khấu là khu vực ngồi xem. Hai bên của hội trường chính là khu vực nghỉ ngơi, có sẵn nước trà và đồ ăn nhẹ. Túc Bảo đang định nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện trong góc ở nơi xa có một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch như tuyết, hai mắt đăm đăm đang bay tới. Túc Bảo nhìn thẳng vào hậu trường, hỏi, cậu cả, bên kia là cái gì vậy? Kỷ Trường híp mắt, thấp giọng nói, ác quỷ. Con quỷ mít ướt xông vào phòng của Hân Hân lần trước đã chạy mất, vẫn luôn không tìm thấy. Không ngờ rằng, vẫn chưa bắt được con quỷ mít ướt đó mà đã lại có thêm một ác quỷ khác xuất hiện rồi. Kỷ Trường híp mắt, đi nào, cặp sách nhỏ, đi lên nhìn xem. Thấy Túc Bảo muốn đi qua, Tô Nhất Trần cũng vừa đi vừa nói, bên kia là hậu trường, nhân viên công tác đang bố trí nghi thức cắt băng Khánh Thành. Hậu trường. Trường Phong kéo một cái ghế tới, ân cần nói, sư phụ, ngồi đi ạ. Anh ta nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người ở xung quanh đều đang bận rộn, nên chỉ có hai người tiếp đãi bọn họ. Trường Phong bất mãn nói, mấy người này thật là, ngay cả một gian phòng giống như phòng VIP mà cũng không chuẩn bị được cho sư phụ. Quá đáng. Vân Đại Sư ngồi xuống, vẻ mặt cao thâm và thờ ơ, nói, không sao, chuyến đi tới đây chỉ là vừa hay có duyên thôi. Chúng ta không theo đuổi tiền tài và danh lợi thế tục, mặc dù đang ở phố xá sầm uất cũng nên có cảnh giới bình yên không màng danh lợi. Trường Phong hổ thẹn nói, sư phụ dạy phải ạ. Nói như vậy, cũng không biết hôm qua là ai đã nhận thẻ ngân hàng của bà cụ Tư nữa. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc tây trang trần trờ nhìn về phía này. Ông ta đi tới cẩn thận hỏi, xin hỏi ngài là Vân Đại Sư sao? Vân Đại Sư nhàn nhạt gật đầu. Trường Phong nói, anh tìm sư phụ tôi có chuyện gì? Người đàn ông trung niên kia vui sướng nói, đúng là Vân Đại Sư rồi. Chào Vân Đại Sư, tôi tên là Hoàng Đức Phát. Nghe nói Đường Minh Thịnh Thế đã mời Vân Đại Sư đến bố trí lễ khai trương, không ngờ lại là sự thật. Ôi chao, tôi thật may mắn khi gặp được Vân Đại Sư. Lại nói cả nhà Tuyết Nhi, sau khi bọn họ cố chấp vào hội trường, đang đi lại khắp nơi, trao đổi danh thiếp với các danh sĩ thượng lưu. Nhưng có rất ít người để ý đến bọn họ. Ngay lúc bọn họ đang ngượng ngùng thì chợt nhìn thấy Hoàng Đức Phát đầy mặt kích động dò hỏi một đạo trưởng có phải Vân Đại Sư hay không. Ba Tuyết Nhi thầm thấy vui vẻ, giữ chặt mẹ Tuyết Nhi bảo, đi, qua bên kia, là Vân Đại Sư. Mẹ Tuyết Nhi hỏi, Vân Đại Sư, người mà lần trước bà cụ Tư kể là đã kéo được cậu chủ nhỏ Tư từ quỷ môn quan trở về ấy hả? Nghe nói có một ông chủ đang trên bờ vực phá sản đã cầu xin Vân Đại Sư. Kết quả công ty không những chuyển nguy thành an mà còn lội ngược dòng đi lên. Còn có một bà cụ sắp chết vì nhồi máu cơ tim, lại được Vân Đại Sư kéo từ quỷ môn quan trở về. Bất kể có cầu xin gì với Vân Đại Sư thì đều sẽ được như ước nguyện, chỉ là người bình thường đều không thể tìm thấy Vân Đại Sư. Bà Tuyết Nhi không biết đã nhờ người tìm bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa gặp được người thật lần nào. Hai người kìm nén sự phấn khích trong lòng, lập tức tiến lên. Cơ hội của bọn họ lại tới nữa rồi. Một chốc một lát, bên cạnh Vân Đại Sư đã có 7-8 người vây quanh. Tục ngữ nói càng có tiền càng tin mệnh, bọn họ rất kính sợ Vân Đại Sư, rối rít bày tỏ sự tôn kính của mình. Bà Tuyết Nhi chen chúc đi qua, vừa ân cần lại vừa nhiệt tình, Vân Đại Sư. Chào ngài, tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu. Anh ta lại đưa danh thiếp cho Vân Đại Sư rồi bảo mẹ Tuyết Nhi châm trà cho Vân Đại Sư. Tuyết Nhi chạy qua đó trước. Sau khi rót trà xong thì ngoan ngoãn bưng đến trước mặt Vân Đại Sư, ngọt ngào nói, mời Vân Đại Sư uống trà ạ. Mẹ Tuyết Nhi cố ý nói, ngày hôm qua lúc tôi nói chuyện phiếm với bà cụ Tư, lão phu nhân có nhắc về ngài với tôi. Nói mấy ngày hôm trước cậu chủ nhỏ Tư bị bệnh viện báo là bệnh tình nguy kịch, không thể cứu được nữa, bác sĩ đã bảo ngài Tư đưa cậu chủ nhỏ về nhà. Nhưng lại là Vân Đại Sư ngài kéo cậu chủ nhỏ Tư trở về từ quỷ môn quan. Hôm nay chúng tôi cũng là do nhà họ Tư phái tới, bà cụ Tư còn nói ngài sống thanh bần vui đời đạo, không nhận quà cảm ơn của bọn họ, nếu có duyên gặp được ngài, nhờ chúng tôi nói lời cảm ơn ngài nữa đó. Ngài xem, quả thật đã có duyên gặp được ngài rồi. Mấy lời của mẹ Tuyết Nhi đã khéo léo kết hợp giữa, chúng tôi đến đây thay mặt cho nhà họ Tư cùng với Tân Bốc Vân Đại Sư với nhau. Ánh mắt nhìn cả nhà Tuyết Nhi của mọi người tức khắc trở nên khác hẳn. Đến đây thay mặt cho nhà họ Tư. Mọi người lập tức trở nên nhiệt tình, tất cả đều nhao nhao ca ngợi Vân Đại Sư theo. Vân Đại Sư rất vui. Ông ta cảm thấy mẹ Tuyết Nhi rất biết điều, vì thế nhìn về phía Tuyết Nhi, vẻ mặt cao thâm khó đoán gật đầu.
Đứa nhỏ này, có phúc. Mẹ Tuyết Nhi vui mừng nói, xin hỏi đại sư, lời này có ý gì ạ? Vân đại sư vuốt râu, nói, hôm qua lúc bổn đạo cứu cậu chủ nhỏ nhà họ Tư có xem qua tướng mạo và bát tự của nhóc đó, còn nói là cậu chủ nhỏ phúc lớn mạng lớn, thế gian này khó ra được người thứ hai mang mệnh cách ấy. Không ngờ, hôm nay lại thấy được người thứ hai. Đứa nhỏ nhà cô, tướng mạo và mệnh cách rất hợp với cậu chủ nhỏ Tư. Quả thật là trời đất cấu thành, duyên trời tác hợp, nếu có thể ở bên nhau thì hai bên chắc chắn sẽ lao thẳng lên trời. Mẹ Tuyết Nhi sợ đến ngây người, vậy ý là tương lai Tuyết Nhi nhà cô ta cũng rất xịn sò ư. Còn có khả năng ở bên cậu chủ nhỏ nhà họ Tư nữa. Ba Tuyết Nhi cũng vui mừng không thôi, có thể liên hôn với nhà họ Tư, vậy bọn họ còn cần phải lo lắng gì nữa chứ? Anh ta lập tức nói, cảm ơn đại sư, mấy lời này của Vân đại sư quả thật đã khiến chúng tôi sợ hãi không thôi. Sau khi buổi lễ kết thúc, liệu tôi có thể mời Vân đại sư đến nhà ngồi một lát được không? Vân đại sư ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, còn nói thêm, trán anh cao thẳng dày dặn, ấn đường ngay ngắn, là người đại phúc đại quý. Tuy nhiên, mày thô mắt hí, tuổi trung niên phát tài xong sẽ gặp khó khăn nơi nơi, khó thể tiến thêm, đặc biệt là dạo gần đây đường tài vận không thuận, cần phải tu hành nhiều hơn. Ba Tuyết Nhi vội vàng gật đầu. Đỉnh quá đỉnh quá. Nói chúng hết, ôi trời. Không hổ là Vân đại sư, ba Tuyết Nhi kích động nói. Anh ta lập tức khen ngợi Vân đại sư mấy phen, nâng Vân đại sư lên tận trời cao. Vân đại sư tỏ vẻ thờ ơ, khép hờ hai mắt, dáng vẻ cực kỳ cao thâm khó đoán. Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên, nếu mấy lời của mẹ Tuyết Nhi vẫn chưa đủ để chứng tỏ điều gì thì hiện giờ đã có Vân đại sư đóng dấu chứng thực rồi. Vậy cứ phải làm quen đi đã rồi nói tiếp. Thoáng chốc, cả nhà Tuyết Nhi và Vân đại sư đều bị nâng lên tít tận trời cao. Lúc này nhân viên công tác cầm theo hương nến và tiền giấy đi tới, và cả một đoạn lụa đỏ. Tuyết Nhi tỏ vẻ ngây thơ, hỏi, Vân đại sư phụ, mấy thứ này là gì vậy ạ? Vân đại sư nhàn nhạt nói, đây là hương nến, tiền giấy. Tuyết Nhi chớp chớp mắt, oa, thật là lợi hại, chúng được dùng để làm gì thế ạ? Khi là một đứa trẻ, sẽ rất dễ để làm quen và tiếp cận người khác. Thường thì sẽ không có người lớn nào đối xử lạnh lùng với trẻ con. Tuyết Nhi rất cố gắng phát huy thế mạnh của mình, nắm chặt cơ hội làm quen với Vân đại sư. Vân đại sư chỉ vào bục sân khấu ở bên ngoài, nói, được dùng để khai trương. Đúng lúc này, ông ta bỗng nhiên nhìn thấy quả cầu Khánh Thành vừa được kéo sang phía đông lại bị dịch trở về. Vân đại sư không khỏi nhíu mày. Trường Phong lập tức nói, sao vậy hả? Không phải đã bảo mấy người kéo quả cầu Khánh Thành sang phía đông một thước sao? Nhân viên công tác phụ trách bố trí hiện trường đã đi tới, cười làm lành nói, đúng là như vậy, nhưng vị lãnh đạo lớn ở bên trên nói phải kéo trở về. Trường Phong không vui nói, tôi mặc kệ lãnh đạo lớn của mấy người là ai, nếu đã mời sư phụ tôi tới thì phải tuân theo sự sắp đặt của sư phụ tôi. Đây đều là vì muốn tốt cho mấy người. Người bảo mấy người di chuyển quả cầu Khánh Thành có biết phong thủy là cái gì không hả? Anh ta vừa dứt lời, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tô Nhất Trần vang lên. Là tôi bảo dịch đấy, anh có vấn đề gì? Nhìn thấy Tô Nhất Trần, Trường Phong lập tức im bặt. Túc Bảo trông thấy cảnh tượng ở hậu trường thì khuôn mặt nhỏ không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy một nữ quỷ sắc mặt tái nhợt đang nhảy qua nhảy lại trên đầu của Vân Đại Sư và Tuyết Nhi. Cảm thấy cảnh tượng này thật giống cảnh một con chó đang chọn nơi để phóng uế vậy. Nghĩ đến đây, Túc Bảo lập tức nhớ tới lời thề ăn 5 ký phân mà Trường Phong đã nói ngày hôm qua. Bé lập tức hỏi. Anh trai này, ngày hôm qua anh nói sẽ trồng cây chuối ăn 5 ký phân, lúc trở về anh đã ăn chưa ạ? Trường Phong. Túc Bảo tò mò, anh ơi, trồng cây chuối ăn phân có bị dính lên mặt không? Có thể nuốt được không vậy? Liệu có bị no căng bụng không á? Trường Phong. Ngày hôm qua Túc Bảo hỏi có hỏi anh Tử Du, anh ấy nói 5 ký phân là khoảng một thùng lớn á. Gì mà 1.2 nhân với 10 cái thùng sắt? Túc Bảo không nhớ rõ cụ thể anh Tử Du đã nói cái gì. Bé vươn tay khua khoáng ra hiệu, là một thùng lớn như này nè. Nếu anh trai này ăn hết được thật, thế thì anh ta thật là lợi hại. Túc Bảo nhìn Trường Phong bằng ánh mắt sùng bái. Trường Phong, sắc mặt Vân đại sư khó coi, lại là con nhóc này. Sao ông ta đi đến nơi nào thì con nhóc này cũng đi tới nơi đó vậy, đúng là âm hồn không tan. Vân đại sư lạnh mặt nói, tuổi còn nhỏ mà đã ăn nói thô tục, còn ra thể thống gì nữa. Túc Bảo gật đầu. Đúng đúng,
chính là một thùng rất lớn. Đại sư lừa đảo cũng ăn hả? Vân đại sư, Kỷ Trường không nhịn được phụt một tiếng. Sao bé đồ đệ của hắn lại đáng yêu như vậy chứ? Đôi khi hắn cũng phải nghi ngờ không biết có phải là con bé cố ý không nữa. Kỷ Trường nhìn chằm chằm ác quỷ đang nhảy qua nhảy lại trên đầu Vân đại sư và Tuyết Nhi. A, à, quỷ dối trá. Quả thật là. Nhưng mà hiện tại đang có rất đông người, không tiện thu thập. Tạm thời cứ mặc kệ nó đi, Kỷ Trường nói khẽ với Túc Bảo, buổi tối sư phụ dẫn con ra ngoài. Túc Bảo gật đầu, ừm. Sắc mặt Vân đại sư tím như màu gan heo, con nhóc chết tiệt, dám nói ông ta là kẻ lừa đảo. Ông ta vùng phất trần lạnh lùng nói, bất kính trời bất kính đất, không biết kính sợ cái gì cả. Lão đạo nhìn tướng mạo của nhóc, rõ ràng chính là thiên sát cô tinh. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Thật ra lời này cũng không sai, một chuyện lớn như là cô chủ nhỏ của nhà họ Tô trở về, người trong giới ít nhiều cũng đã hỏi thăm qua rồi. Đứa nhỏ này, hơn 2 tuổi đã mất mẹ, 3 tuổi thì đứa con trong bụng mẹ kế cũng bị sinh non, ba của nhóc ta cũng bị phá sản rồi phải vào tù. Sau khi trở lại nhà họ Tô, nghe nói còn khiến cậu hai và mợ hai của nhóc ly hôn. Rốt cuộc chân tướng là sao thì tạm thời không nhắc tới, nhưng nếu xét theo phong thủy tướng số, Túc Bảo quả thật là khác ba khác mẹ khác người nhà. Nụ cười trên mặt Túc Bảo dần dần biến mất. Túc Bảo không phải là thiên sát cô tinh, bé cắn môi, Túc Bảo rất có phúc nhé. Tô Nhất Trần vỗ về Túc Bảo, thấp giọng an ủi, không sai, Túc Bảo chính là tiểu phúc bảo. Mặt anh lạnh như xương, lạnh lùng nói, là ai phụ trách bố trí hội trường? Đuổi hai tên lừa đảo này ra ngoài cho tôi. Nhân viên công tác bị vẻ mặt lạnh băng của Tô Nhất Trần dọa sợ, không dám hé răng. Trợ lý của Tô Nhất Trần Khúc Hưởng bước lên trước, làm động tác mời đi. Vân đại sư vô cùng cứng rắn không chịu khuất phục, nhàn nhạt nói, Trường Phong, thu dọn đồ đạc. Đám khổ chủ này không cứu cũng được. Ông ta rất tức giận, cảm thấy nhà họ Tô thật không biết tốt xấu. Trường Phong hừ một tiếng, chúng tôi không so đo hiềm khích trước đây tới coi phong thủy cho mấy người lại vô lễ với sư phụ tôi như vậy. Sau này mấy người mà xảy ra chuyện gì thì đừng có tới cầu xin sư phụ tôi. Trường Phong tuổi trẻ bồng bột, lại dám mắng ngược lại Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho trợ lý Khúc Hưởng, gọi cảnh sát. Rất lợi hại đúng không? Vậy thì đừng có đi nữa. Khuôn mặt Vân đại sư lập tức cứng đờ. Mọi người vội vàng khuyên giải, ôi trời, tổng giám đốc Tô, đừng nóng giận mà. Đệ tử của Vân đại sư có hơi thẳng tính, không có ác ý gì đâu. Đúng đúng, Vân đại sư rất tốt, tuy rằng không thích nói chuyện nhưng ban nãy chúng tôi hỏi gì ông ấy cũng giải đáp cho chúng tôi hết. Tổng giám đốc Tô, chưa đến mức phải gọi cảnh sát đâu. Quả thật chưa đến mức, ôi chao, mọi người đều cùng nhường một bước, ngắm nhìn trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông. Tô Nhất Trần không dao động. Dám nói Túc Bảo nhà bọn họ là thiên sát cô tinh. Anh ấy khinh thường cái thứ gọi là trời cao biển rộng đấy nhé. Ngay cả cháu gái nhỏ của mình mà cũng không bảo vệ được, thế nhận lại trời cao biển rộng đó để làm gì? Vân đại sư rất biết xem mặt đoán ý, khi đụng phải ánh mắt của Tô Nhất Trần, đáy lòng không khỏi hoảng loạn. Ông ta nắm lấy phất trần, cố làm ra vẻ vượt khỏi trần gian, nói, bổn đạo không muốn tranh luận với người khác. Trường Phong, chúng ta đi. Nhưng mà lúc này, Tuyết Nhi lại chợt túm lấy ống tay áo của ông ta. Trên mặt Tuyết Nhi lộ ra vẻ chân thành, đại sư phụ, ngài đừng nóng giận, em gái Túc Bảo còn quá nhỏ, em ấy không hiểu chuyện. Túc Bảo không phải cố ý chọc đại sư phụ tức giận đâu ạ. Sau đó cô bé nhìn về phía Túc Bảo, sốt ruột nói, em gái Túc Bảo, Vân đại sư phụ lợi hại lắm đó. Em làm vậy là không đúng, mau xin lỗi đại sư đi. Có mấy người không khỏi cảm khái, Tuyết Nhi thật lương thiện, không hổ là người có mệnh cách rất tốt mà Vân đại sư đã nói. Ngoài mặt thì Vân đại sư không nói gì nhưng trên thực tế ông ta lại hận không thể đẩy Tuyết Nhi ra xa. Diễn cái gì vậy hả? Sau khi những lời này vang lên, cuối cùng con ác quỷ đang nhảy qua nhảy lại đã dừng ở trên đầu Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cảm thấy mình lại có được sự chú ý, lập tức cố gắng tỏ vẻ hơn, Túc Bảo, em mau nói xin lỗi Vân đại sư đi, có được không nào? Túc Bảo lắc đầu, không được. Tô Nhất Trần cũng cười lạnh, nhóc là cái thá gì? Đứng trên lập trường nào và có tư cách gì để bắt Túc Bảo nhà tôi xin lỗi? Tuyết Nhi sửng sốt, ngay sau đó tủi thân cắn môi, giống như đang rất đau lòng, sắp khóc ra tới nơi. Cô bé bứt rứt buông ống tay áo của Vân đại sư ra.
Xin lỗi, cô bé lã chã trực khóc nói lời xin lỗi, chú Tô, chỉ là Tuyết Nhi không muốn mọi người cãi nhau mà thôi. Nhưng Tuyết Nhi quá ngốc, không biết ăn nói, chọc chú tức giận. Hu hu hu, Tô Nhất Trần phiền chán không thôi. Anh không thể hiểu nổi làm cách nào mà một đứa trẻ nhỏ như vậy đã có thể hình thành được cái thói dối trá như vậy chứ. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng cười nói, ngại quá tổng giám đốc Tô, Tuyết Nhi chỉ có ý tốt thôi, trẻ con ấy mà, suy nghĩ đơn giản nên không biết nói chuyện, xin anh thứ lỗi. Mọi người cũng tiếp tục ba phải, tóm lại đều không muốn đắc tội Tô Nhất Trần nhưng cũng không muốn bỏ lỡ Vân Đại Sư. Còn Vân Đại Sư thì sao? Ông ta chỉ muốn chuồn đi thật nhanh, nhưng cứ luôn bị một đám người có lòng tốt khuyên giải ngăn lại, trong lòng bực bội chết mất. Kỷ Trường nhướng mày, khẽ đảo mắt, đáy mắt hiện lên một tia ác ý. Túc bảo, con thử hỏi Vân Đại Sư xem, ông ta lợi hại như vậy thì liệu có thể tính ra được vận mệnh tiếp theo đang đợi mình là gì hay không? Túc bảo ngoan ngoãn làm theo, Vân Đại Sư, ông lợi hại như vậy, có thể tính ra được vận mệnh của không? Vân Đại Sư nhíu mày. Trường Phong lập tức nói, bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình được, người đoán mệnh cũng không thể thấy rõ vận mệnh của bản thân mình, điều này mà nhóc cũng không hiểu à? Túc bảo lắc đầu nói, bé không hiểu, bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Trường Phong. Túc bảo lại hỏi, đại sư không tính ra được nên đại sư cũng không lợi hại như vậy đâu nhỉ? Bé bĩu môi, lẩm bẩm một câu, thật vô dụng. Trường Phong. Nhóc con này, thật quá đáng ghét. Vậy nhóc hiểu chắc, Trường Phong lạnh lùng nói. Túc bảo nghiêng đầu, bé hiểu mà. Trường Phong lập tức không nói nên lời. Ánh mắt Vân Đại Sư lạnh lùng, nói, được rồi, Trường Phong, đừng so đo với con nít làm gì. Bổn đạo rất bận, đi thôi. Mọi người đều cảm thấy hơi kỳ lạ, sao trông Vân Đại Sư lại có vẻ rất vội vàng muốn về vậy. Vân Đại Sư, tính thử đi. Đúng vậy, luôn có người không biết sự lợi hại của Vân Đại Sư, cứ tính thử cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Vân Đại Sư thấy ánh mắt của mọi người, không còn cách nào nữa. Ông ta đành phải căng ra đầu bấm ngón tay, sau một lúc lâu nói, bổn đạo sẽ gặp phải một chút phiền toái, nhưng mà bản thân ngay thẳng không sợ bóng tà, cũng không phải chuyện gì đáng lo ngại. Túc bảo lắc đầu, đại sư, ông tính sai rồi, để Túc bảo tính cho ông. Nói xong, bé lục túi sách nhỏ một hồi, móc ra một con rùa già. Lúc cụ rùa ra ngoài vẫn còn đang ngẩn ngơ, nó rụt cổ, nhìn đông nhìn tây. Khóe miệng mọi người giật giật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Túc bảo trượt từ lồng ngực Tô Nhất Trần xuống, ngồi xổm trên mặt đất nói, đại sư, nhìn kỹ nha. Nói xong, bé, hây ra, một tiếng, lăn cụ rùa ra ngoài. Cụ rùa giơ bốn chân lên trời, lăn một vòng, đập vào góc tường bên cạnh rồi bật ngược trở lại, sau đó quay tròn rồi dừng lại ở bên chân Túc bảo. Túc bảo nhìn chằm chằm cụ rùa, trên khuôn mặt nhỏ ngập tràn vẻ nghiêm túc, ừm, thì ra là thế. Mọi người, không phải chứ, nhóc chỉ ném một con rùa ra, nhóc, thì ra là thế, cái gì vậy trời? Nếu làm như vậy có thể đoán mệnh được, ai trong bọn họ cũng có thể là đại sư. Trường Phong cười nhạo, ha ha, nhóc tính ra được gì nào? Túc bảo bẻ ngón tay, đại sư gặp vận lớn nha. Cả đời không lo cơm ăn. Nhưng anh trai ăn phân thì lại không may mắn như vậy á. Chỉ được ăn 10 năm thôi. Vân Đại Sư sửng sốt, đây là cái quái gì vậy? Túc bảo tiếp tục nói, đại sư đã lừa rất nhiều tiền, lát nữa sẽ bị chú cảnh sát bắt lại, sau đó không ra ngoài được nữa. Bấy giờ mọi người mới phản ứng lại, cơm ăn mà bé nói là cơm gì? Trường Phong giận dữ, nhóc nói linh tinh gì đấy hả? Sư phụ anh ta là cao nhân đắc đạo, mọi người đều tôn kính. Ngay cả lãnh đạo của cục cảnh sát cũng từng mời sư phụ của anh ta đến nhà. Sao có thể sẽ bị bắt được? Lúc đang nói chuyện, chợt thấy bên phía cửa hông có mấy cảnh sát đang đi tới, bọn họ lập tức đi đến trước mặt Vân Đại Sư. Ai là Vân Đại Sư? Mọi người theo bản năng chỉ về phía Vân Đại Sư. Trường Phong vội vàng nói, cảnh sát, đây là sư phụ của tôi, tháng trước còn cùng với cục trưởng nhà các anh. Anh ta còn chưa dứt lời. Chợt nghe thấy cảnh sát dẫn đầu quát lạnh một tiếng, dẫn đi. Trường Phong sửng sốt, vội vàng hỏi, tại sao lại bắt sư phụ tôi chứ, mấy người không biết sư phụ tôi là ai sao? Cục trưởng nhà mấy người đâu? Gọi cục trưởng của mấy người tới đây. Mọi người sững sờ nhìn Trường Phong. Đây rốt cuộc là quá kiêu ngạo hay không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mà lại gào lên giữa chốn đông người đòi kêu đồn trưởng của người ta ra mặt.
Đây chẳng phải tự tìm cái chết hay sao? Quả nhiên, viên cảnh sát cười lạnh, sư phụ Vân Dung Côn của anh, tốt nghiệp tiểu học XXX. Sau khi tốt nghiệp, ông ta làm việc ở một nhà máy điện tử trong 5 năm và bị kết án 2 năm vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù ông ta đoán mệnh gạt tiền dưới gầm cầu vượt, lừa cướp 3 vạn tệ chữa bệnh của một bà cô rồi chạy mất. Viên cảnh sát vừa nói vừa cho xem tài liệu. Bây giờ ông ta còn dám lừa lọc đảo điên ở nơi này, gọi ai tới cũng vô dụng thôi, dẫn người đi. Mọi người đều choáng váng. Nếu những lời đồng chí cảnh sát vừa nói đều là sự thật, há chẳng phải Vân Đại Sư là kẻ lừa đảo sao? Hồi nãy bọn họ còn đang nịnh hót kẻ lừa đảo này, cảm giác mình đúng là đồ ngốc. Ánh mắt mọi người nhìn Vân Đại Sư đều thay đổi. Vân Đại Sư vừa giận vừa cuống, đó đều là những chuyện ông ta từng làm trong quá khứ, sau đó ông ta đã tu hành thành tiên, bây giờ hoàn toàn khác mà. Tất thảy những gì ông ta vất vả gây dựng nên đều bị Túc Bảo hủy hoại rồi. Vân Đại Sư nghiến răng, đến bước này rồi chỉ đành thể hiện sự ngông nghênh của bậc tiên. Tôi không công nhận những tội danh các người đã kể ra. Các người làm vậy là vu khống, tôi phải mời luật sư. Trường Phong cũng nói, không sai, chắc chắn mọi người đã nhầm rồi. Mới hôm qua thôi sư phụ tôi còn cứu sống tiểu thiếu gia của nhà họ Tư, không tin mọi người cứ gọi điện hỏi Tư tiên sinh. Anh ta lôi nhà họ Tư vào để viên cảnh sát phải kiêng dè. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ông ta không hề cứu Diệp Nhiên. Tư Dạ dẫn Tư Diệp Nhiên từ đám đông bước tới. Anh lạnh lùng nói, thay vào đó, tôi phải hỏi Vân Đại Sư, thẻ ngân hàng hôm qua ông gạt mẹ tôi đâu rồi? Lòng Vân Đại Sư rét lạnh. Tư Dạ đích thân ra mặt đập nát hình tượng của ông ta rồi, như này thì lấp liếm thế nào? Vân Đại Sư mím môi, trưng ra bản mặt thoát tục không chịu khuất phục, dù sao ông ta cũng hết cách. Viên cảnh sát dứt khoát còng tay Vân Đại Sư, nhấn đầu dẫn đi. Mọi người nhìn Vân Đại Sư bị lôi đi như vậy, cảm xúc trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Bọn họ nhìn về phía ba mẹ Tuyết Nhi, không khỏi oán hận. Ngay từ đầu, chính gia đình này nói chắc như đinh đóng cột rằng Vân Đại Sư đã cứu thiếu gia nhà họ Tư, nên bọn họ mới tung hô ông ta dường ấy. Kết quả tự biến mình thành trò cười. Ba mẹ Tuyết Nhi cũng rất lúng túng. Thấy Tư Dạ đến thì vội bước tới, Tư tiên sinh, anh cũng đến rồi. Tư Dạ dứt khoát nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh nói với Tô Nhất Trần, xin lỗi, mẹ tôi già nên hồ đồ rồi, vừa được dỗ ngon dỗ ngọt một chút là lập tức tặng thiệp mời cho những kẻ ngoài lề không liên quan. Tô Nhất Trần đáp, không sao, tôi vừa kêu người đuổi họ ra ngoài rồi, có điều không rõ sao họ vẫn còn ở đây. Đoạn đối thoại này như một cái bạt tai giáng lên mặt ba người nhà họ Lam. Mọi người nhìn gia đình Tuyết Nhi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ồ, hóa ra có được thiệp mời nhờ lừa gạt người khác hả? Tôi đã nói mà, vừa nãy vừa tung vừa hứng với kẻ lừa đảo kia để tung hô chính mình, hóa ra cũng là lừa gạt. Nhà họ Lam vốn là gia tộc không tiếng tăm gì, à, không thể gọi là gia tộc được, hồi nãy tôi còn thấy lạ, sao loại người này lại vào được đây? Thật đáng ghét, không ngờ còn lừa một bà cụ để lấy thiệp mời, miệng còn khoe được Tư tiên sinh ủy thác tới buổi lễ. Da mặt quá dày rồi nhỉ? Ha ha, vừa nãy người ta còn tung hứng với kẻ lừa đảo, nói cô nhóc nhà mình với tiểu thiếu gia nhà họ Tư là trời sinh một cặp đấy thôi. Còn không phải ư, tóm được nhà họ Tư là tận lực ăn vạ mà. Mặt ba mẹ Tuyết Nhi đều đỏ bừng. Vốn dĩ tới đây để mở rộng mối quan hệ và rát vàng lên mặt mình. Không ngờ lại bị Tư Dạ trực tiếp vả vào mặt thế này. Ba Tuyết Nhi ngượng ngập nói, chúng tôi cũng không biết. Tô Nhất Trần lười phải phí lời với họ, lạnh mặt hỏi, hồi nãy ai là người tiếp đón họ? Khí thế của anh ấy vô cùng đáng sợ. Nhân viên tiếp đón khách run rẩy đáp, là họ tự vào, nói là được nhà họ Tư ủy thác, không tin cứ gọi điện cho nhà họ Tư. Giờ tôi đuổi họ đi ngay. Nhân viên vội kêu vài người bảo vệ, dứt khoát đuổi nhà họ Lam ra ngoài, một chút cơ hội cũng không cho. Ba người nhà họ Lam chật vật quá đỗi. Tuyết Nhi chưa bao giờ bị người ta đuổi đi như vậy, không khỏi bật khóc. Cô bé không chấp nhận nổi, hồi nãy Vân Đại Sư còn nói gì nhỉ? Tương lai cô bé sẽ vô cùng khác biệt, thậm chí còn là một đôi với tiểu thiếu gia nhà họ Tư. Sao mới chớp mắt đã bị đuổi đi như này, quá mất mặt. Tuyết Nhi nước mắt lưng tròng, hoảng loạn nhìn quanh rồi dừng lại ở Tư Diệp Nhiên vẫn luôn im lặng đứng sau Tư Dạ. Thế nhưng, Tư Diệp Nhiên chỉ lạnh mặt, chẳng thèm liếc Tuyết Nhi một cái mà nhìn Thúc Bảo đăm đăm. Tuyết Nhi càng khóc dữ hơn.
Rác rưởi cuối cùng cũng bị đuổi đi. Túc Bảo nhìn chằm chằm vào đầu Tuyết Nhi, không biết đang nghĩ gì. Tô Nhất Trần hỏi, Túc Bảo, sao vậy con? Túc Bảo lắc đầu, không có gì ạ. Nhân viên lắp bắp nói, Tô Tổng, vậy việc cắt băng. Bọn họ căng cả đầu, chuyện ban nãy ầm ĩ quá nên bỏ lỡ mất giờ lành. Việc công ty ra mắt công chúng luôn cấm kỵ những việc không thuận lợi. Bây giờ, chẳng những xuất hiện hai kẻ lừa đảo, còn lỡ mất giờ lành, dù sau này công ty niêm yết cổ phiếu thuận lợi thì trong lòng vẫn luôn tồn tại vướng mắc. Những người càng coi trọng việc này thì chuyện không thuận lợi càng bị cấm kỵ. Tô Nhất Trần chau mày, toan nói gì đó. Túc Bảo liền nhặt cụ rùa lên vỗ nhẹ, cất vào túi nhỏ. Đừng lo, để Túc Bảo tính một quẻ. Túc Bảo siết ngón tay, học theo dáng vẻ của Kỷ Trường, nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy. 10 giờ 18 phút sẽ có ánh sáng phúc lành từ trên trời giáng xuống, đó chính là thời khắc giờ lành cảnh đẹp. Mọi người, gì thế này, đây không phải chuyện đùa cho vui đâu, trẻ con đúng là trẻ con, mãi không hiểu chuyện. Tô Tổng, cái này, nhân viên khó xử muốn chết. Tô Nhất Trần ấm Túc Bảo lên, nói, vậy 10 giờ 18 phút nhé. Anh tin Túc Bảo, dù không có ánh sáng phúc lành thì trên trời giáng xuống, thì giờ lành vẫn do Túc Bảo nhà họ quyết định. Mọi người nhất thời không biết thể hiện biểu cảm gì cho phải. Tư Dạ dẫn Tư Diệc Nhiên đi về phía Túc Bảo, càng tới gần mặt Diệc Nhiên càng căng thẳng. À, anh trai nhỏ, Túc Bảo vui vẻ vẫy tay, anh ngồi bên này nè. Cục bột nhỏ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Tư Diệc Nhiên nhìn thẳng, lạnh lùng ừ một tiếng, nhưng bước đi lại bán đứng cậu, gần như cùng tay cùng chân đến cạnh Túc Bảo. Tư Dạ, sao con trai anh lại đi kiểu đấy, sáng nay không phát hiện ra. Liệu có hậu di chứng gì không đấy? Túc Bảo tò mò nhìn Tư Diệc Nhiên. Kiểu đi của anh trai nhỏ lạ quá, ngồi xuống cũng trưng ra dáng vẻ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng phía trước. Túc Bảo lắc đầu, ôi, mới tí tuổi đầu đã giống người lớn rồi. Dạo này thường có người nói cô bé, mới tí tuổi đầu, đã thế này thế kia, cô bé lập tức vận dụng vào thực tế luôn. Tư Diệc Nhiên, cậu bé mím môi rồi bỗng xòe tay ra, cho em nè. Túc Bảo cúi đầu nhìn, một viên kẹo trái cây nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay Tư Diệc Nhiên. Lớp giấy kẹo thủy tinh trong suốt để lộ viên kẹo màu hồng bên trong, trông như vị dâu tây. Túc Bảo hỏi, cho em sao? Tư Diệc Nhiên gật đầu. Túc Bảo nghĩ ngợi rồi lại hỏi, chỉ có một viên kẹo, là dành riêng cho mình em sao? Túc Bảo cảm thấy cô bé nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Có hai người bạn nhỏ mà chỉ có một viên kẹo, không đủ chia. Lỡ cô bé ăn xong anh trai nhỏ lại khóc thì sao được? Tư Diệc Nhiên quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ cao ngạo. Cậu bé thản nhiên nói, không phải cố ý chuẩn bị riêng cho em, hồi nãy anh lấy ở cổng vào. Túc Bảo ồ một tiếng, xác nhận chắc chắn Tư Diệc Nhiên không ăn thì cô bé mới đưa tay ra nhận. Động tác của cô bé vô cùng mau lẹ, còn lén liếc nhìn bên cạnh một cái. Cậu cả và chú Tư đang trò chuyện nè. Thừa lúc người lớn không để ý. Tiểu Túc Bảo đã bóc lớp vỏ kẹo rồi nhanh chóng ném vào miệng. Sau đó, cô bé ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình lên đầu gối và nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt. Tư Diệc Nhiên, cậu bé nhìn xuống lòng bàn tay. Khi Túc Bảo vội vàng chộp lấy viên kẹo, ngón tay của cô bé đã chạm vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác giống như con rùa của cậu đang gãi trong lòng bàn tay vậy. Ngon à, Tư Diệc Nhiên hỏi. Túc Bảo gật đầu, ngon lắm. Xuyệt, đừng nói nữa. Nếu cậu phát hiện ra thì sẽ không cho cô bé ăn đâu. Tư Diệc Nhiên vẫn nhìn thẳng, trầm mặc chốc lát rồi kìm lòng không đặng, hỏi, em sợ cậu em à? Túc Bảo cắn kẹo hoa quả, nói, còn lâu mới sợ nha, chỉ là em bị sâu một chiếc răng, cậu và bà ngoại cấm em ăn kẹo thôi. Tư Diệc Nhiên, vậy em đừng ăn. Sớm biết vậy cậu đã không cho cô bé kẹo rồi. Túc Bảo lập tức bụng miệng. Đã vào miệng Túc Bảo thì không có miếng xương nào còn sót để nhả ra đâu. Khóe miệng Tư Diệc Nhiên khẽ giật, phải là không có lý gì phải nhả ra. Gì mà không còn miếng xương nào để nhổ ra. Túc Bảo gật đầu, đã vào miệng Túc Bảo thì không có lý gì mà nhả ra. Kẹo rất ngọt ngào, em thích kẹo nhất nha. Nên nhả kẹo ra là chuyện bất khả thi. Nếu chẳng may bị phát hiện, nuốt luôn cũng phải nuốt. Tư Diệc Nhiên liếc xéo cô bé một cái. Chỉ thấy hai má Túc Bảo phồng lên, dáng vẻ lén lút ăn kẹo này hệt như thỏ con lén ăn cà rốt. Kẹo ngậm trong miệng, môi mím lại, hai má phính sữa hiện rõ vô cùng đáng yêu.
Tư Diệp Nhiên lập tức rời mắt đi. Hôm đó cảm ơn em. Cậu bé lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng phía trước. Túc Bảo đang say sưa thưởng thức vị ngọt của kẹo, nghe thấy lời của Tư Diệp Nhiên thì ngẩn người. À, Tư Diệp Nhiên không nói gì thêm. Trên bục, MC đang nói bla bla. Tư Diệp Nhiên chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Túc Bảo, hình như cô bé ăn xong kẹo rồi, đang liếm môi như còn thòm thèm. Tư Diệp Nhiên hỏi, sao e thích ăn kẹo vậy? Túc Bảo bưng cốc nước lên hút nước, nói, bởi vì kẹo ngọt. Cuộc đời đắng, còn kẹo lại ngọt. Tư Diệp Nhiên sửng sốt, thật khó tin lời như vậy có thể từ thốt ra từ miệng Túc Bảo. Rõ ràng gương mặt Túc Bảo rất ngây thơ hồn nhiên, hai mắt còn khẽ chớp. Khi trước Túc Bảo bị mẹ kế đánh, ba cũng không thèm nghe Túc Bảo giải thích nên Túc Bảo rất buồn. Có lẽ nỗi buồn ấy mang vị đắng nhỉ. Sau đó cô bé vô tình nhặt được một viên kẹo rơi dưới sofa, lúc đó cô bé rất đói nên nhớ mãi vị ngọt của viên kẹo đó. Tư Diệp Nhiên vẫn im lặng, nhưng trong lòng cậu ghi nhớ những lời của Túc Bảo. Cậu nhớ kỹ, Túc Bảo thích kẹo. Trên bục, MC vẫn tiếp tục nói bla bla. Sau đó lại tiếp tục đến người phụ trách của Đường Minh Thịnh Thế nói một tràng. Mọi người đều tranh thủ thời gian, chỉ để trì hoãn lễ cắt băng khánh thành đến 10:18. Trong khán phòng, những người biết chuyện vừa rồi ở hậu trường đều không khỏi nhìn đồng hồ, đã 10:18. Họ muốn xem, đến giờ đó có thể xuất hiện ánh sáng phúc lành gì. Trẻ con chỉ nói chơi cho vui, nhà họ Tô cưng nựng cô bé này thật ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Ánh sáng phúc lành, quá vớ vẩn. Nếu vị đại sư nào tiên đoán vậy tôi còn tin, còn lời thốt ra từ miệng một cô nhóc ấy à. Chốc nữa mà xuất hiện ánh sáng phúc lành thật thì tôi sẽ cạo chọc đầu luôn. Ha ha, Hoàng Tổng cũng thật tàn nhẫn mà. Mọi người xì xào bán tán, không khỏi cười trộm. Không một ai tin Túc Bảo, thậm chí còn thấy động tác đưa tay đoán mệnh của cô bé như một tiểu thần côn. Cũng không rõ cô bé xem phim gì mà học được cái kiểu đó. Cuối cùng cũng sắp tới 10:18, mọi người đều im lặng và nhìn chằm chằm vào sân khấu. Trong sự kiện đáng mừng vui này, hãy chào đón Đường Tổng của Đường Minh Thịnh Thế và Tô Tổng của tập đoàn Tô Thị lên sân khấu để cắt băng khánh thành bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Nghe vậy, Túc Bảo ra sức vỗ tay. Tô Nhất Trần chỉnh cúc áo, xoa đầu Túc Bảo, bé ngoan ngồi đây với chú Khúc Hưởng, đừng chạy linh tinh nha con. Túc Bảo, dạ. Để chứng minh mình nhất định không chạy loạn, Túc Bảo quay người nắm tay trợ lý Khúc Hưởng. Người vừa thề độc sẽ cạo đầu ban nãy lầm bầm lầu bầu, không thể nào. Chắc chắn là do bên thiết kế bố trí. Người bên cạnh ông ta cũng nói, đúng đó, quá huyễn hoặc, chắc chắn do con người tạo ra. Nhưng khi họ ngẩng đầu lên và nhìn về hướng phát ra ánh sáng phúc lành, chẳng hề trông thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ con người can thiệp vào, chỉ có ánh sáng phúc lành do mặt trời khúc xạ qua tấm kính nhiều màu sắc. Nói cách khác, đây thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cơ mặt đám người này đều tê dại. Cái người vừa thấy Túc Bảo bấm tay tính giờ lành chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu nữa, nét mặt kẻ đó trông sượng chân vô cùng. Một người trầm trồ, thật không thể tin được. Nếu bảo là trùng hợp thì làm gì có chuyện tính toán chính xác được như thế, đúng 10:18 thật kìa. Có khi nào con bé tính được thật không? Thế thì khó tin quá, Bảo Vân Đại Sư tính ra thì tôi còn tin chứ cô công chúa bé bỏng nhà họ Tô mới có mấy tuổi đầu. Chắc chắn cô bé chỉ nói linh tinh nhưng tình cờ đoán chúng mà thôi, chứ không thì quá hoang đường. Người thì tỏ ra bàng hoàng, kẻ thì làm biểu cảm nửa tin nửa ngờ, thế nhưng Túc Bảo vẫn thản nhiên ngồi tại vị trí của mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người xung quanh. Buổi lễ cắt băng khánh thành diễn ra trong xôn xao, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, người dẫn chương trình đọc bài diễn văn để cảm ơn những người đã có mặt tại sự kiện, sau đó các vị khách mời đồng loạt đứng dậy. Tô Nhất Trần và những người nắm chức vụ cao trong Đường Minh Thịnh Thế bị các khách mời vây quanh, tạm thời chưa thể đi đâu được. Đương nhiên người có tiếng tăm như Tư Giả cũng không phải là ngoại lệ, ai nấy cũng nhân cơ hội này để làm thân, mở rộng các mối quan hệ của mình. Tư Giả nhỏ giọng dặn dò Tư Diệp Nhiên, con trông chừng em Túc Bảo nhé. Khuôn mặt bầu bĩnh của Tư Diệp Nhiên không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ hờ hững gật đầu cho có. Rõ ràng lúc nãy cậu chăm chú lắng nghe Túc Bảo nói chuyện cực kỳ, trong khi với ba mình thì lại quá ư là miễn cưỡng. Tư Giả cũng chẳng biết nói sao nữa. Túc Bảo níu áo Khúc Hưởng, hào hứng reo lên, chú mau lên nào, Túc Bảo muốn ăn bánh kem ạ. Tư Diệp Nhiên đút một tay vào túi một cách cun ngầu, im lặng theo sau Túc Bảo.
bánh kem kìa, bánh kem kìa. Khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt nhỏ trên bàn bày biện trà bánh, đôi mắt Túc Bảo sáng ngời. Bé cố gắng kiếng chân lên, khổ nỗi Túc Bảo chưa đủ cao, còn thiếu một chút nữa thôi là với tay lấy được rồi. Khúc Hưởng đang định lấy giúp Túc Bảo thì bỗng có một bàn tay nhỏ bé vươn ra từ bên cạnh. Tư Diệc Nhiên lấy bánh kem xuống, đưa cho bé, cho em này. Túc Bảo mừng rỡ nói cảm ơn anh ạ, sau đó cẩn thận cầm dĩa bánh ngồi xuống ghế sofa gần đó, ngoạm một miếng. Ngọt quá, ngọt hơn cả mối tình đầu nữa. Cục bột nhỏ gật gù, tỏ ra đầy kinh nghiệm giống như bà cụ non vậy. Khúc Hưởng bật cười, cháu có biết mối tình đầu nghĩa là gì không đấy? Vì đang ăn bánh kem nên miệng Túc Bảo lúng búng câu gì khó nghe rõ, phu kẹt ạ. Ông cụ bán dưa hấu cũng nói vậy đó ạ. Thế rồi bé bắt chước cách giao hàng của ông cụ, vẫy tay, mại dô, dưa hấu tươi ngon đây, dưa hấu ngọt hơn mối tình đầu đây. Ăn dưa hấu của ông, quên thằng cha đó đi. Khúc Hưởng đần mặt ra, không kìm được phá lên cười nắc nẻ. Nhìn gương mặt bầu bính, tròn trịa với đôi má mềm mại của Túc Bảo, anh ta muốn bóp nó quá đỗi. Đáng yêu quá đi mất. Tư Diệc Nhiên quay mặt sang chỗ khác, đúng là đáng yêu thật đấy. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, hừ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu lại bất giác nhìn ráo rác xung quanh, xem thử ở đâu còn bánh dâu tây không. Túc Bảo chén miếng bánh kem ngon lành, vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn Khúc Hưởng. Bé bỗng dưng hỏi, chú ơi, sao chú lại tên là Thất Hưởng ạ? Có phải vì lúc chú ra đời khóc 7 tiếng oa oa nên ba mẹ chú mới đặt tên chú là Thất Hưởng không ạ? Khúc Hưởng cười nhiều quá muốn sái cả quai hàm, anh ta lấy khăn ướt lau sạch kem dính trên khóe miệng Túc Bảo một cách ân cần như thể mình là mẹ ruột của bé vậy, giải thích là Khúc Hưởng chứ không phải Thất Hưởng đâu cháu ạ. Đọc là, quy, là Khúc Trong Chi Y đó. Túc Bảo lại hỏi, Khúc Trong Chi Y nghĩa là gì ạ? Tư Diệc Nhiên nghiêm túc xen vào, là ghép phần tiếng Hán đó. Cô bé này còn không đi học mẫu giáo thì thế thôi, đến kiến thức tiểu học mà cũng không biết chữ nào. Túc Bảo tỉnh ngộ, à, là ghép phần. Ngay lúc Tư Diệc Nhiên tưởng bé đã hiểu, Túc Bảo ngây thơ hỏi tiếp, ghép phần là gì ạ? Tư Diệc Nhiên. Khúc Hưởng lại được một phen cười đau bụng, khi nào Túc Bảo đi học sẽ biết thôi. Túc Bảo gật đầu, bé hiểu rồi. Cục bột nhỏ thầm ghi nhớ hai từ đi học thật kỹ. Anh trai giỏi giang như vậy là nhờ đi học. Anh Tử Du cũng thế, 5kg phân cụ thể là bao nhiêu mà anh ấy cũng biết. Tất cả là nhờ anh ấy có đi học cả. Được đi học thật ngầu quá. Túc Bảo giơ tay lên, thế Túc Bảo cũng muốn đi học à? Khúc Hưởng nói, được thôi, chút nữa chúng ta nói với cậu cả của cháu nhé. Túc Bảo gật đầu cái rụp, dạ dạ dạ. Tư Diệc Nhiên vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, thấy Túc Bảo đã ăn hết miếng bánh kem, cậu bèn đi tới bàn bày biện trà bánh một lần nữa ngay. Cậu đã nhắm sẵn mục tiêu, vơ thêm hai cái bánh kem nữa về. Miếng bánh chỉ to bằng nửa gang tay Túc Bảo, bé ăn liên tù tì 5 cái mới xoa cái bụng bé tí của mình, nói với vẻ chưa thỏa mãn, ngon quá, từ nay về sau, ngày nào Túc Bảo cũng đi làm với cậu cả hết. Khúc Hưởng trêu bé, không phải hồi nãy Túc Bảo vừa bảo muốn đi học hả? Túc Bảo ngẩn người, vẻ mặt bé lập tức tràn đầy bối rối. Ừ nhỉ, bé phải đi học mà, sao đi làm được? Thế thì thứ hai đến thứ sáu đi học, còn thứ bảy và chủ nhật thì đi làm nha. Cục bột nhỏ vắt óc suy tính hẳn hoi. Khúc Hưởng không khỏi bật cười, Túc Bảo kính nghiệp quá. Mọi người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Thấy Túc Bảo ở đây, một số cô gái, quý bà theo chồng và gia đình đến đây tham dự cũng đi tới, vây quanh Túc Bảo và bông đùa. Cô chủ nhỏ Tô ơi, sao em ở đây một mình thế? Cô chủ nhỏ Tô thích ăn bánh kem quá nhỉ? Có một cô gái sang trọng mặc chiếc váy dạ hội đuôi cá màu xám bạc đứng gần Túc Bảo nhất, cô ta cất giọng ẻo lả nhão nhoẹt, chào em tên gì thế? Túc Bảo trả lời, em tên là Tô Tử Túc, còn gọi là Túc Bảo ạ. Cô gái nọ ngạc nhiên, Tô Tử Tô. Sao lại có người đặt tên là Tử Tô nhỉ? Không ngờ Túc Bảo lại nhìn cô gái bằng ánh mắt như thể cô ta vừa nói gì kỳ cục lắm, bé đính chính lại, là Tô Tử Túc mới đúng. Ủa, anh ơi, Túc là ghép phần của từ gì nhỉ? Vẫn với gương mặt búng ra sữa đầy lạnh lùng, Tư Diệc Nhiên dạy bé. Túc Bảo lập tức quay đầu lại, nói, Túc xù ghép của si u, đấy ạ, chị biết không? Chị này, có phải chị cũng chưa đi học nên mới không hiểu ghép phần không ạ? Cục bột nhỏ nhìn bà dì trước mặt với vẻ cảm thông. Lớn từng này tuổi rồi mà chưa đi học, tội nghiệp quá. Cô gái ngẩn người, che miệng cười duyên,
khen bé, Túc Bảo à, em đáng yêu thật đó. Nào ngờ Túc Bảo lại thốt một câu xanh dần, dì ơi, họng dì bị mắc gì hả? Dì ăn gì mà không nuốt hay sao vậy ạ? Cô gái đần mặt ra, dì cơ. Túc Bảo, giọng dì lạ quá, khó nghe lắm ạ. Có phải dì bị bệnh nên mới không nói bình thường được không ạ? Trông cục bột nhỏ nghiêm túc vô cùng, bé hỏi han cô gái có bị bệnh không thật chứ không phải nói mát gì. Gương mặt cô gái kia lộ rõ vẻ lúng túng. Người xung quanh lại thấy hả hê trong bụng, Túc Bảo nói quá chuẩn. Quý cô này tên là Chu Vũ, nói năng cứ hay ép giọng cho cao và the thé, nghe vừa ẻo lả vừa lố lăng. Tô Lạc vươn tay đến, quệt kem dính bên mép bé đi, á à. Nhóc nghịch ngợm ơi, lộ tẩy hết rồi này. Túc Bảo mở to mắt, ôi ôi, sơ suất quá, sơ suất quá. Sau này ăn vụng, bé phải nhớ lau miệng mới được. Đúng vậy. Chu Vũ đứng kế bên lặng lẽ nhích lại gần Tô Lạc thêm chút đỉnh, ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên như không. Chiếc váy dạ hội mà cô ta đang mặc trùng hợp cũng là màu bạc, thế nên khi Chu Vũ gần Tô Lạc hơn, trông cô ta và Tô Lạc cứ như người yêu của nhau vậy. Chu Vũ kìm lòng không đặng nhìn trộm Tô Lạc, chống ngực đập thình thịch mãi không chịu dừng. Ảnh đế Tô tiếng tăm lẫy lừng thường được biết đến với biệt danh lưu manh có văn hóa, tính cách của anh ta vừa vô lại vừa xấu xa y hệt vẻ bề ngoài, khiến người khác khó mà kìm lòng. Hơn nữa, Chu Vũ mới vừa hay tin Tô Lạc là một trong 8 người con trai của nhà họ Tô. Nhà họ Tô đấy, gia đình quyền thế thật sự đấy. Nếu cô ta có thể làm dâu nhà này thì... Đôi mắt Chu Vũ lấp lóe những toan tính, cô ta dịu dàng nói, thầy Tô, Túc Bảo có vẻ thích ăn bánh kem lắm, có cần tôi đi lấy thêm 2 cái nữa cho cô bé không? Tô Lạc nhướng mày, hờ hững từ chối, thôi khỏi. Cô nhóc mà ăn nữa thì có mà nổ bụng. Tô Lạc bế Túc Bảo lên, nhận lấy khăn ướt từ Khúc Hưởng rồi thản nhiên lau miệng cho Túc Bảo. Con mèo này, đã ăn vụng thì phải biết cách xóa sạch dấu vết đi, rõ chưa? Anh ta như cười như không, khẽ búng mũi Túc Bảo. Túc Bảo che mũi lại ngay, phụng phịu, con biết rồi ạ. Thấy Tô Lạc cưng chiều Túc Bảo như thế, Chu Vũ tỏ ra mình cũng thích con nít ngay. Ha ha, Túc Bảo dễ thương quá, ngoa tương đương cho chị ôm cái nào. Chu Vũ vươn tay đến, nở nụ cười ngọt xớt. Túc Bảo nhíu hàng lông mày bé tí lại, nghiêm mặt hỏi, dì ơi, họng dì có đờm đúng không ạ? Người xung quanh ngạc nhiên, thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Túc Bảo non nghiêm nghị đến là rõ thì khẽ bật cười. Sắc mặt của Chu Vũ hơi sượng chân, song cô ta vẫn gượng cười, chao ôi, Túc Bảo biết đùa quá. Túc Bảo gật gù, ra chiều hiểu ý, thế tức là mắc dép đúng không ạ? Chu Vũ, Tư Diệc Nhiên đứng kế bên thờ ơ lên tiếng, cái này gọi là làm màu. Tô Lạc nhếch mép liếc nhìn Tư Diệc Nhiên, tiếp lời, con hiểu rồi chứ, hừm. Chất giọng của anh ta nghe như lưu manh, hư hỏng bao nhiêu thì quyến rũ bấy nhiêu. Túc Bảo gật đầu lia lịa, dạ dạ, con hiểu rồi ạ. Khuôn mặt Chu Vũ lúc xanh lúc đỏ, nơi đáy mắt cô ta ẩn ẩn nước ngay. Thầy Tô, Chu Vũ tỏ ra ấm ức như thể sắp bật khóc tới nơi, yếu đuối giải thích, tôi không. Nhưng Tô Lạc không thèm nhìn cô ta lấy cái nào, ôm Túc Bảo bỏ đi một mạch. Người xung quanh giễu cợt, ôi, con bé này thật là, nói linh tinh gì thế không biết. Cậu chủ nhỏ Tư nói cũng đâu có sai, tôi thấy ai đó dẹo chảy nước nào giờ rồi. Lớn to đầu mà cứ thích ỏn ẻn cái giọng, nói chuyện như con nít, tỏ vẻ ngây thơ, đồ ép giọng chết tiệt. Chu Vũ lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống theo, không phải thật mà, giọng tôi vốn đã vậy rồi mà. Cô ta vừa òa khóc thì giọng lại càng như hồ dán nhão nhoẹt, ẻo là lố lăng đến nỗi chắc không ai đọ lại nổi. Tất cả mọi người đều cạn lời, lục tục bỏ đi. Bọn họ vốn chẳng có thiện cảm gì với Chu Vũ, nếu Chu Vũ không có cái mác là ngôi sao dưới trướng Đường Minh Thịnh thế thì hôm nay đã không có tư cách đứng tại đây rồi. Ban đầu họ sang đây để tìm Túc Bảo, ấp ủ trong lòng rất nhiều tâm sự muốn nói, chẳng hạn như hỏi dạo gần đây đường công danh sự nghiệp của họ có thuận lợi không, khi nào thì phát tài, mạng có tốt không. Kết quả là chưa kịp hỏi gì thì đã bị Chu Vũ phá đám. Khách đến đây quá đông, ồn ào chịu không nổi nên Tô Lạc bế Túc Bảo ra vườn hoa sau hội trường bữa tiệc. Mới đi được một đoạn thì anh ta nhận ra có điều khác thường. Vừa ngoái đầu lại, Tô Lạc phát hiện Tư Diệc Nhiên im ỉm đi theo mình mà chẳng nói tiếng nào. Tô Lạc nhướng mày, cháu đi theo bọn chú làm gì? Tư Diệc Nhiên vẫn nghiêm mặt như ông cụ non, trả lời, ba cháu bảo cháu trông em ấy ạ. Tô Lạc híp mắt, chốc lát sau, anh ta quay đầu về phía trước, vậy à?
cậu chủ nhỏ nhà họ Tư nào phải kiểu người nghe lời như thế. Mặc dù Tô Lạc chưa gặp cậu nhiều lần nhưng đã được nghe kể rằng tính cách Tư Diệc Nhiên giống hệt ba mình, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả anh nữa. Hễ là chuyện gì mà cậu không muốn làm thì đừng hòng ai ép được cậu. Thế hóa ra Tư Diệc Nhiên tự nguyện đi theo Túc Bảo à? Ái chà chà, không ngờ đấy. Thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà đã cảnh giác dữ chưa? Tô Lạc ngồi xuống một chiếc ghế dài, Túc Bảo bèn ngồi cạnh anh ta. Ảnh đế Tô nức tiếng nhìn chằm chằm vào Túc Bảo, hỏi, Túc Bảo, làm sao con biết ánh sáng phúc lành sẽ xuất hiện vào lúc 10 giờ 18 phút? Tuy anh ta không có mặt ở cánh gà lúc chuyện này xảy ra nhưng sau khi hỏi nhân viên của phòng tiệc, biết được đầu đuôi câu chuyện, có trời mới biết Tô Lạc ngỡ ngàng cỡ nào lúc mới vừa nhìn thấy ánh sáng tốt lành kia. Túc Bảo vừa lục lọi túi sách để xem ông nội rùa trong đó, vừa đáp lời, Túc Bảo bói toán được đó ạ. Tô Lạc nổi hứng thú với lời nói của bé, tựa lưng vào ghế ngồi rồi chống cằm bằng một tay, con bói bằng cách nào? Túc Bảo bèn lấy ông nội rùa ra, nói, con bói thế này nè. Dứt lời, bé đặt con rùa đen xuống đất, xoay một vòng. Con rùa đen. Tô Lạc chẳng biết nên nói gì cho phải, cục bột nhỏ này đem con rùa đen ra ở nhà đến đây thật ư. Mà sao lại đặt nó trong túi sách, không sợ nó bị ngộp thở hả? Tô Lạc thấy biểu cảm của Túc Bảo nom rất thật thì dở khóc dở cười, Túc Bảo bói được gì nà? Túc Bảo giơ ngón trỏ lên, thật thà trả lời, cậu Tư à, cậu có số đào hoa đó, sắp tới đi đâu cũng phải cẩn thận đó nha. Tô Lạc, nói xong câu ấy, Túc Bảo lại cầm lấy ngón tay, cậu Tư sẽ bị yêu quái thu phục. Tô Lạc sửng sốt, yêu quái gì cơ? Túc Bảo, yêu quái phiền phức ạ. Tô Lạc, anh ta khẽ bật cười, cười thỏa thê đến mức vai cũng hơi run run. Ôi, nói gì thế không biết. Đã có số đào hoa rồi mà còn rơi vào tay ai ư? Nói phân chim trên trời rơi xối xả xuống đầu anh ta, đập đầu anh ta nở hoa thì còn tin được. Số đào hoa ư, không thể nào. Tô Lạc giơ tay vuốt ve mái tóc rối bời của Túc Bảo, không để lời nói của bé trong lòng, đúng là rắc rối thật nhỉ. Túc Bảo gật đầu, dạ. Rắc rối to lắm ạ, cậu Tư sắp lên đường rồi. Tô Lạc. Suy, đúng là càng nói càng đi xa vấn đề. Tô Lạc vén mái tóc của Túc Bảo bằng bàn tay thon dài của mình, thuần thục tết tóc đuôi sam cho bé. Dù gì anh ta cũng là ảnh đế, phải tự làm tóc thường xuyên, tết tóc đuôi sam cho Túc Bảo là chuyện dễ như ăn cháo. Không lâu sau, mái tóc bù xù của Túc Bảo biến thành hai bím tóc xương cá đáng yêu. Mặc dù không được gọn gàng như khi trải bằng lược nhưng như vậy lại trông tự nhiên hơn hẳn. Xinh quá, Tô Lạc khen ngợi. Túc Bảo cười khúc khích, cảm ơn cậu Tư ạ. Tư Diệc Nhiên lỡ liếc về phía Túc Bảo, thấy đôi mắt bé cong tít thành trăng lưỡi liềm, cười tâu toét để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu. Tư Diệc Nhiên nhìn sang chỗ khác, chuyển qua nhìn chòng chọc vào mũi chân của mình. Tô Lạc đang định nói gì thì bỗng có tiếng tách tách vang lên. Thầy Tô, đây là cháu ngoại của thầy đúng không? Đáng yêu quá. Cô Túc Bảo ơi, cười lên nào. Tô Lạc đặt tay lên vai Túc Bảo, bình thản cười với camera. Thật ra chụp ảnh là chuyện anh ta ghét nhất trên đời. Nhưng nếu được chụp với cục bột nhỏ thì anh ta đành miễn cưỡng vậy. Trong lúc suy nghĩ, Tô Lạc chợt nhìn thấy một bóng dáng màu xám tới lối vào vườn hoa. Chu Vũ chạm mắt với Tô Lạc, hai mắt lập tức sáng lên. Thầy Tô. Không biết tại sao Tô Lạc lại bỗng nhiên nhớ tới mấy lời Túc Bảo vừa nói, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu đào hoa của anh ta là Chu Vũ, tối nay ông đây sẽ chém người suốt đêm. Tô Lạc không nói một lời, nhìn Chu Vũ đang đi tới với gương mặt không có biểu cảm gì. Chu Vũ mặc một bộ váy dạ hội màu xám bạc, có màu giống hệt với cái áo bành tô anh ta đang mặc. Chu Vũ đứng cạnh Tô Lạc, cộng thêm cả Túc Bảo, trông giống như một gia đình ba người. Phóng viên đánh hơi được rất nhanh, lập tức chụp ảnh thanh tách. Nếu mấy tấm ảnh này bị tung ra, một tuần tiếp theo sẽ có rất nhiều chủ đề để bàn tán. Chu Vũ ngẩng đầu, trên lông mi còn vương nước mắt, vẻ mặt chân thành. Thầy Tô, có phải ban nãy tôi đã nói sai điều gì hay không? Nếu có, vậy người ta xin lỗi thầy Tô. Khóe môi Tô Lạc hiện lên ý cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui sướng nào. Hừ, không ai nói cô rất phiền à. Anh ta hơi cụp mắt, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc. Sắc mặt của Chu Vũ lập tức cứng đờ. Tôi, cô ta cắn môi, là bởi vì giọng của tôi sao? Thầy Tô, đây thật sự là giọng thật của tôi, nếu thầy không thích, hôm nay tôi sẽ bắt đầu luyện thanh.
Tô Lạc không tỏ ý kiến, cười nhạo một tiếng. Túc Bảo chớp mắt, nhìn đây rồi lại nhìn đó, như thể đang suy tư điều gì đó. Bé ghé vào vai Tô Lạc, lặng lẽ hỏi Tư Diệc Nhiên đang đứng bên cạnh, anh trai nhỏ, có phải như này được gọi là dai như đỉa đói đúng không? Tư Diệc Nhiên, Túc Bảo gật đầu, lại học được một điều mới nữa rồi. Dì à, dì đúng là dai như đỉa đói vậy á. Bé ứng dụng luôn cái vừa học được. Chu Vũ cắn môi, khóc rưng rức, Túc Bảo, không được nói chị như vậy. Thật ra Chu Vũ cũng biết mình bị ghét bỏ, nhưng lý do cô ta dai như đỉa đói đứng ở chỗ này là bởi vì muốn lăng xê bản thân. Hiện tại phóng viên vẫn còn đang chụp ảnh thanh tách, cô ta cố gắng kiên trì thêm một chút là được. Đợi mấy tấm ảnh kia được tung ra, có chủ đề chung với Tô Đại Ảnh Đế, chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng nổi như cồn. Chỉ cần có chủ đề có lưu lượng, cô ta sao cũng được, càng đừng nói tới đối tượng có tai tiếng với mình chính là Tô Lạc. Cô ta sẵn lòng. Lại còn ké thêm cả một cô thiên kim nhỏ của nhà họ Tô nữa, cô ta không bay lên mới là lạ. Nhưng mà giây tiếp theo, lại nghe Tô Lạc lãnh đạm nói, nếu những tấm ảnh mà mấy người chụp được ngày hôm nay bị lộ ra ngoài. Tô Lạc thản nhiên nhìn một vòng, ngoài cười nhưng trong không cười, giơ tay đẩy gọng kính mạ vàng. Các phóng viên lập tức cảm thấy sống lưng lạnh căm căm, vội vàng nói, dạ vâng, thầy Tô. Vậy thì thầy Tô, ảnh chụp của ngài và cô chủ nhỏ Túc Bảo có thể tung ra không? Có người chưa từ bỏ ý định gặng hỏi. Tô Lạc cười xinh đẹp, cái này thì được. Các phóng viên bừng tỉnh, ánh mắt khi nhìn về phía Chu Vũ trở nên kỳ lạ. Quả thật Tô Ảnh Đế chưa từng dính scandal với sao nữ nào, nhưng lúc đi thảm đỏ hay tham gia mấy hoạt động lẻ tẻ như tổ chức họp báo, anh ta đều không từ chối chụp ảnh chung với các sao nữ khác. Thậm chí có sao nữ còn kéo tay anh ta, nhưng anh ta đều cho họ kéo thoải mái. Vậy thì hiện tại anh ta ghét bỏ Chu Vũ tới cỡ nào chứ? Chậc chậc, trong mắt các phóng viên đều hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Chu Vũ cảm thấy mặt của mình giống như bị đè xuống đất rồi trà qua trà lại, cực kỳ đau rát. Tô Lạc không đợi Chu Vũ nói thêm điều gì, anh ta xoay người rời đi luôn. Vốn định đi hóng chút gió, nhưng hiện tại anh ta không còn chút hứng thú nào. Tô Lạc giơ tay xoa nhẹ đầu Tư Diệc Nhiên một phen, nói, đi thôi. Mái tóc được chải gọn gàng của Tư Diệc Nhiên lập tức bị xoa rối. Khuôn mặt nhỏ của cậu sưng lên, bám theo sau. Túc Bảo ghé vào vai Tô Lạc cười khanh khách, anh trai nhỏ, tóc của anh giống như ổ gà vậy đó. Tư Diệc Nhiên. Phóng viên nhìn thấy một màn như vậy, nhanh chóng chụp hình lại. Không có scandal của ảnh đế Tô, nhưng mối quan hệ giữa nhà họ Tô và nhà họ Tư thì có thể lên bài. Nếu hai nhà thật sự hợp tác với nhau, vậy thì giới kinh doanh của kinh đô nhất định sẽ rung chuyển. Tô Lạc và Túc Bảo lại quay về hội trường. Hai cậu cháu đều ngồi trên sofa, ngả cả người ra. Trong vẻ lưu manh của Tô Lạc mang theo một chút yêu nhã, tuy rằng đang ngồi ngả cả người nhưng khi anh ta vắt cặp chân dài lên nhau, tự dưng lại tăng thêm một loại khí thế khác hẳn. Túc Bảo thì lại ngồi ngả toàn bộ cơ thể, giống như cái bánh rán bán trong quầy hàng. Bé sờ cái bụng nhỏ của mình, nói với bụng nhỏ, ngoan nào, cậu Tư không cho mày ăn bánh kem, tao đâu thể làm gì khác được. Kẹo cũng không cho ăn luôn. Đồ uống cũng không cho uống một ngụm, thật đáng thương. Cậu Tư Tô Lạc, diễn cũng ghê thật. Một lớn một nhỏ vẫn chưa ngồi yên tĩnh được bao lâu, đột nhiên có người đi tới lôi kéo làm quen. Vô cùng nhiệt tình niềm nở, cái miệng cứ bla bla không ngừng. Cô chủ nhỏ Túc Bảo à, có thể tính thử cho bà được không, khi nào thì con dâu của bà sẽ sinh vậy? Là con trai hay là con gái? Túc Bảo, có thể tính cho chị một quẻ được không? Khi nào thì chị sẽ giàu? Cô chủ nhỏ Tô. Trái một câu cô chủ nhỏ Túc Bảo, phải một câu cô chủ nhỏ Tô. Tô Lạc cảm thấy vô cùng ầm ĩ, nhưng không có nơi nào để đi, hôm nay nhiệm vụ của anh ta chính là làm một vệ sĩ. Bởi vậy anh ta nhắm mắt dưỡng thần, coi như không nghe thấy mấy tiếng tạp âm ồn ào xung quanh mình. Trong mấy âm thanh hỗn loạn ấy, thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói non nớt của Túc Bảo. Bà à, ba ngày sau cháu trai của bà sẽ ra đời đó. Một bà cụ hơi lớn tuổi khẽ giật mình, theo bản năng buột miệng thốt ra, nói linh tinh. Con dâu của bà mới mang thai 8 tháng. Cách ngày sinh dự tính vẫn còn rất sớm. Bà cụ thấy hơi thất vọng, như này thì ít quá rồi, mất công bà ta đã tưởng rằng Túc Bảo có chút bản lĩnh thật. Dù bé có nói bừa là nửa tháng thì bà cũng sẽ tin. Bà cụ không nhịn được thầm oán giận, con dâu mình ít nhất cũng phải tháng sau mới sinh, đúng là. Chẳng chuẩn xíu nào.
ít hơn hẳn 2 tháng, trừ phi con dâu có chuyện gì giấu bọn họ, ví dụ như người ta là, hàng được giao tận nhà chẳng hạn. Túc Bảo lắc đầu, sư phụ đã nói, chuyện bói toán, người ta tin thì thôi, không tin thì không cần phải lãng phí thời gian của nhau. Bà cụ bĩu môi rời đi. Mấy người ở bên cạnh tiếp tục đưa ra câu hỏi, Túc Bảo cũng trả lời từng người một. À, chị gái muốn nhanh giàu hả, như thế nào mới tính là giàu có hở? Một cô gái trẻ tuổi nói, trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Thật nhiều tiền, còn giàu hơn cả tổng giám đốc Tô. Cô ta quay đầu liếc nhìn Tô Nhất Trần ở cách đó không xa bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng nếu mơ thấy một giấc mơ đẹp, chắc chắn sẽ cảm thấy, mình sắp gặp may rồi. Mắt trái nháy là có tiền, mắt phải nháy là có tai, lúc mắt trái nháy thì hầu hết mọi người đều nghĩ, sắp có chuyện tốt ập đến rồi. Nhưng đợi đến khi mắt phải nháy, lại tự an ủi bản thân, chỉ là do dạo gần đây mình quá mệt mỏi, nên mí mắt mới bị giật như vậy. Đây là kiểu mê tín hiện đại. Túc Bảo. Bé đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tư Diệc Nhiên bằng cặp mắt sáng lấp lánh. Thấy Túc Bảo đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn óng ánh, sống lưng Tư Diệc Nhiên cứng đờ, mím môi nói, sao thế? Túc Bảo bẻ ngón tay, oa, anh trai nhỏ, đây là lần anh nói nhiều nhất á. Thật là lợi hại. Bé tưởng đâu anh trai nhỏ chỉ có thể nói ra 5 chữ trong một lần thôi cơ. Tư Diệc Nhiên. Cậu cứ tưởng, bé sẽ khen cậu biết thật nhiều cơ. Tô Lạc cười như không cười, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, chống cằm nhìn hai đứa nhóc. Trẻ con ấy à, đều rất ấu trĩ. Trọng tâm chú ý cũng rất kỳ lạ. Buổi lễ ra mắt của Đường Minh Thịnh Thế kết thúc, bởi vì Túc Bảo ăn quá no. Nên đã ngủ mất rồi. Tô Lạc cẩn thận ôm bé, Tô Nhất Trần đi tới cởi áo vest của mình ra đắp lên cho bé. Hai người đàn ông giống như thần thánh, che chở một bóng người nhỏ bé, xuyên qua thảm đỏ san sát camera, sau khi chào hỏi qua Tư Dạ xong thì lập tức lên xe rời đi. Tư Diệc Nhiên đứng trước cửa hội trường, lặng lặng nhìn xe của nhà họ Tô dần đi xa. Tư Dạ nói, đi thôi con. Tư Diệc Nhiên vâng một tiếng, cuối cùng liếc nhìn bóng xe của nhà họ Tô một cái. Nếu lần sau gặp lại, cậu sẽ mang theo 2 viên kẹo cho bé. 2 viên là bởi vì bé thích ăn. Không mang theo nhiều hơn là bởi vì sợ bé sẽ bị sâu răng. Bên cạnh xe của nhà họ Tư, có một người đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ tiễn Tư Dạ rời đi. Người này chỉ cao khoảng 1m67, cúc áo sơ mi đang cố gắng ngăn lại cái bụng bia phúc hậu của ông ta, như thể ngay sau đó sẽ phượt một phát bắn thẳng ra ngoài luôn. Đây là ông chủ của Đường Minh Thịnh Thế, Đường Điền Điền. Mẹ của Đường Điền Điền đã sinh được 2 cặp song sinh liên tiếp, đều là con trai, đến lần mang thai thứ 3, bà ta rất mong mình có thể sinh được một đứa con gái, vì thế để có một khởi đầu thuận lợi, nên bà ta đã đặt tên cho đứa trẻ trong bụng là Đường Điềm Điềm. Không ngờ Đường Điền Điền lại chui ra. Mẹ Đường nản lòng thoái chí, chẳng buồn nghĩ lại tên để đặt, vì thế đặt bừa luôn là Đường Điền Điền. Tiễn nhà họ Tô và nhà họ Tư xong, sống lưng căng thẳng của Đường Điền Điền cũng bắt đầu thả lỏng. Tổ tông nhỏ của nhà họ Tô, ây già, ánh mắt Đường Điền Điền không rõ cảm xúc, đúng là tổ tông nhỏ hàng thật giá thật. Mẹ của ông ta bị bệnh, bệnh một cách kỳ lạ, Đường Điền Điền nghe nói Túc Bảo đã cứu được cậu chủ nhỏ Tư trở về, lại được trải nghiệm ánh sáng mang điềm lành ban nãy. Không biết liệu ông ta có cơ hội mời tổ tông nhỏ này đến xem thử cho mẹ của ông ta hay không đây? Đường Điền Điền vừa đi vào bên trong, vừa dặn dò trợ lý ở bên cạnh. Nhớ kỹ, sau này chỉ cần là cô chủ nhỏ Tô tới, không cần gọi xin cũng không cần thông báo, trực tiếp đi mời thợ làm bánh giỏi nhất trong tỉnh thành đến làm bánh tại chỗ cho cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ không thể ăn đồ quá ngọt, không thích vị sô-cô-la, thích bánh kem vị trái cây, thích ăn kẹo trái cây, ghi mấy điều này vào sổ tay nhân viên đi. Trợ lý, sổ tay nhân viên, sao lại phải ghi mấy thứ này chứ? Khi Túc Bảo đang mơ màng ngủ, chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Bé quay đầu, lại nhìn thấy một bà lão mặc một bộ đồ kiểu dáng thời Đường màu xanh lá đang đứng trước mặt mình, nhìn bé không chớp. Túc Bảo chợt hoảng sợ, đột nhiên mở to mắt. Kỷ Trường ở bên cạnh bị giật mình, hỏi, sao thế? Trong mắt Túc Bảo vẫn còn vẻ sợ hãi, nói, sư phụ, con nhìn thấy một bà lão ở trong mơ. Kỷ Trường sửng sốt, hỏi, bà lão trông như thế nào? Túc Bảo giơ tay lên khoa tay múa chân, hai mắt của bà ấy trũng xuống, gương mặt cũng hóp lại, ở bên dưới mắt là màu xanh tím. Con đã gặp bà ấy bao giờ chưa? Kỷ Trường hỏi.
Túc Bảo lắc đầu, dạ chưa ạ. Kỷ Trường híp mắt, gương mặt hóp lại, dưới mắt xanh tím, là tướng người chết. Quan trọng nhất chính là, Túc Bảo chưa gặp bà cụ bao giờ. Lần trước Túc Bảo có thể nhìn thấy Tư Diệc Nhiên ở trong mơ, là bởi vì bé đã gặp Tư Diệc Nhiên trong hiện thực rồi. Nhưng hiện giờ, tử hồn vừa xâm nhập vào giấc mơ của bé lại là người mà bé chưa gặp bao giờ. Điều này có nghĩa là, bắt đầu có tử hồn tìm đến Túc Bảo. Sắc mặt Kỷ Trường càng trở nên nghiêm trọng, hỏi, cặp sách nhỏ, còn có gặp thêm ai khác ở trong mơ không? Túc Bảo lắc đầu, kỳ quái nói, sư phụ, sao thế ạ? Hình như vẻ mặt của sư phụ có hơi nặng nề. Kỷ Trường nói, cặp sách nhỏ, sau này con mơ thấy cái gì thì đều phải nói cho sư phụ biết, nghe chưa? Biểu cảm của hắn rất phức tạp, hỏi, con biết vì sao sư phụ lại đến bên cạnh con không? Túc Bảo vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn thấy hơi mơ màng, bé rụi rụi mắt nói, biết ạ. Có phải sư phụ đang kiểm tra Túc Bảo đúng không? Là mẹ con đã bảo sư phụ tới. Trước kia sư phụ đã từng nói rồi, bé vẫn còn nhớ rõ. Kỷ Trường im lặng một lúc. Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ tình cờ gặp được Tô Cẩm Ngọc, nhận lời cô che chở cho Túc Bảo một thời gian, chỉ thế mà thôi. Nhưng sau đó lại phát hiện, mệnh của Túc Bảo không dễ che chở như vậy, cần có công đức tục mệnh. Lại như bây giờ, Kỷ Trường mở cuốn sách kia của mình ra, chỉ thấy bên dưới tên của Túc Bảo xuất hiện một dòng ghi chú màu đỏ tươi. Nếu nhóc ấy khiến người ta chết vào canh ba, chắc chắn người đó sẽ không sống quá canh năm. Hình như cũng chỉ có Diêm Vương mới có bản lĩnh này thôi nhỉ. Kỷ Trường hỗn độn trong gió. Lúc trước hắn quả thật chỉ là, trùng hợp, gặp được Tô Cẩm Ngọc vừa mới chết nên mới thuận lý thành trương đến bên cạnh Túc Bảo ư. Cặp sách nhỏ, con còn nhớ hồ lô linh hồn mà sư phụ đưa cho con không? Túc Bảo giơ tay lên. Cánh tay nhỏ trắng nõn như củ sen, trên cổ tay có đeo một sợi tơ hồng, trên dây có buộc một cái hồ lô nhỏ. Ở đây nè, Túc Bảo nói. Kỷ Trường giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào hồ lô linh hồn, nói, trước kia sư phụ vẫn chưa nói cho con biết, cái hồ lô linh hồn này cần phải được lấp đầy. Nếu không lấp đầy được, Túc Bảo rất có thể sẽ phải rời đi. Cơn buồn ngủ của Túc Bảo lập tức biến mất, bé mở to mắt hỏi, đi đâu ạ? Bé vừa mới gặp được cậu, bà ngoại, ông ngoại. Túc Bảo không muốn rời đi. Kỷ Trường nói, đi đến một nơi rất xa, vĩnh viễn không được quay về. Túc Bảo mím môi, bỗng nhiên bò dậy, chạy bình bịch vào trong nhà vệ sinh. Bé mở vòi nước, bắt đầu đổ nước vào hồ lô linh hồn. Hồ lô linh hồn chỉ bé bằng móng tay cái, vòi nước rót thẳng vào miệng hồ lô, nhưng dường như không có một giọt nước nào lọt được vào trong. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Cặp sách nhỏ à, hắn vỗ trán nói, lý do cái hồ lô linh hồn này được gọi là hồ lô linh hồn, là bởi vì nó chỉ đựng được hồn phách. Túc Bảo, hở, một tiếng. Hỏi, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Kỷ Trường nói, đựng quỷ hồn, đựng đến đầy là được. Hắn mở sách ra, vừa xem vừa nói. Đựng du hồn dã quỷ, cần có 100 linh hồn. Đựng lệ quỷ, cần có 49 linh hồn. Đựng ác quỷ thì sẽ lợi hại hơn, chỉ cần đựng 18 linh hồn là đủ. Túc Bảo gật đầu, hiểu rồi ạ. Bé liếc nhìn miệng hồ lô, hỏi, sư phụ, gì xấu xí trong hồ lô có lấp đầy được hồ lô không? Tìm Tô Tử Du để làm gì chứ? Hắn cũng bay ra ngoài theo, hỏi, con đi tìm Tô Tử Du làm gì? Túc Bảo nhanh chóng liếc xéo Kỷ Trường một phát. Sư phụ ngốc thật đó, Túc Bảo muốn tìm Tuyết Nhi, vậy phải tới nơi có chị ấy để tìm rồi. Tuyết Nhi học cùng trường với anh Tử Du, Túc Bảo muốn đến trường đó nên mới phải đi tìm anh Tử Du nè. Túc Bảo nói xong, còn đồng tình liếc mắt nhìn Kỷ Trường một cái, chắc chắn là do sư phụ đã chết quá lâu nên đầu óc hết hỏng cả rồi. Kỷ Trường. Không thể tin được bản thân lại bị một cục bột nhỏ 4 tuổi khinh bỉ, mặt Kỷ Trường đen như than. Túc Bảo lăng xăng chạy bịch bịch đến phòng Tô Tử Du. Hai cậu chủ nhỏ nhà họ Tô tên là Tử Chiến và Tử Du, cũng có thể gọi với biệt danh chẳng thèm hỏi han, bởi vì Tô Nhất Trần rất ít khi có thời gian chơi với hai đứa. Hai cậu bé cứ thế lớn lên đến 5, 6, 7 tuổi, chúng cũng dần dần quen với việc đó, dẫn đến cả hai đứa bé đều có tính cách lạnh lùng thờ ơ. Tô Tử Chiến hiện đang học lớp 2 tiểu học, giỏi các môn khoa học xã hội, còn Tô Tử Du thì học lớp 1 tiểu học, là trai kỹ thuật phiên bản mini. Lúc này, cậu đang ở trong phòng mình, cầm bút thử làm bài tập hàm số 1 biến. Bỗng nhiên, tiếng cốc 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 vang lên, có người gõ cửa. Tô Tử Du ngẩng đầu lên, cất
cất giọng trong trẻo và lạnh lùng, vào đi. Túc Bảo thò cái đầu nhỏ nhắn của mình vào, êm ái gọi, anh ơi. Tô Tử Du nhíu mày. Nhỏ em phiền phức lại tới nữa. Cậu lạnh lùng hỏi, lần này lại hỏi gì nữa? Không ngờ lần trước Túc Bảo lại hỏi cậu 5kg phân cụ thể là chừng nào, Tô Tử Du cực kỳ bực bội khi phải trả lời một câu hỏi toán đầy sỉ nhục thế này. Cậu liệt kê một loạt công thức, tính nguyên cả một trang giấy, thế mà cuối cùng bé chỉ nhớ mỗi một thùng. Một thùng sắt, còn không nhớ chính xác nổi bao nhiêu ml nữa chứ. Túc Bảo ôm bé thỏ nhìn Tô Tử Du với vẻ mong chờ, anh ơi, ngày mai anh đi học có thể dẫn Túc Bảo đi cùng không ạ? Trên mặt Tô Tử Du không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, ai cho? Làm gì có chuyện cậu dẫn bé theo được, cả đời cũng không được. Tô Tử Du ghét nhất là bị ai léo đéo theo đuôi, cậu còn phải đi học nữa, ai rảnh mà dẫn Túc Bảo theo chứ? Túc Bảo chớp mắt, tỏ ra đáng thương, nhưng mà... Tô Tử Du hết kiên nhẫn, đẩy bé ra ngoài, đi ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền anh. Dứt lời, cậu đóng sầm cửa lại. Bên kia cánh cửa, Túc Bảo nhìn cánh cửa phòng cao sừng sững, thở dài thườn thượt, y già. Nhất định là do bé chưa đủ đáng yêu rồi. Hừm, về thay bộ váy khác rồi qua lại thôi. Túc Bảo lại chạy bịch 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 về phòng, thay một chiếc váy bồng bềnh màu dâu tây. Cốc cốc cốc, anh ơi, dầm, lần này, Túc Bảo chưa kịp nói gì thì Tô Tử Du đã phũ phàng đóng cửa. Kỷ Trường vốn đang khoanh tay đứng lì một bên để hóng hớt, nhưng khi thấy Túc Bảo bị đuổi ra khỏi phòng những hai lần, sư phụ không còn giữ bình tĩnh nổi nữa. Dám đối xử như vậy với học trò cưng của hắn hả? Cặp sách nhỏ, con đi tìm bà ngoại con nhờ bà cụ giúp đi, chắc chắn Tô Tử Du sẽ dẫn con theo đó. Ai ngờ Túc Bảo lại lắc đầu, không được đâu. Chuyện của trẻ con thì trẻ con phải tự giải quyết ạ. Bọn con có phải con nít 3 tuổi nữa đâu. Hở ra là mách người lớn, đúng là trẻ con mà. Kỷ Trường. Kể từ khi qua sinh nhật 3 tuổi, rồi sinh nhật 4 tuổi, cục bột nhỏ như tự hào lắm cơ ơ, sơ hở là lại dõng dạc bảo con không phải con nít lên 3 đâu. Kỷ Trường giờ khóc giờ cười, hỏi, vậy chứ con định làm gì? Tô Tử Du cũng đâu phải kiểu người dễ bị thuyết phục. Hắn thấy Túc Bảo vẫn không nản lòng, chạy xuống dưới lấy một ly nước trái cây rồi cẩn thận đi lên cầu thang. Bà cụ Tô vội vàng chạy từ vườn hoa vào, bảo, Túc Bảo ơi, để bà ngoại cầm cho. Chất giọng trẻ con của Túc Bảo vọng lại, không cần đâu ạ. Bà ngoại, chuyện của trẻ con bà không cần lo đâu. Bà cụ Tô, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì thế này? Túc Bảo cầm ly nước trái cây lên lầu rồi lại cốc 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 gõ cửa phòng Tô Tử Du. Lần này bé phải chờ một lúc lâu thì Tô Tử Du mới giật tung cửa ra, giận dữ quát, rốt cuộc em muốn gì hả? Phiền phức chết đi được, đáng lẽ ra cậu đã giải được bài toán hàm số một biến rồi. Cậu tự tin mình có thể giải được kiến thức đến lớp 8 mới học này, thế mà cứ bị Túc Bảo phá đám hết lần này đến lần khác. Túc Bảo ngẩn người, bấy giờ bé mới nhận ra hình như mình đã quấy rầy anh họ mất rồi. Bé đưa ly nước trái cây tới, Lý Nhí nói, anh ơi, anh uống nước trái cây nè. Tô Tử Du bực bội đẩy ly nước ra, lạnh lùng nói, anh không uống. Em đừng làm phiền anh nữa được không hả? Ly nước trái cây đầy ắp lập tức bị đổ, hắt hết vào người Túc Bảo. Tô Tử Du cứng đờ người. Nụ cười trên mặt Túc Bảo tắt dần, bé thỏ thẻ, em xin lỗi anh. Bé cầm ly nước xoay người, rời khỏi đây. Do bé cả, bé không nên quấy rầy anh họ học bài mới đúng. Thế thì đợi đến tối. Anh họ rảnh rỗi hơn thì bé có thể hỏi lại được không? Thấy bóng lưng Túc Bảo đầy buồn bã, sự bực bội bỗng dâng lên trong lòng Tô Tử Du. Rồi khóc nhè luôn, rắc rối quá thể. Quay lại đây, cậu đanh giọng ra lệnh. Túc Bảo vội vàng quay lại, hào hứng cười tươi, dạ. Tô Tử Du còn tưởng bé khóc nhè, cuối cùng lại bất ngờ đối diện với một gương mặt tươi tắn và vui vẻ vô cùng khiến cậu ngây ra như phỗng, quên mất trước đó mình định nói gì. Tô Tử Du ngập ngừng, em, đưa ly nước đây. Túc Bảo mừng rỡ ra mặt, bé vội vàng đưa ly nước trái cây còn lại cho Tô Tử Du. Tô Tử Du gượng gạo nói cảm ơn, nghe Túc Bảo dễ thương đáp lại, anh đừng khách sáo nha. Tô Tử Du giật ly nước rồi thu ừng ực như muốn che đi sự bối rối của mình lúc này, cậu bỗng nhíu chặt mày. Nước cam à? Cậu ghét nhất là nước cam. Xuyên qua cái ly, Tô Tử Du lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi của Túc Bảo. Đột nhiên miệng Tô Tử Du không chịu nghe lời nữa, cố gắng nốc hết ly nước cam xuống bụng.
Thấy Tô Tử Du uống một lèo hết ly nước ép, Túc Bảo vô cùng vui vẻ. Tạm biệt anh, bé quay người lại, rung răng rung rẻ rời đi. Tô Tử Du nhìn cái ly trống không mà mình đang cầm trên tay, sau đó lại nhìn Túc Bảo đang tung tăng ở đằng kia. Sao cậu có cảm giác mình bị lừa rồi ấy nhỉ? Hừ, Tô Tử Du đóng sầm cửa phòng lại. Uống xong ly nước trái cây này, cậu không còn nợ nần gì bé nữa. Vòi vĩnh cậu dẫn bé đi học cùng thì vẫn không có cửa đâu. Tối hôm đó, lúc ăn cơm, Túc Bảo lại đến phòng Tô Tử Du. Ngay lúc chuẩn bị gõ cửa, cục bột nhỏ bỗng nhiên trông đắn đo vô cùng. Kỷ Trường hỏi, sao thế? Túc Bảo thì thầm, lỡ anh ấy vẫn còn học bài thì sao? Không thể quấy rầy người khác được, đang bận mà bị ai làm phiền thì sẽ khó chịu lắm. Kỷ Trường đề xuất, con cho gì xấu xí vào xem thử là được rồi mà. Đôi mắt Túc Bảo sáng ngời. Ừ nhỉ, gì xấu xí là ma, có thể xuyên tường được mà. Túc Bảo lập tức lôi con quỷ ra khỏi hồ lô linh hồn. Đúng lúc này, Tô Tử Du ngẩng đầu lên. Con quỷ cũng vô thức quay đầu lại. Hai bên cứ thế chạm mắt nhau. Tô Tử Du. Quỷ, quỷ a a a a a. Tô Tử Du sợ tới mức chun nít làm rớt phân, chưa kịp lau mông, quần cũng không thèm kéo lên đã tông cửa chạy bạt mạng ra ngoài. Túc Bảo đang kiên nhẫn chờ ngoài cửa. Đột nhiên, cánh cửa cạch một tiếng mở ra, một bóng người lao vù ra, vẫn lộ một nửa cái mông. Tiểu Túc Bảo, độ đê độ. Thấy mặt Tô Tử Du tràn ngập nỗi sợ hãi, cô bé cũng vội vàng đuổi theo. Tô Tử Du nào dám quay đầu, vì thế Túc Bảo đuổi theo chỉ khiến cậu tưởng nhầm ma quỷ mà sợ tới hồn bay phách tán. Vừa chạy về phía phòng sách vừa hét lớn, ba ơi ba, cứu con. Ông cụ Tô với bà cụ Tô nghe tiếng kêu thì cuống quýt ra hỏi, sao vậy? Trong hành lang tầng 2, hai đứa trẻ đang điên cuồng rượt đuổi nhau. Cậu bé chạy, cô bé đuổi theo. Tô Tử Du có chạy đằng trời. Tô Nhất Trần vừa ra khỏi phòng sách thì thấy Tô Tử Du đang xách quần chạy như bay, còn có Túc Bảo ở phía sau. Sao vậy? Tô Nhất Trần đỡ Tô Tử Du vừa lao vào lòng anh ấy. Chợt ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ. Tô Nhất Trần. Đây là, đi ị xong không lau mông hả? Hồn vía Tô Tử Du còn chưa ổn định, có quỷ. Túc Bảo thở hổn hển đuổi đến, nói, anh ơi không có quỷ đâu. Cô bé là người, không phải quỷ nha. Sao anh trai lại chạy như ma quỷ thế? Túc Bảo hồ nghi ngoảnh đầu, gì xấu xí mới là quỷ, nhưng bình thường con người không thể trông thấy gì xấu xí. Nữ quỷ bay phía sau, gương mặt cũng ngập tràn sự hồ nghi. Gì cơ? Cậu bé này có thể nhìn thấy gì sao? Bây giờ vẫn nhìn thấy gì ư? Nữ quỷ sắp tới trước mặt Tô Tử Du, chỉ thấy cậu bé vẫn nhìn đăm đăm về phía sau. Ở đây thì không thấy được. Kỷ Trường hơi híp mắt. Mọi chuyện mỗi lúc một quỷ dị nha. Đầu tiên là Túc Bảo nhìn thấy tử hồn của bà lão kia trong mơ. Tiếp đó, Tô Tử Du lại trông thấy nữ quỷ một cách khó hiểu. Kỷ Trường cụp mi, nhìn Túc Bảo đăm đăm. Tô Nhất Trần khẽ vỗ vai Tô Tử Du, nói, không có quỷ đâu con, là Túc Bảo. Tô Tử Du quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Túc Bảo đứng phía sau. Phía sau Túc Bảo là ông bà nội, còn có Tô Tử Chiến đang ló đầu ra ở phòng mình. Ngoài ra chẳng còn gì hết. Gió nhẹ thổi qua, Tô Tử Du thấy mông hơi mát. Túc Bảo vội che mắt, nói, sao anh không mặc quần đã chạy ra đây ạ? Tô Tử Du, cậu vội xách quần lên. Nhưng vẫn cảm thấy cả người khó chịu. Lớn đến từng này rồi, cậu chưa bao giờ mất mặt như hôm nay đâu. Nghĩ tới cái mông chưa rửa của mình, Tô Tử Du chỉ muốn lập tức đi tắm, nhưng nhớ tới cảnh tượng ban nãy. Cậu nghiến răng, hồi nãy con thực sự trông thấy một nữ quỷ vô cùng xấu xí. Nữ quỷ vừa toan lên tiếng chợt cảm thấy cả người như bị điểm cả trăm ngàn cú đánh chí mạng. Nó xấu thế thật hả? Hoài nghi đời quỷ. Kỷ Trường hỏi. Chuyện gì thế? Nữ quỷ lắc đầu, tôi biết gì đâu, vừa vào đã thấy cậu ta đang đi ị, sau đó cậu ta ngẩng đầu lên là như kiểu mắt đối mắt với tôi ấy. Một màn này ầm ĩ đến mức cả nhà họ Tô vừa kinh ngạc vừa ù ù cạc cạc, Tô Nhất Trần nói, Tử Chiến, đi tắm trước đi. Sống lưng Tô Tử Du cứng đờ. Túc Bảo hỏi, anh ơi anh sợ phải không? Nếu anh sợ, Túc Bảo còn chưa dứt lời, Tô Tử Du đã hừ một tiếng, nói, ai sợ? Nói rồi cậu ấy bấm bụng đi về phòng. Tô Nhất Trần chau mày, Túc Bảo, con về phòng với bà ngoại trước đi. Dứt lời, Tô Nhất Trần cũng đi theo Tô Tử Du về phòng cậu ấy. Kỷ Trường nhướng mày,
trong mắt đong đầy ẩn ý. Rốt cuộc tại sao Tô Tử Du lại trông thấy nữ quỷ? Kỷ Trường chợt lên tiếng, Lý Mai, cô vào trong xem thử đi. Túc Bảo trừng mắt thỏ, sư phụ không được sai khiến nha. Kỷ Trường. Túc Bảo nhìn bóng lưng khi rời đi của Tô Tử Du rồi lại nhìn bàn tay nhỏ của mình. Hồi nãy cô bé không làm sai bước nào chứ? Chắc không đâu. Chắc chắn không sai đâu. Trong phòng, thấy ba của mình bước vào, Tô Tử Du an tâm hơn nhiều. Từ lúc đi tắm cho đến khi ra ngoài, Tô Tử Du không hề nhìn thấy quỷ nữa. Tô Nhất Trần đang đọc cuốn sách toán học trên bàn Tô Tử Du, thấy cậu đi ra, hỏi, hồi nãy thấy thật hả? Tô Tử Du mím môi, nói nhỏ, chắc con nhìn nhầm rồi. Tô Nhất Trần vừa toan lên tiếng, nhưng nhớ ra điều gì đó lại nói, con nhớ rõ, dù gặp bất cứ tình huống gì cũng phải bảo vệ em gái con. Tô Tử Du nói, nhưng em ấy nói ngày mai muốn theo con tới trường. Tô Nhất Trần gần như không chần chừ, nói, vậy con đưa Túc Bảo đi. Túc Bảo không phải đứa bé vô cớ gây rối, cô bé muốn theo tới trường thì ắt có lý do riêng. Tô Tử Du nói, ba ơi, ba không sợ chiều Túc Bảo quá lại nhõng nhẽo như Hân Hân à. Tô Nhất Trần đứng dậy, nói, không sợ. Tô Tử Du rầu môi, từ chối cho ý kiến. Em gái gì gì đó quả nhiên đáng ghét nhất mà. Tô Nhất Trần vừa về đến phòng đã gọi điện thoại, thông báo cho trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng gửi một bộ đồng phục học sinh và cặp đi học tới đây. Còn nữa, tăng cường an ninh trường học. Ngày hôm sau, Túc Bảo dậy sớm và đeo chiếc cặp sách nhỏ trên lưng. Cục bột nhỏ mặc đồng phục học sinh tiểu học, vì là đồng phục được đặt may thống nhất được gửi gấp đến nên Túc Bảo mặc size nhỏ nhất vẫn hơi rộng. Váy nhỏ buộc cao đến eo, mũ che khuất mặt, cục bột nhỏ cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn đám người từ dưới vành mũ. Ông cụ Tô đẩy vành mũ của cô bé lên, nói, đến trường nhất định phải chú ý an toàn. Bà cụ Tô không sao yên tâm được, càm ràm, hay là tôi đi theo Túc Bảo nha, ôi, bé thế này không có người lớn bên cạnh sao được. Tô Tử Tích nút một tay vào túi, chờ Tô Tử Lâm đưa cậu bé tới nhà trẻ. Nghe thấy lời ông bà nội, cậu bé cười khẩy, tụi con đều đi được, sao em ấy không đi được. Mặt Tô Tử Tích không chút cảm xúc, cậu dứt khoát bước lên xe. Chỉ biết nuông chiều em gái, khi cậu tầm tuổi Túc Bảo bây giờ, mẹ cũng chỉ chiều em Hân Hân. Còn cậu thì sao? Quăng cho cậu cái di động rồi kêu tự chơi một mình đi. Khi cậu đòi ngủ cùng thì mẹ nói nào có đạo lý nam tử hán đại trượng phu bám mẹ bao giờ. Dù đêm cậu choàng tỉnh sợ hãi thì mẹ cũng vô tình bảo cậu phải rèn luyện cho gan dạ lên. Ngày ấy nhà họ Tô chẳng có người nào khác ngoài nhà cậu, khi bác cả đón hai anh trai về cũng chỉ bận bịu công việc riêng. Chẳng phải hai anh trai kia cũng được đón về như Túc Bảo bây giờ sao? Tô Tử Tích nhìn Túc Bảo đang được bao người nâng niu như trứng bên ngoài cửa xe, hừ một tiếng. Trong mắt pha lẫn sự bất mãn và ngưỡng mộ. Chỉ khi không có ai bên cạnh, cậu bé mới để lộ ra sự ngưỡng mộ từ đáy lòng mình. Chợt Túc Bảo đang ở bên ngoài ngoảnh đầu nhìn về phía xe. Tô Tử Tích lập tức rời mắt, lấy di động ra chơi game. Tô Nhất Trần ấm Túc Bảo lên xe đưa đón của trường. Có cần cậu cả đi cùng không con? Tô Nhất Trần hỏi. Túc Bảo khoát tay, không cần nha. Cô bé có thể nha. Đúng rồi cậu ơi, hôm nay cậu nhớ đưa Túc Bảo đi dạo phố đó. Hôm qua ăn no rồi nặng mí mắt ngủ quên ở buổi lễ cắt băng Khánh Thành nên quên bén chuyện đi dạo phố. Cô bé phải mua kim bạc để chữa bệnh cho bà ngoại nữa. Tô Nhất Trần dịu giọng nói, được, trưa nay cậu tới đón con. Nói rồi anh ấy giao Túc Bảo cho Tô Tử Du và Tô Tử Chiến. Cậu giống như một chiến sĩ nhỏ tuổi. Không hề giống những bạn nhỏ đang lộn xộn kia, sống lưng thẳng tắp, trên gương mặt non nớt còn phảng phất sự vững vàng và kiên nghị. Túc Bảo vừa ngẩng đầu đã trông thấy Tư Diệc Nhiên, lập tức nở nụ cười. Chào anh trai nhỏ. Tư Diệc Nhiên. Sao được? Hôm nay cậu không mang theo kẹo. Tư Diệc Nhiên mím môi, gương mặt nhỏ lạnh lùng nghiêm túc. Túc Bảo tò mò hỏi, anh trai nhỏ, anh không vui à? Tư Diệc Nhiên quay đầu lại, đâu có. Túc Bảo không hỏi thêm nữa mà ngồi vào chỗ ngồi, học theo dáng vẻ của Tư Diệc Nhiên, hai tay nhỏ bé đặt ở trên đầu gối một cách ngay ngắn. Xe buýt vững vàng lăn bánh trên đường đến trường. Trường tiểu học tư thục quốc tế Ngũ Tượng là trường tiểu học tư thục tốt nhất kinh đô. Những học sinh có thể vào ngôi trường này đều là con nhà giàu, kém nhất cũng là kiểu như con nhà họ Lam. Tuyết Nhi xuống xe riêng của nhà mình, vội vàng khoát tay, mẹ, tạm biệt.
vì căng thẳng mà sống lưng cô bé kéo căng, chỉ sợ bạn học cùng lớp trông thấy mình ngồi xe riêng. Tiểu học quốc tế Ngũ Tượng không giống những trường tiểu học khác, con cái của những gia đình thực sự giàu có đều đến trường bằng xe buýt. Bên ngoài chiếc xe buýt trường màu vàng rực rỡ thực sự được trang bị lớp bọc thép dày, tài xế là người từng tham gia chiến tranh đặc biệt nhưng đã ra khỏi quân đội và được tuyển dụng tại trường học, giáo viên đi kèm cùng để đưa đón học sinh ít nhất cũng là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, đảm bảo 100% sự an toàn của trẻ nhỏ. Chi phí mỗi tháng đi xe buýt trường cao tới 100.000 nhân dân tệ một học sinh, điều đó có nghĩa là trẻ em ở trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng phải trả hơn 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm chỉ để đi xe buýt của trường. Nhà Tuyết Nhi không nỡ chi ra khoản tiền lớn như vậy. Cho nên, Tuyết Nhi luôn được mẹ đưa tới trường, điều này khiến cô bé cảm thấy rất mất mặt. Chú ý an toàn. Nhìn thấy xe buýt của trường từ xa chạy tới, Tuyết Nhi vội vàng nói, con biết rồi mẹ mau về đi. Cô bé sợ bị nhìn thấy, người khác sẽ cười nhạo cô bé là một đứa trẻ không đủ tiền đi xe buýt của trường. Mẹ Tuyết Nhi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lập tức lái xe rời đi. Chiếc xe buýt màu vàng chậm rãi chạy vào trường, Tuyết Nhi bước nhanh để theo kịp và vờ đến bên cạnh xe buýt của trường, người khác sẽ tưởng rằng cô bé cũng đi xe buýt trường. Tuyết Nhi thông minh đã tính sẵn thời gian. Cửa xe mở ra, Tuyết Nhi đi chậm lại một chút, không hề trông thấy trong hình ảnh phản chiếu trên cửa xe, thoáng xuất hiện cái bóng to gấp đôi mình đang cưỡi lên cổ mình. Tuyết Nhi cúi đầu đi về phía trước, vờ như mình mới xuống từ xe buýt để gạt các bạn học bên ngoài. Lại làm bộ như chỉ đi ngang qua xe buýt để gạt các bạn học trên xe. Tuyết Nhi chột dạ nên đi nhanh được chừng 1 mét thì hai lâu la nhỏ chạy tới, vui vẻ chào hỏi, Tuyết Nhi, cậu mới tới à? Tuyết Nhi gật đầu, hôm nay xe của trường đi muộn chút. Cô bé nói không sai, bình thường xe buýt đến trường lúc 7:45, nhưng hôm nay 7:50 mới đến. Tiểu lâu la hồ nghi hỏi, sao hôm nay xe buýt lại đến muộn? Tuyết Nhi lắc đầu. Tớ cũng không rõ, hình như chú tài xế hôm nay không khỏe. Xe buýt của trường luôn đến đúng giờ, đây là lần đầu tiên bị muộn, thực ra Tuyết Nhi cũng không hiểu lý do. Nhưng hai tiểu lâu la ngu ngốc đâu hay Tuyết Nhi không biết. Ánh mắt hai cô nhóc kia lộ vẻ ngưỡng mộ, ôi, có thể đi học mỗi ngày bằng xe buýt trường đã là lợi hại lắm rồi ý. Không sai, chỉ có một số học sinh trường mình có thể đến trường bằng xe buýt riêng này thôi. Tuyết Nhi trưng ra bản mặt khiêm nhường. Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, ngồi xe buýt hay xe riêng của nhà cũng như nhau thôi. Cô bé cười thẹn thùng, không tỏ ra cao ngạo chút nào, hoàn toàn khác với mấy tiểu thư thiếu gia xuất thân từ gia đình đại quý tộc. Vì vậy các bạn học càng thích cô bé. Trên đường đến lớp, Tuyết Nhi gặp nhiều bạn học hơn, nhưng hôm nay đám bạn này lại thể hiện những biểu cảm khác với trước đây. Wow, Tuyết Nhi, hôm qua cậu tham gia lễ cắt băng khánh thành của đường Minh Thịnh Thế đúng không? Tớ thấy cậu đứng phía sau trong tấm hình trên Weibo của anh trai tụi mình đấy. Đúng đúng, cậu có thấy thần tượng của tụi mình không? Quá quá, không ngờ cậu có thể đến tham dự buổi lễ đó. Hu hu, tớ cũng muốn được chụp ảnh chung khung hình với nhiều minh tinh. Có bạn học lấy ra một tấm hình. Là ảnh một minh tinh tại buổi lễ, nền ảnh chính là nơi tổ chức lễ cắt băng khánh thành của đường Minh Thịnh Thế, ở góc không xa chính là Tuyết Nhi trong bộ đầm công chúa. Cô bé được bao cô chú vây quanh, dường như mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ. Lòng hư vinh của Tuyết Nhi lập tức được thỏa mãn. Cô bé xấu hổ nói, ôi, sao lại bị các cậu phát hiện ra chứ? Vốn dĩ bà tớ đại diện cho nhà họ Tư tham gia buổi lễ, nhà tớ vốn rất khiêm tốn, không rõ sao lại bị người ta biết mà quấn lấy, phiền ghê ý. Ánh mắt các bạn học nhìn Tuyết Nhi càng thêm phần ngưỡng mộ. Nhà họ Tư, là Tư Diệc Nhiên học lớp 2 đó ư. Wow! Tớ nghe nói ba anh ấy là chiến thần đó, một tướng quân cực vĩ đại nha. Tớ chưa bao giờ được gặp chú ấy, không ngờ Tuyết Nhi lại đại diện cho nhà họ Tư đi tham dự. Thế cậu có quan hệ gì với Tư Diệc Nhiên? Wow, ba mẹ hai bên thân thiết nhỉ, không lẽ lại là kiểu từ bé đã đính ước như trên tivi đó chứ? Tiểu lâu la vây quanh Tuyết Nhi, không ngừng hỏi. Tuyết Nhi bày ra bộ dạng xấu hổ, ôi, các cậu đừng hỏi chuyện này. Cô bé bưng mặt đi về chỗ ngồi rồi vùi mặt vào sách toán. Lại ông tôi ở bụi này. Nghĩ tới lời của Vân Đại Sư nói Tuyết Nhi và Tư Diệc Nhiên là một cặp trời sinh, lời nói và hành động của Tuyết Nhi càng khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng đó. Mấy cô bé lớp một đôi khi có những suy nghĩ sành sỏi vượt ngoài dự đoán mà người lớn không thể hiểu được. Nhưng kiểu như Tuyết Nhi thì quả thực rất chuộng hư vinh.
Lúc này không ai trông thấy một ác quỷ đang cưỡi trên cổ Tuyết Nhi, nó cười he he một tiếng. Hư vinh chứ gì, khoe khoang chứ gì. Mới tí tuổi đầu đã chuộng hư vinh giường này. Ôi, đúng là chất dinh dưỡng tốt nhất cho ta. Ác quỷ ôm đầu Tuyết Nhi, thoải mái híp đôi mắt lại. Miệng ngoác ra, hít một ngụm hắc khí từ người Tuyết Nhi. Ở một nơi khác, Túc Bảo đang ngoan ngoãn đi sau Tô Tử Du. Tô Tử Chiến và Tư Diệc Nhiên đều học lớp 2, còn Tô Tử Du và đám nhóc mập hồi nãy đều học lớp 1. Tư Diệc Nhiên lặng lẽ đi sau cùng. Chỉ nghe Túc Bảo đi phía trước không ngừng hỏi, anh ơi, lát nữa em vào cùng lớp với anh à? Anh ơi, lát nữa em ngồi cùng bàn với anh được không? Anh ơi, Tuyết Nhi học lớp nào ạ? Tô Tử Du cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, nói, im miệng. Cậu chỉ cảm thấy thật xấu hổ, các bạn nhỏ khác đều một mình tới trường, riêng cậu dẫn theo cái đuôi nhỏ. Mất mặt chết thôi. Túc Bảo lập tức bụng miệng, nhỏ giọng nói, được ạ, xin lỗi anh. Cục bột nhỏ chớp mắt nhìn Tô Tử Du, bàn tay nhỏ che kín miệng. Thấy Tô Tử Du nhìn mình còn vội bỏ tay ra, nói, anh trai yên tâm, Túc Bảo sẽ không làm ồn nữa đâu. Cừu mập, cừu mập, cừu mập của ta, mi ở đâu? Túc Bảo lầm bầm lầu bầu. Tô Tử Du, các cậu bé ở độ tuổi này nghịch ngợm nhất, hay giật bím tóc của các cô gái nhỏ và quậy phá. Đang lúc rảnh rỗi lại trông thấy Tô Tử Du đưa Túc Bảo vào, bọn nhóc đương nhiên phải cười nhạo rồi. Tô Tử Du chỉ thấy mất mặt vô cùng. Sau này còn đưa em gái tới trường thì cậu là con heo. Cậu sẽ đi tè không phun nước ra xa được. Cậu sẽ không thẳng. Cậu ăn cơm sẽ gặp con sâu trong đồ ăn. Vừa vào lớp học, Túc Bảo đã trông thấy Tuyết Nhi. Hai mắt Túc Bảo lấp lánh. Wow, một con cừu siêu mập đang ngồi trên cổ Tuyết Nhi kìa, không, một con ác quỷ cực to nha. Thấy Túc Bảo nhìn mình, ác quỷ trừng đôi mắt hung ác với Túc Bảo như muốn nói cô bé đừng có lo chuyện bao đồng. Kỷ Trường nhỏ giọng, quả nhiên ở đây, cặp sách nhỏ, hôm nay cho con thể hiện. Để sư phụ xem con có tiến bộ không. Túc Bảo siết bàn tay nhỏ thành quyền, hai mắt lấp lánh, dạ. Lúc này một cô giáo trẻ vào lớp, thấy Tô Tử Du và Túc Bảo thì cười híp mắt hỏi, Túc Bảo phải không, em tới lớp để trải nghiệm trước cuộc sống ở trường tiểu học à? Túc Bảo lắc đầu rồi lại ra sức gật, dạ dạ. Đương nhiên phải gật rồi, không thể nói mình tới bắt quỷ được đâu nhỉ. Lỡ như cô giáo xinh đẹp bị hù đến mức để mông trần chạy từ nhà vệ sinh ra thì sao được? Cô giáo thấy dáng vẻ đáng yêu ngây ngô của Túc Bảo mà mắc cười, vậy Túc Bảo và anh trai ngồi cùng nhau nhé. Tô Tử Du lập tức quay đầu đi. Cô giáo định bụng cho bạn cùng bàn của Tô Tử Du tạm thời chuyển chỗ khác. Lại thấy Túc Bảo chỉ tay về phía chỗ ngồi cạnh Tuyết Nhi, nói, thưa cô, em muốn ngồi với Tuyết Nhi. Cô giáo như bừng tỉnh ngộ, đúng đúng, bạn cùng bàn của Tuyết Nhi vừa hay hôm nay xin nghỉ phép. Kỷ Trường bên cạnh nhớn mày. Đây là vận khí cứt chó gì thế này? Sắc mặt Tuyết Nhi hơi khó coi, cô bé không muốn ngồi cạnh Túc Bảo. Hôm cắm trại Túc Bảo đổ chè lên người Tuyết Nhi vẫn còn nhớ rõ. Nhưng, một bạn học ngồi phía trước bất ngờ quay đầu cảm khái, oa, Tuyết Nhi, cậu không chỉ có quan hệ tốt với nhà họ Tư, còn thân thiết với cả nhà họ Tô nhỉ. Nếu không, tại sao Túc Bảo không chọn người khác mà vừa liếc nhìn đã chọn Tuyết Nhi? Sự bất đắc dĩ trong lòng Tuyết Nhi lập tức tiêu tan. Lòng hư vinh được thỏa mãn khiến cô bé tức thì nở một nụ cười, đâu có, chỉ là lúc trước tớ đi cắm trại cùng Túc Bảo thôi mà. Em gái Túc Bảo, đến cạnh chỗ chị đi. Tuyết Nhi vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh. Túc Bảo đeo cặp nhỏ chạy đến, ngồi xuống. Hai mắt Tuyết Nhi cong lên, toan làm thân với Túc Bảo. Lại thấy Túc Bảo lấy một cụ rùa từ cặp sách ra, đặt lưng rùa trên mặt bàn. Sau đó mò thêm một con vẹt rồi nhét vào ngăn kéo. Cụ rùa. Tiểu Ngũ chui vào ngăn kéo rồi trốn luôn trong đó. Tuyết Nhi sửng sốt. Các bạn trong lớp cũng choáng váng. Cô giáo cũng kinh ngạc. Đây là thao tác gì? Tô Tử Du quá mất mặt, lấy tay bưng trán. Túc Bảo, đây là... Cô giáo cẩn thận cân nhắc lời nói. Cô giáo yên tâm ạ, cụ rùa không biết nói, con vẹt cũng không làm ồn đâu. Túc Bảo hơi khựng lại rồi bồi thêm một câu, Túc Bảo đến trường thì họ ở nhà sẽ rất cô đơn, cho nên làm ầm lên đòi theo Túc Bảo đi học. Cô giáo bưng trán, khóe miệng khẽ giật. Rùa với vẹt thì hiểu cô đơn là gì? Không đúng, trẻ nhỏ như em thì biết gì là cô đơn. Nhưng cô giáo không nói gì, chỉ mặt mày rạng rỡ nói, Túc Bảo nè, đây là lớp học,
nếu rùa và vẹt làm ồn thì cô sẽ đưa hai bạn đó ra khỏi lớp nha. Hôm nay trước khi vào lớp, ban giám hiệu tổ chức họp khẩn. Bên viện trợ lớn nhất cho trường tư thục quốc tế ngũ tượng chính là nhà họ Tô. Ban đầu khi quốc tế ngũ tượng chưa có danh tiếng, việc đầu tư xây dựng trường học và đội ngũ giáo viên cần 10 tỷ, nhà họ Tô đã đầu tư 8 tỷ. Vì vậy, khi Tô Nhất Trần nhờ nhà trường chăm sóc cháu gái nhỏ của mình trong một ngày, hiệu trưởng lập tức đồng ý. Cô giáo cũng không tiện nhắc nhở thêm, chỉ thấy rùa đã chui đầu vào mai như bất động, con vẹt cũng ngoan ngoãn nằm im lìm trong ngăn kéo không hót một tiếng. Túc Bảo cũng nhìn cô giáo bằng đôi mắt lấp lánh, ngoan ngoãn gật đầu, rõ ạ. Cô giáo chỉ đành dạy bài trước. Kỷ Trường bay bên cạnh, nhìn đăm đăm vào ác quỷ cưỡi trên cổ Tuyết Nhi. Ác quỷ nhìn Kỷ Trường đầy cảnh giác, trong mắt chất chứa sự hồ nghi. Nó không thể cảm nhận bất cứ âm sát nào từ người Kỷ Trường nên không sao phân biệt được Kỷ Trường là loại quỷ gì. Kỷ Trường đang phổ cập kiến thức cho Túc Bảo, đây là một con quỷ hư vinh, cặp sách nhỏ, lát nữa tan học con hẹn Tuyết Nhi ở rừng cây nhỏ, chúng ta bắt con quỷ kia. Nói với Tuyết Nhi, tan học đừng đi, gặp nhau ở rừng cây nhỏ. Túc Bảo gật đầu, dạ, nói với chị Tuyết Nhi, hẹn gặp ở rừng cây nhỏ. Đang nghiêm túc nghe giảng thì nghe thấy lời Túc Bảo lẩm bẩm. Tuyết Nhi hỏi, gì cơ? Túc Bảo lập tức trụng đầu ghé tai, mặt tỏ vẻ ngạo mạn như Kỷ Trường, tan học đừng về, gặp nhau ở rừng cây nhỏ. Giọng nói vừa non nớt vừa pha chút hung dữ. Tuyết Nhi, tiết học thứ nhất nhanh chóng kết thúc. Cô giáo đặt giáo án xuống, nhìn Túc Bảo. Cô giáo kinh ngạc phát hiện ra, cả buổi học Túc Bảo đều nghiêm túc nghe bài như thực sự đến trường để học. Cô giáo mặt mày rạng rỡ đến cạnh Túc Bảo, hỏi, Túc Bảo, hồi nãy nghe hiểu không em? Cô giáo hỏi vậy chứ chẳng mảy may hy vọng Túc Bảo đáp có, ngờ đâu Túc Bảo lại nói, nghe hiểu ạ. Cửa hàng bán 50 giỏ hoa quả, buổi sáng bán được 12 giỏ, buổi chiều bán được 14 giỏ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu giỏ? Đáp số, còn 24 giỏ. Chú công nhân muốn xây một con đường dài 100 mét, ngày đầu tiên xây được 64 mét, còn lại 6 ngày sẽ hoàn thành. Trung bình mỗi ngày sửa được bao nhiêu mét? Trả lời, 6 mét. Túc Bảo trưng ra vẻ mặt khó hiểu, thưa cô, chú công nhân ngày đầu tiên sửa được 64 mét, vậy tại sao mỗi ngày sau đó chú ấy chỉ sửa được 6 mét? Trong một ngày không thể sửa xong sao? Cô giáo, đúng nhỉ, sao nhỉ? Đang lúc cô giáo bị làm khó, không biết trả lời thế nào thì giáo viên dạy toán ở bên cạnh cũng đến. Sao thế bạn học Túc Bảo, hôm nay em nghe bài có hiểu không nào? Túc Bảo lại gật đầu, nghe hiểu ạ. Đương nhiên cô bé có thể nghe hiểu, cô giáo nói gì cô bé cũng có thể đọc thuộc được. Chỉ là không biết tại sao lại như vậy. Cô giáo giới thiệu với giáo viên dạy toán vừa đi vào, Túc Bảo rất giỏi, những gì vừa dạy cô bé đều nhớ rõ. Cô giáo len lén phớt lờ câu hỏi ban nãy của Túc Bảo. Ngượng quá, làm giáo viên nhiều năm rồi mà không giải đáp được một câu hỏi của đứa bé 4 tuổi. Không ngờ giáo viên dạy toán vừa vào lại hứng chí hỏi, thế à, Túc Bảo giỏi vậy ư, để giáo viên kiểm tra nào. Bạn nhỏ có 50 chiếc kẹo mút, 70 chiếc kẹo dẻo và 100 chiếc kẹo trái cây trong túi. Bạn nhỏ đã ăn hết 50 chiếc kẹo mút, 60 chiếc kẹo dẻo và 100 chiếc kẹo trái cây. Xin hỏi, bây giờ bạn nhỏ còn loại kẹo nào? Túc Bảo lắc đầu, giờ bạn nhỏ bị tiểu đường rồi. Giống bà ngoại của Túc Bảo cũng bị tiểu đường nha. Ông ngoại nói bà ngoại lén ăn quá nhiều kẹo nên bị vậy. Hai giáo viên sửng sốt rồi bật cười ha ha. Đáp án này hình như cũng không sai. Thấy hai giáo viên vây quanh Túc Bảo đều cười vui vẻ, lòng Tuyết Nhi lại thấy không vui. Cô bé lập tức cười nói, em gái Túc Bảo nói không đúng nha, 50 đến 50 bằng 0, 100 đến 100 cũng bằng 0. 70 đến 60 bằng 10, vậy kẹo mút và kẹo trái cây đều ăn hết, còn lại 10 viên kẹo dẻo, không phải mắc bệnh tiểu đường. Tuyết Nhi cố gắng thể hiện mình tính rất lợi hại, nói xong còn nhìn giáo viên mong chờ được khen ngợi. Nhưng sự chú ý của giáo viên đều tập trung vào Túc Bảo, không hề đáp lời Tuyết Nhi. Nhóc mập bên cạnh vỗ bàn cười điên cuồng, ha ha ha, bạn nhỏ bị tiểu đường, ha ha ha, buồn cười quá đi. Các bạn học khác cũng vây quanh Túc Bảo để chọc cô bé nói chuyện, ai cũng thấy Túc Bảo thú vị và mới mẻ. Thấy Túc Bảo được mọi người xem như ngôi sao trung tâm còn lời mình nói ban nãy hoàn toàn bị phớt lờ, Tuyết Nhi lập tức thấy xấu hổ và mất mặt. Hai giáo viên khẽ xoa đầu Túc Bảo, dặn cô bé cần gì thì tìm giáo viên, sau đó rời đi. Các bạn học lập tức vây lại, nhìn con rùa trên bàn Túc Bảo,
sao em lại đem rùa tới, sao lại để nó nằm ngửa thế này? Vì lật người lại thì cụ rùa sẽ phốc một cái chạy ra ngoài. Lại có bạn học hỏi, a, à, con vẹt nhỏ hồi nãy của em đâu rồi? Túc Bảo ngồi xổm trước bàn, mặt áp vào ngăn kéo, nhìn Tiểu Ngũ bên trong, Tiểu Ngũ đang trong này nè. Nó sợ người lạ nha. Các bạn nhỏ, thế phải làm sao nó mới hết sợ? Nó có ăn bánh mì không? Nghe nói loại vẹt màu lục này thông minh lắm. Các bạn nhỏ đều học theo Túc Bảo, đứa ngồi xổm đứa nửa ngồi nửa quỳ, chụm đầu lại nhìn con vẹt trong ngăn kéo, vừa phấn khích vừa tò mò. Túc Bảo thoáng chốc đã trở thành học sinh được yêu thích nhất của lớp. Tuyết Nhi người ngồi cùng bàn, bị đẩy sang một bên. Tuyết Nhi tức giận vô cùng. Trước đây, mỗi khi tan lớp, mọi người đều thích quây quần bên cô bé trò chuyện. Bây giờ tất cả đều vây quanh Túc Bảo. Ngoài Tuyết Nhi còn có Tô Tử Du cũng khó chịu. Không rõ tại sao, ngày thường Tô Tử Du luôn thấy Túc Bảo vốn là một em gái phiền phức, bây giờ thấy mọi người vây quanh em ấy lại không đến tìm anh trai nữa. Tô Tử Du bỗng cảm thấy không vui. Cậu gập sách lại bộp một tiếng. Nghe thấy tiếng động, hai mắt Tuyết Nhi xoay tròn, cô bé lập tức đến bên Tô Tử Du. Anh Tử Du, mọi người đều yêu thích Túc Bảo nhỉ, Túc Bảo biết cách nói chuyện thật đó, không giống Tuyết Nhi, mồm miệng Tuyết Nhi vụng về quá. Tuyết Nhi nghĩ thầm, Tô Tử Du cũng không thích Túc Bảo đúng chứ. Vậy sau khi mình nói những lời kia, Tô Tử Du kiểu gì cũng đáp, Túc Bảo có gì mà thích. Anh thích kiểu như Tuyết Nhi ấy. Ngàn vạn lần không ngờ được, Tô Tử Du một cậu nhóc như dân khoa học và công nghệ, từ bé đã có ý chí sắt thép dứt khoát bóp mẽ sự giả dối của Tuyết Nhi. Gì thế, cậu mới mấy tuổi mà đã học được cái thói của hoa sen trắng rồi hả? Vờ vịt cái gì trước mặt tớ hả? Tuyết Nhi. Hai mắt Tuyết Nhi đỏ hoe, anh Tử Du, sao anh lại nói vậy? Tô Tử Du bực bội nói, cút. Cậu không giống anh trai cậu đâu nhé. Anh trai cậu, giống kiểu đàn ông nghệ thuật, ít ra còn có chút tao nhã lịch sự. Đương nhiên, đây chỉ là thành kiến của Tô Tử Du với đàn ông theo trường phái nghệ thuật tự do. Lần trước đi cắm trại, Tuyết Nhi bám lấy anh trai cậu, nhưng anh trai cậu vẫn giữ sự ôn tồn lễ độ, Tô Tử Du chỉ cảm thấy anh mình không ra dáng đàn ông. Đàn ông chân chính cứ phải như Tô Tử Du cậu đây này. Tô Tử Du lạnh mặt nhìn Tuyết Nhi chưa chịu rời đi, mất kiên nhẫn nói, Bạch Liên Hoa có cút đi không, còn không cút đi tớ động tay động chân đấy. Tuyết Nhi cắn môi, ấm ức rời đi. Đây là lý do cô bé không thích tiếp cận Tô Tử Du, dù hai người học cùng lớp. Về đến chỗ, Tuyết Nhi phát hiện ra các bạn học trong lớp vây quanh Túc Bảo nhiều hơn, ai cũng chọc Túc Bảo cho vui, nhóc mập còn chiếm chỗ ngồi của Tuyết Nhi. Vừa hay chuông vào lớp vang lên, Tuyết Nhi bước tới, cố đè nén cảm giác không vui, nói, vào lớp rồi, mọi người nhanh chóng về chỗ nào. Lúc này các bạn nhỏ mới miễn cưỡng quay về chỗ ngồi. Giờ nghỉ giải lao chưa đến 10 phút mà Túc Bảo quen được bao bạn mới, cô bé vui lắm. Tiết học này là tiết học tiếng Anh, Túc Bảo thật sự nghe không hiểu, lúc này có người đá vào ghế đầu của Túc Bảo. Túc Bảo khó hiểu quay lại nhìn, thấy một đứa trẻ ở bàn phía sau đang đưa cho cô một tờ giấy nhỏ. Túc Bảo mở tờ giấy nhỏ ra, chỉ vào dòng chữ trên tờ giấy, nghiêm túc đọc. Túc Bảo, ăn cơm chưa? À chưa ăn hả, lát nữa ăn đùi gà với anh được không? Kỷ Trường Bay bên cạnh khẽ giật khóe môi. Hắn sắp tới nhìn kỹ, chỉ thấy một ghi chú nhỏ có nội dung. Túc Bảo, tan học dẫn rùa và vẹt của em ra ngoài chơi không? Anh có thể chạm vào con vẹt của em không? Học sinh lớp 1 chưa học hết chữ nên, con vẹt dùng bính âm để thay thế. Kỷ Trường không khỏi phì cười. Túc Bảo lục lọi trong cặp sách và lấy ra một cây bút chì. Cô bé nghiêm túc viết trả lời, được, em cũng thích ăn chân gà. Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn chân gà. Kỷ Trường thấy Túc Bảo lẩm nhẩm trong miệng, nhưng lại chỉ vẽ nguệch ngoạc hai cái đùi gà lên tờ giấy. Hắn chỉ thấy buồn cười, sờ cằm nhìn Túc Bảo vẽ xong gấp giấy lại, đưa cho bạn nhỏ phía sau. Tuyết Nhi đặt hai tay lên bàn, ngồi ngay ngắn, đột nhiên giơ tay lên nói, thưa cô, Đường Tử Hàng và Túc Bảo đang chuyển giấy trong lớp. Tuyết Nhi biết giáo viên tiếng Anh là một người rất hung dữ, ghét người khác nói chuyện và chuyển giấy trong lớp. Nên Túc Bảo nhất định sẽ bị mắng. Trong mắt Tuyết Nhi ẩn chứa sự hưng phấn, trên mặt lại lộ ra vẻ chính trực. Giáo viên tiếng Anh trên bục giảng bị ngắt lời, nhìn Túc Bảo và bạn học nam phía sau. Cô giáo dạy tiếng Anh là một phụ nữ trung niên đeo kính gọng đen, rất nghiêm túc, nghe vậy lập tức đi xuống dưới. Cô giáo đưa tay ra quát, đưa ra. Mặt Đường Tử Hàng trắng bệch,
đưa tờ giấy nhỏ trong tay cho giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua nội dung bên trên, sau đó ánh mắt dừng trên người Thúc Bảo. Thúc Bảo, ai cho em mang thú cưng tới trường? Cô giáo tiếng Anh là một phụ nữ trung tuổi, tính tình quái dị, từ khi bị bắt quả tang tặng quà hối lộ, mở miệng ra là cô ta nói về quy tắc, không ưng cách ban giám hiệu nhà trường bợ đỡ nhà họ Tô. Vì thế, dù cuộc họp hội đồng nhà trường vào buổi sáng đã nhắc phải quan tâm đặc biệt tới Thúc Bảo, cô ta cũng quyết chí không làm theo. Cả khóa lớp 1, mấy lớp cô ta phụ trách dạy đều giỏi nhất trường, thành tích vốn là tất cả, cho nên cô ta có vốn liếng để tự hào. Thu dọn đồ đạc, ra ngoài đứng đi. Giáo viên tiếng Anh cúi đầu nhìn Thúc Bảo. Thúc Bảo chưa bao giờ đi học, nhưng mơ màng hiểu được mình đã làm sai. Hóa ra lên lớp không được truyền giấy. Cô ơi, em. Chưa dứt lời, giáo viên tiếng Anh đã đập thước kẻ lên bàn của Thúc Bảo và lạnh lùng nói, tôi mặc kệ em là con nhà ai. Nhà em giàu cỡ nào? Trong lớp của tôi, em phải tuân thủ quy tắc của tôi. Thúc Bảo. Cô bé muốn nói xin lỗi mà. Nhưng khi nhìn lại cô giáo tiếng Anh, đôi lông mày dựng đứng, gò má cao và đôi môi mỏng nhợt nhạt. Thúc Bảo nhớ sư phụ đã dạy, tướng mạo như này gọi là tướng khắc nghiệt. Thúc Bảo không xin lỗi mà đeo cặp lên, ôm rùa và vẹt ra khỏi lớp. Đường Tử Hàng cúi đầu không dám phản bác, đi theo Thúc Bảo ra ngoài chịu phạt. Tuyết Nhi vui đến mức suýt nữa cười thành tiếng. Hà Tương Đương, không phải Thúc Bảo giỏi lắm sao? Xem, cũng bị bắt như mọi người thôi. Thúc Bảo tưởng trường học là nhà họ Tô chắc, nhìn đi, rời khỏi nhà họ Tô, Thúc Bảo chẳng là cái thá gì. Tuyết Nhi vui vẻ mím môi, trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng lại không biết, quỷ giả dối trên đầu cô bé hít sâu một hơi rồi chợt ngoác miệng cắn vào cổ cô bé. Quỷ dối trá ghé vào cổ Tuyết Nhi hút rột rột, hồn thể của nó phình to đến độ trong suốt hệt như một con muỗi khổng lồ đã hút no máu. Tuyết Nhi chỉ cảm thấy cổ mình lạnh lẽo, đầu óc cũng hơi lờ đờ, dưới hai mắt hiện lên quầng thâm sạm đen. Giáo viên dạy tiếng Anh trên bục giảng hết mũi nói, các em nhớ kỹ. Cô không quan tâm ba mẹ các em là quan lớn cỡ nào hay giàu sang bao nhiêu, ở chỗ này, lời cô nói chính là quy tắc. Nói đến đây, cô ta bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tử Du, nói bóng gió, Tử Du, đây là em gái của em đúng không? Cô nghe nói em gái em vừa về nhà đã quậy tung trời khiến chú hai và thím hai của em ly hôn nhỉ? Đáy mắt giáo viên tiếng Anh thoáng qua tia mỉa mai và khinh thường. Cô ta cảm thấy bản thân mình rất chính trực, có gì nói đó, là người ngay thẳng không bao giờ làm chuyện mờ ám. Bản thân cô ta cũng không thích Tô Tử Du, các môn tự nhiên của em học sinh này rất lợi hại nhưng tiếng Anh lại không xuất sắc lắm, hiện tại còn được ưu tiên dẫn theo em gái tới lớp, là mục tiêu hàng đầu để cô ta công khai đả kích. Giáo viên tiếng Anh cho rằng một đứa nhỏ không thích nói chuyện như Tô Tử Du rất dễ bắt nạt, thế là cô ta cầm phấn tiếp tục kênh kiệu lải nhải. Mấy đứa trẻ ngang ngược được chiều chuộng quá mức như em gái em nên có người dạy dỗ, em cũng đừng học theo mấy thói xấu của nó đấy. Là giáo viên của Tô Tử Du, cô ta cần cho học sinh mình một số lời nhắc nhở về kinh nghiệm cuộc sống. Thế mà không nghĩ tới, Tô Tử Du lại đứng phắt dậy, đập mạnh cuốn sách xuống bàn, lạnh lùng nói, em gái em thế nào không đến lượt cô phán xét. Là một giáo viên, không cố gắng dạy học lại lạm dụng quyền hạn để đâm chọt người khác trong lớp học, đúng là phần tử xấu xa trong trường lớp. Nguyên tố thứ 51 trên bảng tuần hoàn hóa học là dành cho những người như cô Vương đây đấy. Cậu vừa thu dọn túi sách vừa nói, còn nữa, chú hai và thím hai của em ly hôn là do thím hai tự mình làm bậy, không liên quan gì đến em gái em. Hiện tại thím hai còn đang bị giam trong tù đấy, cô Vương có muốn vào đó ngồi bóc lịch với thím ấy luôn không? Giáo viên tiếng Anh sửng sốt, không ngờ bình thường Tô Tử Du im hơi lặng tiếng lại dám cãi lại cô ta, thoáng chốc tức giận đến run người. Em. Đầu óc cô ta kêu ong ong, theo bản năng suy nghĩ nguyên tố thứ 51 là có ý gì. Tô Tử Du xách cặp sách đi ngang qua bục giảng bỗng dừng chân, lạnh lùng thốt lên, cô có biết nguyên tố hóa học thứ 51 là gì không? Nó là antimon, ký hiệu SB. SB còn là viết tắt của từ Sabi, nghĩa là ngu ngốc. Dứt lời, cậu khoác cặp sách lên vai, mặt mày lạnh tanh đi ra ngoài. Trong lớp vang lên từng tiếng xì xào. Các bạn học đều bội phục dõi theo bóng lưng của Tô Tử Du. Mặc dù, nhưng, quá lợi hại. Ánh mắt mấy bạn nữ sáng rực. Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Tô Tử Du, trông dáng vẻ sùng bái của các bạn nữ khác thì cảm thấy hình như Tô Tử Du cũng không tệ. Nhìn Tô Tử Du đi thẳng không thèm quay đầu, giáo viên tiếng Anh giận đến mức suýt thì ngã ngửa ra sau,
không ngừng cao giọng mắng chửi, sau này em đừng hòng bước vào lớp học của tôi nửa bước. Tôi không có loại học sinh không tôn sư trọng đạo như em. Đáng tiếc Tô Tử Du chẳng thèm để ý đến cô ta. Cô Vương cảm giác nơi ngực truyền đến từng cơn đau nhức dâm ran, tức đau phổi. Bên ngoài hành lang, Túc Bảo đội rùa đen trên đỉnh đầu, Tiểu Ngũ lại đứng trên lưng cụ rùa. Bé thở dài một tiếng, hai tương đương. Tiểu Ngũ cũng thở dài một tiếng, hai tương đương. Kỳ Trường buồn chán quá nên đã tự mình đi dạo quanh khuôn viên trường học rồi. Nương Tử Hàng vốn đang uể oải, thấy một màn này thì không nhịn được phì cười. Tô Tử Du cũng đi ra ngoài ngay lúc này, thấy Túc Bảo ngoan ngoãn đứng tựa vào tường thì vô cùng cạn lời. Đi, khuôn mặt nhỏ bé của cậu đầy lạnh lùng. Túc Bảo ồ một tiếng, hỏi, mình đi đâu ạ? Tô Tử Du, không phải em muốn ăn lẩu dê béo à? Anh dẫn em đi ăn. Đúng là ở trường có chút phiền phức nhưng Tô Tử Du đã am hiểu đạo lý có tiền là tiên là Phật từ hồi còn nhỏ xíu. Có tiền, đừng nói là dê béo trâu béo, mãn hán toàn tịch cũng không thành vấn đề. Mãn hán toàn tịch tiệc triều đình Hán Thanh, hay còn gọi là đại tiệc hoàng gia mãn hán. Tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán. Được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Quy tụ đầy đủ các món ăn từ khắp các vùng miền lãnh thổ, nhằm hóa giải mối hận thù giữa hai dân tộc Mãn và Hán trong lịch sử xa xưa, là biểu tượng mạnh mẽ của sự hòa giải và thống nhất. Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với tổng cộng 320 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ. Túc Bảo vừa nghe thấy thức ăn là hai mắt sáng ngời. Bé thò đầu qua cửa sổ nhìn bên trong, chỉ thấy hình như Tuyết Nhi sắp bị hút khô rồi. Túc Bảo bấm ngón tay tính toán, có thể tạm thời rời đi, vẫn chưa đến thời điểm. Dù sao thì Tuyết Nhi cũng chẳng phải bạn tốt của bé, tất nhiên chuyện ăn uống quan trọng hơn rồi. Nghĩ như vậy, Túc Bảo nhanh chóng đeo túi nhỏ bên chân lên, nhét cụ rùa và Tiểu Ngũ vào trong, kéo khóa lại. Đi nào, đi nào, Túc Bảo vội vàng thúc giục, còn không nhịn được nuốt nước miếng. Tô Tử Du, Nương Tử Hàng nhìn cô Vương trong lớp, lại nhìn Túc Bảo, vẻ mặt đầy ghen tị nhưng không dám làm gì. Khuôn viên trường vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng đọc sách của các bạn học sinh các lớp khác nhau. Trên sân trường đang có tiết thể dục. Lâu lâu là giáo viên lại thổi còi ra hiệu. Các bạn học sinh hoạt động tự do tụm 5 tụm 3, cầm đồ ăn vặt mua được từ căng tin vừa cười nói vừa đi về lớp. Tô Tử Du dẫn theo Túc Bảo đi trong sân trường, một người cun ngầu, một người mềm mại đáng yêu. Anh ơi, chúng mình đi đâu ạ? Túc Bảo hỏi. Tô Tử Du, căng tin. Việc quản lý ở trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng rất nghiêm ngặt, về cơ bản đã vào trường rồi, không có phụ huynh đến đón thì học sinh không thể ra ngoài. Tô Tử Du trầm ngâm, suy nghĩ một vấn đề, cậu có nên gọi điện thoại thông báo cho ba mình đến đón người không nhỉ? Nhưng trường học không cho phép mang theo điện thoại di động hay đồng hồ thông minh các kiểu, cậu muốn gọi cho ba thì phải đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Thôi được rồi. Tô Tử Du liếc Túc Bảo đang nhấc hai cái chân ngắn cũn lộc cà lộc cộc đi theo bên cạnh mình, cho nhóc béo, à không em gái mình ăn no trước đã rồi tính sau. Tô Tử Du dẫn Túc Bảo đến căng tin, tiến thẳng đến khu phố ẩm thực. Hai bên căng tin đều có một siêu thị nhỏ và một khu phố ẩm thực, đương nhiên chất lượng ăn uống của trường tư thục cao cấp cũng thuộc diện tốt nhất nên giá cả rất đắt. Phố ẩm thực không bố trí theo kiểu hàng quán vỉa hè mà các quán ăn đều là những cửa hàng nhỏ san sát nhau, bên trong đặt sofa cạnh cửa sổ sát đất, trang trí bằng đèn sao sen lẫn hoa tươi. Khắp nơi đều tỏa ra mùi tiền thơm phức. Ông chủ, cho con một phần lẩu dê và hai cái đùi dê nướng. Túc Bảo vội vàng bổ sung, tôm nữa ạ. Ông nội rùa cũng muốn ăn. Tô Tử Du cạn lời, với thêm một đĩa tôm sống. Ông chủ, hả, giờ vẫn còn khá sớm, nguyên liệu nấu ăn đều không? Tô Tử Du lấy thẻ cơm ra, con trả gấp đôi. Ông chủ, được, xin chờ tầm 15 phút. Túc Bảo trợn tròn mắt. Wow, anh trai thật lợi hại, bé sợ hãi thán phục. Không biết tại sao Tô Tử Du lại có cảm giác tự hào đầy khó hiểu. Hừ. Phiền phức, cậu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, vô cùng ngạo kiều. Chẳng lâu sau, lẩu dê và đùi dê nướng đã được mang lên, Túc Bảo lấy cụ rùa ra khỏi ba lô, đặt một con tôm kế bên miệng nó rồi nhón một miếng táo trên bàn đưa cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ há miệng ngoạm lấy miếng táo, nhảy từ trên cánh tay của bé xuống bàn, xếp hàng cạnh cụ rùa gặm trái cây. Lúc này Túc Bảo mới vươn tay nhỏ,
chuẩn bị cầm lấy một cái đùi dê nướng. Đến lượt Túc Bảo ăn rồi, bé vui vẻ reo lên. Tô Tử Du nhíu mày, chờ một chút. Túc Bảo khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Tử Du cầm đôi bao tay dùng một lần lên, nhích lại gần đeo vào cho bé. Khách hàng ở phố ẩm thực đều là học sinh tiểu học nên bao tay cũng được làm theo size thích hợp, Tô Tử Du thoải mái tròng vào tay Túc Bảo. Cảm ơn anh trai ạ. Túc Bảo cất tiếng giòn tan, đồng thời bị hương thơm quyến rũ của đùi dê nướng làm chảy nước miếng. Tô Tử Du. Suýt chút nữa là nước miếng trong suốt của bé con đã nhỏ lên mặt Tô Tử Du, cậu ra vẻ ghét bỏ, không cần cảm ơn, mau ăn đi. Cậu nam sinh cực kỳ ghét bỏ mà cầm lấy khăn giấy, lau miệng cho Túc Bảo. Cậu không hề chiều chuộng bé nhá, nếu để người khác nhìn thấy em gái của cậu lớn vậy rồi mà vẫn chảy nước dãi thì... cậu biết để mặt mũi vào đâu đây? Túc Bảo bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tô Tử Du cũng không biết đã bắt đầu hóa thân thành người phục vụ từ khi nào, vừa nướng tôm lại vừa bóc vỏ tôm cho bé, bản thân mình còn chưa ăn được mấy miếng. Túc Bảo vừa ăn vừa nói không rõ lời, anh ơi, đổi. Tô Tử Du tức giận, em cứ ăn đi, mặc kệ anh, mau ăn cho xong, lát nữa tiết thứ tứ là môn ngữ văn đấy. Túc Bảo, ừm. Nhưng mà không phải anh Tử Du không thích học ngữ văn à? Túc Bảo nhớ rõ, anh Tử Du chỉ thích mấy con số kỳ lạ, thích tính toán chúng nó trên vở thôi. Bên này Túc Bảo ăn đến vui sướng tràn trề, bên kia không có Túc Bảo và Kỷ Trường trấn áp, Quỷ Hư Vinh càng trở nên không kiêng nể gì hơn. Tuyết Nhi vốn đang ngồi thẳng tắp, lại cảm thấy trên lưng như đang cõng một ngọn núi vậy, đè ép khiến cô bé cảm thấy rất mỏi. Lúc này cô bé cảm giác được ghế của mình bị đá nhẹ, bèn quay đầu lại nhìn. Bạn học ngồi đằng sau bị dọa sợ, thấp giọng hỏi, Tuyết Nhi, cậu có sao không? Tối hôm qua cậu không ngủ được à? Tuyết Nhi lắc đầu, ban nãy do bị bạn học ở bàn sau đá vào chân ghế nên cô bé đã quay người lại, một tờ giấy nhỏ cũng rơi ra theo đó. Cô bé mở nó ra xem, chỉ thấy bên trên viết một đoạn chữ siêu vẹo nguệch ngoạc rất dài. Tuyết Nhi, tớ muốn nói với cậu một câu là, tuy rằng tớ không đẹp trai, nhưng tấm lòng của tớ rất tốt. Cậu phải biết rằng, cậu là duy nhất trong trái tim tớ, tớ sẽ không thích bất kỳ ai khác nữa. Bởi vì I love you, Lưu Tử Tân, nếu cậu đồng ý, hãy ký tên vào đây. Đây là một nhóc nam sinh ngồi ở bàn cuối cùng của tổ 2 Lưu Tử Tân. Nhóc con mới học lớp 1, không rõ khái niệm về yêu sớm, chỉ có sự ngây thơ mờ mịt và tò mò, viết thư cũng rất ấu trĩ, thậm chí còn có mấy chữ không biết viết nữa. Tuyết Nhi không thích Lưu Tử Tân nhưng cô bé chưa bao giờ nói rõ ràng. Lúc đang định viết mấy chữ ngoan ngoãn ngồi nghe giảng đi lên tờ giấy thì giáo viên tiếng Anh chợt quay người lại. Cô bé lập tức lấy tay che tờ giấy lại. Bỗng nhiên con Quỷ Hư Vinh trên lưng cô bé cười khà khà, mê hoặc nói, được người khác thích là một chuyện ngầu tới cỡ nào chứ? Nào, giơ tờ giấy lên đi, lớn tiếng nói cho mọi người, Lưu Tử Tân tỏ tình với nhóc rồi. Trong mắt Tuyết Nhi hiện lên một tia hưng phấn, cô bé giơ tay lớn tiếng nói, thưa cô, Lưu Tử Tân chuyển giấy cho con. Lưu Tử Tân đang ở bàn cuối cùng chợt thấy hoảng hốt, bút trong tay rơi xuống đất. Lại có người dám chuyển giấy nữa hả? Giáo viên tiếng Anh đập mạnh cuốn sách giáo khoa trong tay xuống bàn. Vừa nãy cô ta bị Tô Tử Du chọc tức nhưng không thể xả ra được, bây giờ khác nào đang đâm thẳng vào họng súng của cô ta chứ? Tuyết Nhi mở tờ giấy ra, đọc lớn, Lưu Tử Tân nói, Tuyết Nhi, tớ muốn nói với cậu một câu. I love you. Cô bé đọc to và rõ từng chữ được ghi trên giấy. Sau khi đọc xong còn hết cằm lên giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Cả lớp lập tức cười ồ lên, nhao nhao chọc ghẹo Lưu Tử Tân. Nhóc béo là người cười lớn nhất, vừa cười còn vừa bóp mũi nói, bởi vì y lấp yêu, là yêu, không phải thích hó. Các bạn học cười càng to hơn. Giáo viên tiếng Anh cười gần một tiếng, lạnh lùng quát, Lưu Tử Tân đi ra ngoài đứng cho cô. Ngày mai gọi phụ huynh nhà em tới đây một chuyến. Tuổi còn nhỏ mà đã học đòi yêu sớm hả? Loại học sinh như em, cô đây đã gặp quá nhiều rồi, sau này lớn lên sẽ chẳng có tiền đồ gì hết, không phải loại cặn bã thì chính là đồ đều cáng. Cô ta trút hết sự bực dọc và cơn giận trong lòng vào ban nãy ra ngoài. Sắc mặt Lưu Tử Tân tái nhợt, cậu ta oán hận lườm Tuyết Nhi một cái, không nói một lời mà đi ra ngoài. Tiếng cười vang và giễu cợt cứ oang oang bên tai cậu ta, giờ phút ấy tất cả những điều này đã để lại một bóng ma không thể xóa nhòa ở trong lòng cậu ta. Tuyết Nhi lại không hề cảm thấy gì cả. Quỷ Hư Vinh chỉ có thể ảnh hưởng đến lòng hư vinh của cô bé chứ không động chạm gì đến cảm giác áy náy trong lòng cô bé, thế nên Tuyết Nhi thật sự không cảm thấy hối hận vì mình đã làm tổn thương Lưu Tử Tân.
Trong tiếng cười vang của mọi người, Tuyết Nhi cảm nhận được một sự hài lòng khôn kể, nụ cười hiện lên nơi khóe miệng có chút quái dị. Lúc này chuông tan học cũng vang lên, cô Vương lại dậy quá giờ thêm 7-8 phút nữa mới chịu cầm sách giáo khoa, dẫm lên đôi guốc đế xuồng đi ra ngoài. Đám học sinh ở xung quanh lập tức súng lại, ê, Tuyết Nhi, Lưu Tử Tân thích cậu từ khi nào vậy? Ha ha, Lưu Tử Tân chẳng đẹp trai xíu nào, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng mà nói gì thì nói, đúng là có rất nhiều người thích Tuyết Nhi. Có phải ngăn kéo Tuyết Nhi đã chất đầy thư tình rồi đúng không? Tuyết Nhi vừa khiêm tốn nói đâu có vừa để mặc một bạn nữ móc hết thư tình ở trong ngăn kéo của cô bé ra ngoài. Nói là thư tình nhưng hầu hết chỉ là mấy tờ giấy nhỏ, hai tay sai đắc lực của Tuyết Nhi bắt đầu ríu rít đọc to. Bên ngoài hành lang, đám con trai đang vây quanh Lưu Tử Tân giễu cợt, Lưu Tử Tân cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhóc béo ghé vào cửa sổ cạnh chỗ Tuyết Nhi ngồi, ồn ào ầm ĩ, lúc đám con trai đang hi hi ha ha thì lại đột nhiên phát hiện Tuyết Nhi để cho người khác lấy hết mấy tờ giấy nhỏ ra. Bình thường Tuyết Nhi ăn mặc sạch sẽ thơm tho, mặt mũi ưa nhìn, nói năng nhỏ nhẹ, là khoa khôi của lớp. Rất nhiều bạn nam thích cô bé, đương nhiên cũng có người đã viết giấy gửi cho cô bé rồi. Hai cậu nhóc vừa mới giễu cợt Lưu Tử Tân lập tức cười không nổi nữa. Sắc mặt của bọn họ rất tệ. Đột nhiên phát hiện Tuyết Nhi chẳng hề đáng yêu giống như tưởng tượng của bọn họ, còn có chút đáng ghét. Tuyết Nhi vờ vĩnh nói, thôi nào, mấy cậu rảnh quá vậy. Tớ không thể có quan hệ gì với bọn họ được. Người hầu nhỏ của Tuyết Nhi nói, đúng rồi đúng rồi. Tuyết Nhi nhà chúng ta đã hứa hôn từ bé với nhà họ Tư, sau này sẽ là cô Tư duy nhất của nhà họ Tư. Tuyết Nhi cũng không phủ nhận, ngầm thừa nhận trong tiếng cảm thán của mọi người. Cảm giác hư vinh nơi đáy lòng lại càng khiến toàn thân cô bé như lâng lâng. Không ngờ con quỷ hư vinh ở sau lưng cô bé cũng đang phình to đến cùng cực. Kỷ Trường vừa đi dạo trở về nhìn thấy cảnh này. Ơ, phình to nhanh vậy à? Nó đã hút được bao nhiêu sát khí hư vinh rồi? Kỷ Trường không khỏi lắc đầu. Tuyết Nhi là một đứa trẻ, không khỏe như người trưởng thành, dựa theo tốc độ hút của quỷ hư vinh, không quá hai ngày Tuyết Nhi sẽ chết. Lúc Tuyết Nhi chết cũng chính là lúc quỷ hư vinh vào thế chỗ, đến lúc đó Tuyết Nhi sẽ không còn là Tuyết Nhi nữa mà là quỷ hư vinh. Ác quỷ thay thế được ký chủ sẽ tiến hóa trở nên càng hung ác hơn, vì vậy cần phải tiêu diệt nó trước khi nó thế chỗ của ký chủ. Cặp sách nhỏ đi đâu rồi không biết. Kỷ Trường vừa lải nhải vừa bay đi. Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm vừa kết thúc tiết học uống một ngụm nước, thuận miệng hỏi, cô Vương, vừa rồi lớp của cô thế nào? Có thuận lợi không? Cô Vương uống một ngụm trà xanh, mơ hồ ừm một tiếng. Túc Bảo là đứa trẻ mà hội đồng ban giám hiệu rất chú ý, tuy rằng cô ta không sợ cường quyền nhưng cũng không muốn bị trách phạt. Giáo viên chủ nhiệm lại hỏi, Túc Bảo có ngoan không cô? Cô Vương cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói, một đứa con nít mới 4 tuổi, sao có thể tuân theo kỷ luật cho được? Lúc này một cô giáo khác cũng trở lại, ủa, sao lại không thấy Túc Bảo đâu vậy? Giáo viên chủ nhiệm vội vàng đi ra ngoài xem thử, quả nhiên Túc Bảo và Tô Tử Du đã biến mất, cô ấy vội vàng trở về hỏi cô Vương. Cô Vương nhíu mày, sao mà tôi biết được, hết tiết rồi thì ai biết con nhóc đó đã đi đâu chơi, mấy đứa nhóc bé xíu như vậy thì đứa nào chẳng ham chơi chứ. Trường học là nơi học tập, không phải là nhà trẻ, chẳng lẽ còn muốn tôi phải bám theo mông nó trông coi chăm sóc chắc. Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, có ý tốt nhắc nhở, cô Vương. Cô vẫn nên sửa lại cái tính này của cô đi, đứa nhỏ lần này là ngoại lệ. Chuông vào lớp tiếng vang lên, cô Vương cầm lấy giáo án, nói, ở trong mắt tôi tất cả học sinh đều bình đẳng, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn. Mọi thứ đều dùng điểm số để nói chuyện. Cô ta nói xong thì ngạo nghễ rời đi. Các thầy cô giáo khác đều cạn lời. Nói gì mà tất cả học sinh đều bình đẳng. Với cô ta thì điểm số là tất cả. Mấy đứa nhóc mà chưa được đến 90 điểm môn tiếng Anh thì cô ta còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, đối xử cực kỳ khác biệt. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ có ngày mất hết tất cả. Cô giáo vừa nói rằng không thấy Túc Bảo đâu cả, cảm thán. Giáo viên chủ nhiệm nói, thôi được rồi, đi xem Túc Bảo đã trở về chưa, tôi cũng đi tìm xem. Còn về phần cô Vương ấy à? Điểm tuyệt đối của môn tiếng Anh là 100. Một nửa số học sinh mà cô ta đã dạy đều được 96 điểm tiếng Anh trở lên. Chỉ có những đứa trẻ đạt điểm tuyệt đối mới là học sinh ưu tú trong mắt cô ta. Mỗi lần đến tiết tự học, cô ta sẽ là người đầu tiên giành tiết, phát bài thi, rồi thì chữa bài. Còn tới tiết thể dục, cô ta đều phải chiếm lấy nửa tiết,
bắt buộc học sinh phải làm bài thi tiếng Anh của cô ta. Cũng có phụ huynh khiếu nại rằng phương pháp dạy học của cô Vương quá cực đoan nhưng không có cách nào cả, điểm số bày ra trước mắt, cuối cùng nhà trường cũng không làm gì được cô Vương. Bên này, cô Vương dẫm lên đôi guốc đế xuồng đi trên hành lang, trên mặt là vẻ khinh thường. Một đám tiểu nhân chỉ biết nịnh hót, đều đang chờ ngày cô ta bị đuổi việc đúng không? Đáng tiếc, điểm tiếng Anh của lớp mà cô ta dạy tốt như vậy, ai khác bị đuổi chứ riêng cô ta thì sẽ không bao giờ. Túc Bảo ăn đến căng tròn bụng nhỏ, thỏa mãn vỗ vỗ, Tô Tử Du đầy đầu vạch đen, ăn no chưa? Ngày mai đừng đi theo anh nữa. Túc Bảo nói năng hùng hồn, em tới đây với anh không phải là vì ăn đâu nhé. Tô Tử Du cười nhạo, không phải là vì ăn, vậy tới để làm gì? Tới để đi học chắc. Bé mới bao nhiêu tuổi chứ, nghĩ cậu tin lời này nổi không? Không ngờ Túc Bảo lại lắc đầu, không phải, em tới để bắt quỷ đấy. Tô Tử Du, đột nhiên cậu nhớ tới con quỷ xấu xí mà mình đã gặp lúc đi vệ sinh ngày hôm qua. Bắt quỷ gì, mí mắt Tô Tử Du giật giật. Túc Bảo khó hiểu quay đầu nhìn cậu, anh ơi, anh sợ hả? Khuôn mặt nhỏ của Tô Tử Du cứng đờ, căng ra đầu nói, ai sợ? Anh chỉ đang hỏi là em bắt con quỷ gì thôi mà. Túc Bảo ghé sát vào Tô Tử Du, nhỏ giọng nói, bắt ác quỷ. Con ác quỷ đó đang đậu ngay trên đầu chị Tuyết Nhi, hút sát khí từ cổ của chị ấy, giống như đang uống trà sữa trân châu vậy á. Cục bột nhỏ hạ thấp tông giọng nói, cách so sánh này đúng là rất khớp. Tô Tử Du lập tức liên tưởng đến dáng vẻ uống trà sữa của người khác. Không biết tại sao, Tô Tử Du lại cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, sau gáy bỗng dưng lành lạnh. Cậu che gáy lại theo bản năng, không hề biết rằng trên mặt của mình đang hiện lên vẻ căng thẳng, vậy ban ngày mà con ác quỷ đó cũng có thể ra ngoài hả? Túc Bảo gật đầu, trên đời này có ba loại quỷ. Bé bẻ ngón tay liệt kê, giống như gì xấu xí thì sẽ được gọi là du hồn dã quỷ, bởi vì chết không bình thường nên không thể đi đầu thai được, cứ vất vưởng trên nhân gian như vậy. Tô Tử Du nghĩ đến nữ quỷ đã dọa mình sợ tới mức chun đít làm rớt phân, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tiếp theo còn có lệ quỷ, là do lúc người đó còn sống đã chết rất thảm nên mới biến thành lệ quỷ, sẽ đột nhiên xuất hiện, dọa người khác hồn lìa khỏi xác. Khuôn mặt nhỏ của Tô Tử Du lại trắng thêm. Cuối cùng là thứ được gọi là ác quỷ, rất hung ác, sẽ ăn thịt người. Ban ngày du hồn dã quỷ và lệ quỷ đều không thể xuất hiện nhưng nó có thể á. Nó mạnh cực kỳ luôn. Tô Tử Du, cậu bịt miệng Túc Bảo lại, nhanh chóng nói, được rồi em đừng nói nữa. Túc Bảo, Tô Tử Du liếc nhìn xung quanh, mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, những bông hoa đang mỉm cười với cậu. Giữa trời nắng như vậy, chắc là sẽ không có quỷ đâu. Cậu buông Túc Bảo ra. Túc Bảo nhanh nhỏ bảo, anh ơi, anh sợ đúng không? Không sao mà, sợ hãi chẳng có gì xấu hổ cả. Tô Tử Du, không nói được thì đừng có nói nữa. Không biết có phải vì đã học được nhiều điều từ chỗ kỷ trường hay không mà cục bột nhỏ không quá thích nói chuyện lúc trước lại bắt đầu trở nên hơi làm nhảm. Tại sao anh lại sợ quỷ vậy ạ? Không thể nào, anh trai lợi hại như vậy, đáng lẽ sẽ không thấy sợ mới phải chứ? Thật ra ma quỷ không đáng sợ đâu, chúng nó cũng giống như con người á. Ngoại trừ con người sẽ lồi ra ngoài, bàn tay sẽ bị gãy lìa. Tô Tử Du không thể nhịn được nữa, cũng không biết đã lấy một cục kẹo từ đâu ra, nhét vào trong miệng Túc Bảo. Cuối cùng Túc Bảo cũng chịu yên lặng. Được rồi. Lúc này giáo viên chủ nhiệm của bọn họ tìm đến, nhìn thấy Tô Tử Du và Túc Bảo đeo cặp sách đi trên sân trường thì vội vàng hỏi, Tô Tử Du, Túc Bảo, hai đứa đi đâu vậy? Chuông vào lớp đã kêu lâu rồi. Túc Bảo ngậm kẹo, nói không rõ lời, Túc Bảo thấy đói bụng, anh trai dẫn con đi ăn chút đồ. Tô Tử Du lại hừ một tiếng, là cô Vương đuổi bọn con ra ngoài. Đương nhiên không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy rồi. Nếu đã gặp được giáo viên chủ nhiệm, hiện tại Tô Tử Du chỉ muốn gọi điện cho ba của mình, bảo ba tới đón bọn họ trở về. Nhìn tòa nhà dạy học ở trước mắt, nhớ đến những gì Túc Bảo đã nói. Có một con ác quỷ đang nằm trên đầu Tuyết Nhi, cậu không muốn đi lên đó nữa. Nghe Tô Tử Du nói muốn lấy điện thoại gọi cho Tô Nhất Trần, giáo viên chủ nhiệm và một cô giáo khác quay sang nhìn nhau, lên tiếng khuyên nhủ, Tử Du à, tạm thời con cứ dẫn em gái đi lên trước đã. Tô Tử Du mím môi, không ai biết rằng cậu nam sinh khoa học kỹ thuật Tô Tử Du lại sợ ma nhất trên đời. Túc Bảo nắm tay Tô Tử Du, cực kỳ ngoan ngoãn, vâng thưa cô,
Túc Bảo và anh trai sẽ lên lớp ạ. Phải nghe lời thầy cô giáo nói. Bà ngoại đã dặn, bé phải làm một bé ngoan. Tô Tử Du không tình nguyện đi theo sau. Cậu cũng không có cách nào. Nếu không đi lên, vậy chẳng phải cậu sẽ bị em gái cười nhạo rằng lớn rồi còn sợ ma à? Thôi thì cố gồng, căng ra đầu vượt qua nỗi sợ. Vào phòng học, Tô Tử Du nhìn về phía Tuyết Nhi theo phản xạ có điều kiện. Chỉ thấy đúng lúc Tuyết Nhi cũng ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhìn mình, cô bé nhếch miệng cười với cậu. Tô Tử Du lập tức rợn cả người. Tuyết Nhi ở trước mắt cậu, bên dưới bóng mắt phủ một tầng màu xanh đen, sắc mặt cũng xám ngoét, hai con ngươi lại nhìn thẳng vào cậu. Cô bé cười như vậy, lại càng trông quỷ dị một cách khó tả. Rõ ràng vừa nãy lúc Tuyết Nhi giả vờ ở trước mặt cậu vẫn chưa trông như thế này mà. Tô Tử Du lập tức thu hồi tầm mắt, sống lưng cứng đờ. Tay chân đồng đều, vô thức trở về chỗ ngồi. Giờ phút này quỷ rối trá đang nằm ở trên đầu Tuyết Nhi, mê hoặc, nhìn kìa, Tô Tử Du đang nhìn nhóc đó. Lúc vừa quay về phòng học là nhìn nhóc đầu tiên luôn. Chắc chắn là cậu ta cũng thích nhóc. Wow, mọi người đều thích Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chống cằm, nhìn Tô Tử Du chằm chằm, trong lòng thầm cảm thấy kiêu ngạo. Cô bé ưu tú như vậy, quả nhiên tất cả các bạn con trai đều thích cô bé. Túc Bảo trở lại bên cạnh Tuyết Nhi, nghiêng đầu liếc nhìn con quỷ rối trá. Mày cũng ăn no rồi à? Bé lẩm bẩm. Một con quỷ lớn như vậy, hẳn là có thể lấp đầy hồ lô linh hồn rồi nhỉ? Tuyết Nhi mệt mỏi quay đầu, nhíu mày hỏi, cái gì ăn no? Cô bé không hề giống Túc Bảo nhá, cô bé tới đây là để học tập đàng hoàng, không giống như Túc Bảo, trong đầu chỉ toàn là ăn với ăn. Lúc này giáo viên chủ nhiệm đi đến, nói, nào các bạn học, vào học thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài. Bài thơ này dài hơn những bài thơ mà chúng ta đã học trước đó một chút. Cả lớp cùng đọc theo cô nào, để cô xem ai là người học thuộc nhanh nhất. Tuyết Nhi lập tức giơ tay, thưa cô, con đã thuộc lòng bài thơ này từ lâu rồi ạ. Giáo viên chủ nhiệm hơi khựng lại rồi nhìn về phía Tuyết Nhi. Nhìn quầng mắt của cô bé hơi thâm đen, hình như ngủ không ngon giấc, chắc Tuyết Nhi thức khuya để chuẩn bị bài. Cô giáo không đành lòng cắt ngang lời Tuyết Nhi, nói, được, Tuyết Nhi đọc thuộc lòng. Các bạn khác cũng có thể đọc sách xem Tuyết Nhi đọc thuộc lòng có đúng hay không. Tuyết Nhi chắp tay sau lưng, đọc to, tác giả, Cao Đỉnh. Cỏ mọc, ưng bay về trời tháng 2. Cô bé thuộc lòng từng chữ một, lời nói chuẩn xác và đầy cảm xúc, hệt như ngâm thơ trên sân khấu. Các bạn học thán phục, thật tuyệt. Giáo viên chủ nhiệm cũng gật đầu khen, rất tốt. Tuyết Nhi ngồi xuống, sửng sốt. Chỉ hai từ thế thôi ư. Sao chỉ khen cô bé vỏn vẹn hai từ? Rõ ràng cô bé đọc thuộc rất hay mà. Tại sao cô giáo không hỏi cô bé có tự học ngoài giờ không, cô bé còn muốn nói mình luôn chăm chỉ học hành đấy. Tuyết Nhi không vừa lòng thỏa ý. Quỷ hư vinh sau lưng Tuyết Nhi cũng hơi bất mãn. Nó nóng nảy ngẩng đầu lên, để lộ ra một khoảng cách nhỏ giữa mình và Tuyết Nhi. Túc Bảo mở to đôi mắt. Giữa Tuyết Nhi và ác quỷ có bao nhiêu là vòi hút. Kỳ Trường đúng lúc bay tới cũng nhìn thấy sự bất mãn của Tuyết Nhi và quỷ hư vinh. Nghĩ tới thứ phát hiện lúc đi kiểm tra trong trường, hắn híp má, nói, Túc Bảo, con nói với cô giáo rằng con cũng biết đọc thuộc đi. Túc Bảo giơ cao tay nhỏ, cô ơi, Túc Bảo cũng làm được. Giáo viên chủ nhiệm hơi sửng sốt, nói, vậy Túc Bảo cũng đọc thuộc lòng nhé. Túc Bảo đứng dậy, ngẩng đầu đọc, cỏ mọc, én bay trời tháng 2, liễu say khói xuân, trẻ con đi học về sớm, tranh thủ đón gió đông để thả diều giấy. Cục bột nhỏ buộc hai bím tóc bé xíu. Đầu lắc lư, dù một số từ phát âm không chính xác lắm, giọng nói cũng non nớt, không được tròn giọng như Tuyết Nhi. Nhưng trông Túc Bảo vô cùng dễ thương. Cả lớp òa lên một tiếng, chỉ cảm thấy Túc Bảo rất lợi hại. Chủ nhiệm lớp nhìn Túc Bảo, trái tim bất giác tan chảy. Cô giáo vui mừng nói, Túc Bảo lợi hại quá nha, bài như này cũng đọc thuộc được, bình thường có học không con? Túc Bảo liếc Tuyết Nhi bên cạnh một cái, đáp, không ạ, con vừa mới học thôi. Sư phụ dạy cô bé rồi cô bé đọc theo. Nhưng đọc một lần Túc Bảo đã nhớ rồi. Trí nhớ của Túc Bảo rất tốt, nhưng chưa ai phát hiện ra điều này. Chủ nhiệm lớp lại khen lần nữa, rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng nhé. Cô giáo không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Tô Tử Du dẫn Túc Bảo đi ăn rồi dạy cô bé. Tiết học tiếp tục, nhưng Tuyết Nhi không sao nghe tiếp được. Trong mắt cô bé chất chứa sự khó tin và không phục, rõ ràng Túc Bảo đọc không tốt như cô bé. Sao giáo viên lại khen nhiều như vậy?
Cô bé đọc thuộc bài thơ này mất cả một buổi tối, còn Thúc Bảo lại nói chỉ mới học ban nãy, rõ là nói dối mà. Tuyết Nhi thấy bất công quá đỗi, chắc chắn do giáo viên coi trọng cái danh thiên kim nhà họ Tô của Thúc Bảo nên mới tấm tắc khen ngợi dường ấy. Nếu cô bé là thiên kim của nhà họ Tô, há chẳng phải tốt hơn Thúc Bảo nhiều sao? Đáy mắt Tuyết Nhi thoáng hiện sự đố kỵ, trong lòng lại luôn nghĩ đến một chuyện. Giết Thúc Bảo, cô bé sẽ là thiên kim của nhà họ Tô, giết Thúc Bảo, cô bé sẽ là thiên kim của nhà họ Tô. Tuyết Nhi mất khống chế, duỗi tay đẩy mạnh. Ngàn vạn lần không ngờ tới, Thúc Bảo đang nhoài người lên bàn. Tuyết Nhi đẩy vào không trung, dầm một tiếng va vào lưng ghế của Thúc Bảo. Cô giáo chủ nhiệm ngoảnh đầu lại, sao vậy? Tuyết Nhi cuống quýt ngồi thẳng dậy, nhưng động tác rất chậm chạp, như kiểu mệt mỏi lắm. Không sao đâu cô. Chủ nhiệm lớp mím môi, nhìn dáng vẻ mất tinh thần của Tuyết Nhi, không hiểu sao cứ cảm thấy kỳ quặc. Quỷ Hư Vinh liên tục đảo mắt, cảnh giác nhìn kỷ trường. Này, đây là do Tuyết Nhi tự mình động tay động chân, không phải do ta đâu nhé. Quỷ Hư Vinh nói. Nó khẽ di chuyển hồn thể khổng lồ của mình, biết rõ ở lại sẽ nguy hiểm nhưng không nỡ rời khỏi cổ Tuyết Nhi. Còn bé như vậy đã chuộng Hư Vinh và giả dối, bát tự cũng phù hợp với nó, thực sự khó tìm lắm nha. Cho nó thêm 2 ngày, nó nhất định có thể thay thế Tuyết Nhi, sống lại lần nữa. Khi ấy, cái vỏ bọc này chính là của nó rồi. Ai đến cũng chẳng làm gì được nó. Túc Bảo nói nhỏ, sư phụ, nó mập như thế thì có nhét vào hồ lô linh hồn được không? Kỷ Trường lắc đầu, không thể. Túc Bảo than thở, phổng phao công cốc rồi, thật vô dụng. Quỷ Hư Vinh. Kỷ Trường dựa vào tường, nhìn đăm đăm Quỷ Hư Vinh đầy ẩn ý. Ngươi là giáo viên của trường này hả? Hắn hỏi. Sắc mặt Quỷ Hư Vinh chợt thay đổi, mỗi lúc một bám chặt vào người Tuyết Nhi. Kỷ Trường lấy ra một tập sách nhỏ, lật qua lật lại rồi thờ ơ đọc, muốn trở thành ác quỷ phải thỏa mãn điều kiện khắc nghiệt. Túc Bảo, nghiêm túc nghe bài nhé. Đầu tiên, cái chết của ác quỷ trước đây phải là cái chết bi thảm. Chết bi thảm ở đây không phải kiểu chết bi thảm bình thường, nhảy lầu gãy tay chân, hoặc là bị xe cán, vân vân. Đều không được coi là chết bi thảm, cái chết của ác quỷ bi thảm hơn thế này. Thứ hai, sau khi chết không thể rời khỏi địa điểm tử vong vì mối âm duyên nào đó, chỉ có thể lặp đi lặp lại quá trình chết ở chính nơi đó, ngày dồn tháng chứa những oán niệm, sát, ác, rồi trở thành ác quỷ. Kỷ Trường gấp cuốn sổ lại, ta rất tò mò, rốt cuộc người đã chết như nào. Túc Bảo nghiêng đầu. Đúng rồi, chết như nào mà bành trướng khổng lồ như quả bóng thế này. Sắc mặt Quỷ Hư Vinh rất khó coi, không muốn đáp lời Kỷ Trường xíu nào. Nó không nhìn ra được Kỷ Trường là loại quỷ gì, chỉ có bản năng khiến nó cảm thấy khí thế từ Kỷ Trường rất đáng sợ. Nhưng nó đã là ác quỷ hung ác nhất trong các loại quỷ, có gì phải sợ chứ? Còn Túc Bảo thì sao? Quỷ Hư Vinh luôn cảnh giác với Kỷ Trường, nhưng chẳng coi Túc Bảo ra gì. Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Quầng thâm trên mắt Tuyết Nhi đã vô cùng nghiêm trọng. Cô bé nhìn Túc Bảo chằm chằm. Nghiến răng chất vấn, Túc Bảo, ban nãy em cố ý phải không? Cố tình né khi cô bé đẩy tay, khiến cô bé bẽ mặt. Còn cố ý cướp sự chú ý của cô bé biết đọc thuộc thì Túc Bảo cũng biết. Tuyết Nhi vô cùng tức giận. Túc Bảo khó hiểu, cố ý gì cơ? Tuyết Nhi hét lên, cố ý cướp đi sự chú ý của mọi người dành cho chị. Các bạn học kinh ngạc quay đầu nhìn Tuyết Nhi. Lúc này Tuyết Nhi mới giật mình. Giờ mới phát hiện mình đã nói hết những gì cất giấu trong lòng. Tuyết Nhi vội cất cặp sách, nghiến răng nói, không phải em nói gặp ở rừng cây nhỏ sao? Ai không đến là chó con. Nói rồi Tuyết Nhi đeo cặp rời đi. Túc Bảo lập tức nhét cụ rùa và con vẹt vào cặp rồi chạy theo Tuyết Nhi. Tô Tử Du vội nắm tay Túc Bảo, em đi đâu? Túc Bảo đáp, anh ơi đi mau lên, đi bắt quỷ. Dứt lời, Túc Bảo kéo Tô Tử Du chay. Tô Tử Du nói, đợi đợi chút. Cậu không muốn đi. Đi bắt quỷ cùng Túc Bảo là chuyện không thể, cả đời này cũng không thể. Dù cho cậu tất cả các bài toán trên thế giới, dù Einstein đứng trước mặt cậu, dù các nhà toán học và viện sĩ giải đáp bài toán cho cậu, thì cậu cũng không thể bắt quỷ được. Túc Bảo rất khỏe, kéo Tô Tử Du chạy cực nhanh. Tô Tử Du vừa bước vào trong rừng cây đã nhìn thấy Tuyết Nhi đứng ở cách đó không xa. Cô bé đang cúi đầu, eo hơi khom. Hai tay buông thõng xuống. Thấy cậu đi vào, cô bé từ từ ngẩng đầu lên rồi hao háo nhìn cậu. Tô Tử Du chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cả người như muốn nứt làm đôi.
Túc Bảo quay đầu, anh trai, anh sợ phải không, hay là anh về trước đi? Tô Tử Du đang muốn bỏ cuộc nửa đường lại đứng yên tại chỗ, bấm bụng nói, sợ ư? Anh mà sợ ư? Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh. Trên đời này không gì có thể hù dọa cậu. Tô Tử Du đang nghĩ vậy thì không rõ từ đâu truyền tới tiếng hét lớn, a. À. Tô Tử Du lập tức nhảy cẫng lên, a a a. Túc Bảo giật thót, vội chộp lấy tay Tô Tử Du đang chạy như điên ra ngoài, nói, anh ơi là Tiểu Ngũ đấy. Chỉ nghe Tiểu Ngũ trong cặp của Túc Bảo đang hát, tay trái chỉ trăng, tay phải cầm tơ hồng. Chàng với thiếp, a a a. Vì âm cao không lên được nên đoạn a a a phía sau biến thành tiếng la hét. Tô Tử Du, cậu muốn ngửa mặt lên trời để mặc lệ rơi. Lúc này, Tuyết Nhi nhẹ nhàng đi tới, bước chân nhẹ như gió thoảng mây bay, giống đi bằng đầu ngón chân. Anh Tử Du, anh cũng đến rồi à? Tuyết Nhi cười khanh khách. Tô Tử Du, những giọt nước mắt vừa trực trào ra đã nhanh chóng ráo hoảnh, thay vào đó là lông tơ dựng đứng. Mặt Tuyết Nhi tái nhợt, đôi mắt trũng sâu và quầng mắt thâm đen. Mặt Tuyết Nhi cứng đờ nhưng vẫn cố chấp muốn nặn ra một nụ cười e lệ, trông chỉ khiến người ta không gặp giá rét mà vẫn run cầm cập. Tô Tử Du cảm thấy cả người như tê dại, cậu. Túc Bảo đứng chặn trước người Tô Tử Du, chau mày nói, có chuyện gì cứ nhắm vào ta, đừng có dọa anh trai của ta. Gương mặt cục bột nhỏ phình phính sữa, nước da trắng hồng non nớt, lúc này đang lộ rõ vẻ nghiêm túc. Sư phụ, Túc Bảo ngoảnh đầu nhìn quanh. Sư phụ đâu rồi? Kỷ Trường bay từ bên ngoài vào, đến đây. Người đàn ông vận áo choàng trắng có đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ, tà khí và quyến rũ. Gọi gì vậy, hửm. Kỷ Trường đi tới, đưa tay xoa nhẹ đầu Túc Bảo. Túc Bảo hồ nghi nhìn về phía sau. Sư phụ sao thế nhỉ? Dù phạt đứng cùng cô bé thì sư phụ bảo vô vị, muốn đi lượn quanh trường học. Tiết học bắt đầu cũng chỉ vào ngồi cùng cô bé một chốc rồi lại ra ngoài. Hồi nãy còn không thấy bóng người đâu, à không thấy bóng quỷ đâu. Có điều giờ không phải lúc nghĩ tới mấy chuyện này, Túc Bảo ngẩng đầu hỏi, sư phụ, Tuyết Nhi bị sao vậy? Cục bột nhỏ hồ nghi. Theo những gì sư phụ dạy thì lẽ ra quỷ hư vinh chưa bá chiếm được vỏ bọc của Tuyết Nhi. Nhưng bây giờ Túc Bảo cảm thấy không còn bóng dáng Tuyết Nhi trong thân thể trước mặt nữa. Kỷ Trường nheo mắt nhìn Tuyết Nhi, thờ ơ nói, cái này gọi là quỷ thế thân. Quỷ nhập thân và quỷ thế thân chỉ khác một từ, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Quỷ nhập thân sống bám trên người ký chủ và gây ảnh hưởng tới ký chủ. Quỷ thế thân lại có ý đồ thao túng ký chủ, nhưng chưa hoàn toàn chiếm được cái vỏ của ký chủ. Túc Bảo gật đầu như bổ củi, ồ, hóa ra đây chính là quỷ thế thân. Mặt Tô Tử Du trắng bệch, hỏi, cái gì? Cái gì là quỷ thế thân? Cậu bé theo học khoa học công nghệ vô cùng lạnh lùng và logic kia lúc này đang thể hiện phản ứng giống một đứa trẻ bình thường. Túc Bảo giải thích lại một lượt theo những gì Kỷ Trường dạy, quỷ thế thân ấy à? Anh trai nhìn đi. Túc Bảo chỉ về phía Tuyết Nhi đang kiếng chân lên, quỷ thế thân chính là con quỷ thao túng ký chủ. Bây giờ phía sau Tuyết Nhi có một con quỷ đang nằm bò lên người chị ấy, hai chân nó chèn bên dưới gang bàn chân của Tuyết Nhi, thay Tuyết Nhi bước đi. Tô Tử Du, cậu vừa sợ vừa không thể kiểm soát ánh mắt của mình. Quả nhiên trông thấy Tuyết Nhi đang nhón chân lên, mu u bàn chân thành một đường thẳng, tóm lại là kiếng chân đứng theo cách mà người thường không thể làm được. Tô Tử Du lại muốn bỏ chạy rồi. Túc Bảo nói tiếp, thế nên khi xung quanh ta xuất hiện quỷ, tuyệt đối đừng chạy. Người không thể chạy nhanh hơn quỷ, hơn nữa khi chạy gang bàn chân nhấc lên ở phía sau, dễ dàng tạo điều kiện cho quỷ đệm chân vào. Tô Tử Du, thế cậu nên đi như thế nào? Tô Tử Du như nghe được kẻ tiểu nhân trong lòng đang điên cuồng kêu cứu tôi. Túc Bảo nghiêm túc phổ cập kiến thức, trong tình huống này, chúng ta cố gắng không để bàn chân rời mặt đất, tỉ như nhích chân để bước đi hoặc là nhảy thẳng lên hoặc là đi lùi về sau. Cục bột nhỏ nghiêng đầu nghĩ ngợi. Hình như chỉ có từng ấy cách thôi. Đương nhiên, cách tốt nhất chính là đánh chết con quỷ. Tô Tử Du chọn cách ôm chặt cánh tay Túc Bảo. Túc Bảo ngẩn người, khẽ vỗ về Tô Tử Du, anh trai đừng lo, Túc Bảo lợi hại lắm. Con quỷ này không đủ nhét kẽ răng. Túc Bảo vỗ ngực, dây buộc tóc trên đỉnh đầu tung bay trong gió. Nghe thấy lời Túc Bảo nói, quỷ hư vinh đứng bên cạnh cười khinh miệt. Dựa vào con nhóc này ư? Quỷ hư vinh chỉ kiêng dè mỗi Kỷ Trường mà thôi. Nó khống chế thân thể Tuyết Nhi, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Kỷ Trường tựa vào cây, nói, cũng chẳng có gì, dạy đồ để luyện tập chút thôi.
nhân tiện giải quyết luôn chuyện 18 mạng người bị đè ở dưới lòng sân trường. Mặt quỷ hư vinh biến sắc, đột nhiên lộ ra những chiếc răng nanh và hung hăng lao về phía kỷ trường. Bớt lo chuyện của ta đi, nước sông không phạm nước giếng, ai ai cũng là quỷ. Túc Bảo bỗng tóm lấy cổ chân quỷ hư vinh rồi ném nó về phía sau. Cô bé trưng ra bản mặt nghiêm túc, đều là quỷ, nhưng sư phụ không phải ác quỷ. Kỷ trường. Ôi, hóa ra được đồ đệ nhỏ bảo vệ là cảm giác như này đấy. Kỷ trường nói, Túc Bảo, ném nó. Túc Bảo, rõ thưa sư phụ. Cô nhóc vừa đáp lời vừa quay đầu, anh trai, bỏ tay Túc Bảo ra trước đã. Tô Tử Du đứng bên cạnh đã sớm tròn mắt ngỡ ngàng. Kế đó Túc Bảo quăng con quỷ ra xa, chỉ nghe ầm một tiếng. Một nữ quỷ khổng lồ như sumo bổ nhào ra và hiện rõ mồn một trước mặt Tô Tử Du. Cậu lại thấy quỷ rồi. Lúc này Túc Bảo đã gỡ tay Tô Tử Du ra, hai chân Tô Tử Du run rẩy, toan vịn vào cái cây bên cạnh để đứng vững. Vừa ngẩng đầu lại thấy thêm một người đàn ông trẻ đang dựa vào một gốc cây. Hắn mặc áo bào trắng, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ, không có chân. Thấy Tô Tử Du nhìn về phía mình, kẻ đó ồ một tiếng, hỏi, cậu, có thể nhìn thấy tôi ư? Tô Tử Du, Kỷ trường búng đầu ngón tay, lá bùa màu vàng mà người thường không thể trông thấy bịt kín miệng Tô Tử Du. Xuyệt, đừng làm ồn, yên lặng đứng xem nhé. Quỷ hư vinh bị Túc Bảo quăng mạnh ra xa, cả linh hồn quỷ đều thảng thốt. Nó bị một cô nhóc 4 tuổi ném bay ra xa ư. Quỷ hư vinh bò dậy, nhìn Túc Bảo đăm đăm, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Túc Bảo nghiêm túc uốn nắn, ta không phải thứ gì. À không, ta là người, là thứ. À cũng không đúng. Càng nói cục bột nhỏ càng thấy nói sao cũng không đúng, lập tức trừng mắt thỏ với quỷ hư vinh, hai má phồng lên. Quỷ hư vinh cười nhạo, chậc, đồ vật này cũng biết tức giận đấy. Túc Bảo xù lông, ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Cục bột nhỏ bỗng túm lấy chân quỷ hư vinh rồi quăng như quăng cái bao tải, quỷ hư vinh đập ầm ầm xuống đất. Quỷ hư vinh, Túc Bảo tức giận rồi. Quỷ hư vinh bị ngã, xém chút nữa hộc máu. Nó chỉ nói vu vơ một câu thôi mà, có cần phải mạnh tay vậy không? Ngươi, dầm, Túc Bảo ném quỷ hư vinh như cái bao cát, vặn con quỷ thành tròn rồi dẹp, ngã sấp mặt. Quỷ hư vinh chẳng có chút khả năng chống trả nào, cả linh hồn quỷ thức tới độ ngu ngốc luôn. Không ngờ đồ vật nhỏ mà nó coi thường nhất lại lợi hại đến vậy. Ngươi chờ chút. Không chờ. Tưởng cô bé ngốc đó hả? Sao lại phải chờ chút, chờ kẻ khác có cơ hội phản kích lại cô bé ư? Quỷ hư vinh vừa tức vừa cuống, giờ ta đang nhập vào người Tuyết Nhi, ngươi không sợ người bạn nhỏ này của ngươi bị thương sao? Quỷ hư vinh sợ rồi, muốn lấy Tuyết Nhi làm bia đỡ đạn. Nào ngờ Túc Bảo lại lắc đầu, chị ấy còn lâu mới là bạn của ta. Đánh bị thương thì đánh bị thương vậy. Kiểu gì cũng tốt hơn bị quỷ hút cạn rồi chết nhỉ. Quỷ hư vinh nghẹn họng, nghiến răng nhìn kỷ trường rồi lại nhìn Túc Bảo, quyết định bỏ chạy. Sợi dây hồng trên cổ tay Túc Bảo tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, chống đỡ cô bé và kéo quỷ hư vinh lộn trở lại. Cục bột nhỏ dốc hết sức lực túm con quỷ rồi quăng trái quật phải. Thân là ký chủ của quỷ hư vinh, Tuyết Nhi cũng bị ném sang trái và phải, nếu không phải vì Túc Bảo đang nắm lấy chân của quỷ hư vinh thay vì chân của Tuyết Nhi, cô bé đã bị đập thành bùn rồi. Nhưng cô bé cũng chẳng khá hơn chút nào, sau mấy cú ngã thì mặt sưng vù như đầu heo. Cú nện cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng ầm, khói bụi bốc lên. Cuối cùng Túc Bảo cũng tách được con quỷ ra khỏi thân thể Tuyết Nhi. Tuyết Nhi trợn trắng mắt ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Túc Bảo thở hắt ra. Tay nhỏ quệt mồ hôi trên trán, hỏi, cuối cùng cũng ra rồi. Sau đó làm gì tiếp vậy sư phụ? Mệt quá. Hóa ra bắt quỷ mệt như này. Sư phụ chẳng đáng tin chút nào, chỉ dạy cô bé mỗi chiêu thức này, chiêu này tốn sức quá. Tô Tử Du và Kỷ Trường cứng họng chố mắt, cả người và quỷ đều chết lặng. Tô Tử Du vừa mù mờ lại kinh ngạc, lẩm bẩm, lợi hại. Lợi hại quá. Em gái cậu không phải đồ mít ướt phiền phức. Mà là một Lolita bạo lực. Hệt như kiểu đại ca mặc áo chiến bào, năm ngón tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng xanh đỏ tím, thấy ai không khuất phục thì chém luôn một nhát. Kỷ trường cũng không ngờ Túc Bảo lại có sức mạnh ghê gớm thiên bẩm sức mạnh đối phó với ác quỷ, bóc tách con quỷ ra khỏi ký chủ. Đây là khái niệm gì? Dù là hắn cũng phải vận dụng chút kỹ năng và công sức mới khiến ác quỷ tách khỏi ký chủ. Không ngờ cặp sách nhỏ bạo lực chỉ cần quăng quật đã làm được rồi.
Mặc dù sợi dây đỏ cũng đóng góp một phần sức lực, nhưng sợi dây đỏ phần lớn chỉ có vai trò phụ trợ. Sức mạnh của Túc Bảo không biểu hiện nhiều ở người sống, nhưng lại biểu hiện quá rõ ràng ở quỷ. Dường như cô bé tồn tại là vì điều này. Kỷ Trường đè nén sự chấn động trong lòng, nói, khi trước sư phụ dạy con vẽ lá bùa thu quỷ, con còn nhớ không? Nhớ ạ, tuy sư phụ vẽ như chó gặm nhưng con vẫn nhớ. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Con nói nhớ là được rồi, câu sau đó khỏi cần nói nha. Túc Bảo vung vẩy ngón tay, vụng về vẽ một đường vân của lá bùa thu quỷ, một lá bùa màu vàng xuất hiện trong hư không, bao phủ lấy quỷ hư vinh, kéo mạnh về hồ lô linh hồn. Không, ta không muốn vào đó, ta không vào đâu. Quỷ hư vinh vùng vẫy gào lớn. Tại sao, sao ta nỗ lực như vậy mà vẫn nhận kết cục này? Tại sao? Túc Bảo không quan tâm lý do. Cô bé dốc sức kéo quỷ hư vinh và hồ lô linh hồn. Ánh sáng từ lá bùa màu vàng hệt như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm quỷ hư vinh, ngày càng thu nhỏ lại. Quỷ hư vinh giãy giụa, tấm lưới vàng bị căng chặt. Túc Bảo hết cách, chỉ đành dẫm lên thân thể quỷ hư vinh, sau đó ra sức kéo về sau. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật, bất đắc dĩ đỡ trán, đồ đệ ngốc. Dẫm lên người con quỷ thì khác gì mình đọ sức với chính mình. Kỷ Trường nói, Túc Bảo, tiếp theo con hỏi xem tại sao nó lại chết. Thu quỷ không chỉ có bước thu vào hồ lô linh hồn, còn phải hỏi rõ nguyên nhân. Hiểu rõ con quỷ chết như thế nào sẽ có lợi cho việc trau dồi kinh nghiệm và nhận thức. Túc Bảo ngoan ngoãn làm theo, dì mập, sao dì lại chết. Quỷ hư vinh đỏ ngầu hai mắt, trừng Túc Bảo, người mới mập, cả nhà ngươi mập. Kỷ Trường, Tô Tử Du, quỷ hư vinh điên cuồng gào thét và giãy giụa. Kỷ Trường đoán nó sẽ không nói ngay nguyên nhân cái chết, lập tức búng tay, thu hồi quỷ hư vinh về hồ lô linh hồn. Hồ lô lắc lư, thoáng nghe được tiếng kêu thảm của quỷ hư vinh, thả ta ra. Túc Bảo vỗ vào hồ lô, dì mập, giữ yên lặng chút, ở trong đó với dì xấu xí nha. Cục bột nhỏ vui vẻ lắc lư hồ lô. Một dì mập, một dì xấu xí, có phải hồ lô của cô bé sắp được lấp đầy rồi không? Túc Bảo nóng lòng hỏi, sư phụ, hồ lô của con sắp sửa đầy rồi phải không? Một con quỷ khổng lồ như vậy. Kỷ Trường xoa đầu Túc Bảo, nói, sư phụ dạy con xem. Hắn nắm lấy một ngón tay Túc Bảo, ấn ở trên thân hồ lô, nói, tập trung tinh thần. Túc Bảo tập trung tinh thần, đột nhiên, cô bé nhìn thấy không gian bên trong hồ lô. Không gian rộng lớn giống như một căn phòng lớn. Dì xấu xí đang nằm chán trường. Dì mập rậm chân, vẫn tức giận chửi bới. Con quỷ khổng lồ như ban nãy mà giờ ở trong không gian hồ lô chỉ như nhét kẽ răng. Quả thật là như vậy. Túc Bảo định thần lại, chỉ thấy quả hồ lô trên đầu ngón tay vẫn nhỏ bằng móng tay, khẽ lay động trước mặt cô bé. Cục bột nhỏ than thở, bao giờ mới đầy đây? Kỷ Trường cong môi, đùa dai, không biết, con kêu anh trai con tính thử xem. Sư phụ và đồ đệ quay đầu lại nhìn Tô Tử Du đang ở bên cạnh. Ra đầu Tô Tử Du tê dại, đừng hỏi anh. Cậu không tính toán cái thứ này đâu, đánh chết cậu cũng không tính. Yêu cầu cậu tính nữ quỷ chiếm bao nhiêu mét vuông thì thà kêu cậu từ bỏ môn toán, lý, hóa yêu thích của mình để theo học những môn nghệ thuật tự do nặng mùi và khó nhằn. Tại sao à, chẳng phải anh trai tính toán giỏi lắm ư? Tô Tử Du, không, cậu không hề lợi hại nha. Túc Bảo ngồi xổm dưới đất rồi vẽ lên nền đất, anh ơi anh xem, đây là phòng trong hồ lô, đây là gì xấu xí và gì mập. Căn phòng lớn cỡ này, dì mập dì xấu xí chừng này chấm xin hỏi cần bao nhiêu dì mập và dì xấu xí mới có thể nhét đầy hồ lô. Tô Tử Du, giả sử dì mập bằng x, dì xấu xí bằng y. Không, còn lâu cậu mới muốn tính cái này. Nhưng bàn tay của Tô Tử Du như có suy nghĩ của riêng nó, khi nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến số học, cậu lại lập tức muốn làm toán. Thể tích của nữ quỷ bằng x cộng y, trong căn phòng này, diện tích bằng, vậy. Để lấp đầy căn phòng, x19, y100. Vì vậy, em cần khoảng 19 dì mập và khoảng 100 dì xấu xí. Túc Bảo nghiêm túc gật đầu, dạ dạ, hiểu rồi. Kỷ Trường. Tính xong, Tô Tử Du chẳng nói chẳng rằng quăng luôn thanh gỗ, vờ như mình chưa từng thực hiện phép tính. Cậu nhìn đi chỗ khác và hỏi, tại sao em phải lấp đầy hồ lô? Túc Bảo ôm đầu gối, dựa đầu nhỏ vào trên đầu gối, lơ đễnh nói. Bởi vì sư phụ nói nếu không lấp đầy hồ lô, Túc Bảo sẽ bị dẫn đi. Tô Tử Du thẳng thốt, mang đi, em bị đưa đi đâu?
Túc Bảo cúi đầu cầm cành cây vẽ tranh trên đất, đi đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ quay về nữa. Tô Tử Du. Nói cách khác, không lấp đầy hồ lô linh hồn thì Túc Bảo sẽ chết. Cậu im lặng hồi lâu, rồi hỏi, vậy còn con quỷ nào như dì mập mạp kia nữa không? Nếu có thì phải nhanh chóng bắt lại, cậu không phải vì nghe Túc Bảo nói không lấp đầy hồ lô linh hồn thì sẽ chết đâu, chỉ là đang giải phương trình si mà thôi, bằng mọi cách phải tìm được đáp án, để xem kết quả cậu tính ra có chính xác hay không. Đúng vậy, chính là như thế. Đột nhiên, Kỷ Trường nhích lại gần Tô Tử Du, sâu kín hỏi, mà này, sao nhóc lại nhìn thấy ta? Tô Tử Du giật mình, đang định lên tiếng thì phát hiện người đàn ông mặc áo bào trắng trước mắt càng lúc càng nhạt dần, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cậu nhìn mà choáng váng, ngó nghiêng xung quanh, thấp giọng hỏi, Túc Bảo, sư phụ của em đi chưa? Túc Bảo nhìn vị trí bên cạnh cậu, dạ chưa ạ, sư phụ đang đứng cạnh anh đó. Tô Tử Du lập tức cảm giác sau ót lạnh buốt, giống như có ai đó vừa đặt tay lên vai mình, lông tơ vừa xẹp xuống lại dựng đứng hết lên. Cậu không dám quay đầu. Mẹ nó, không nhìn thấy gì còn kinh khủng hơn á. Chỉ nghe Túc Bảo nói, anh ơi, sư phụ hỏi anh có từng nhìn thấy đồ vật không sạch sẽ trước đây không? Sống lưng Tô Tử Du cứng đờ, đáp, không, không có. Kỷ Trường vuốt cằm, nhíu mày, kỳ lạ, sao đang không thấy lại bất ngờ thấy được ta? Quá kỳ lạ. Hắn thành quỷ mấy trăm năm nay, chưa từng gặp trường hợp nào như Tô Tử Du, trừ khi có tác động từ bên ngoài. Ví dụ như bôi nước mắt trâu lên mí mắt hoặc nhờ đạo sĩ vẽ bùa mở thiên nhãn tạm thời. Nhưng vừa rồi Tô Tử Du nói, cậu bỗng nhiên nhìn thấy. Một là quỷ nhãn trời sinh, hai là không thấy gì mới đúng. Lạ quá, lạ quá. Kỷ Trường vừa lẩm bẩm vừa lật sách. Gặp chuyện không giải quyết được cũng không cần hoảng hốt, đọc sách tìm đáp án thử xem. Đúng lúc này, bên ngoài rừng cây nhỏ truyền đến tiếng ồn ào. Tô Nhất Trần và hiệu trưởng. Còn có các thầy cô đã tới. Phía sau còn có Tô Tử Chiến và Tư Diệc Nhiên, Đường Tử Hàng và ba cậu ta Đường Điền Điền, mẹ Tuyết Nhi. Mọi người liếc mắt đã thấy Tuyết Nhi đang hôn mê bất tỉnh dưới đất, Tô Tử Du và Túc Bảo thì đang ngồi xổm bên cạnh. Chẳng qua, hai đứa này đang tính cái gì đây? Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn phương trình si trên mặt đất. Túc Bảo, Tô Nhất Trần bước nhanh lên trước, quan sát Túc Bảo một vòng từ trên xuống dưới, con không sao chứ? Túc Bảo lắc đầu, dạ con không có chuyện gì ạ. Phía sau, cô Vương dạy tiếng Anh khoang tay lải nhải, tôi đã nói là tôi không biết rồi mà, liên quan gì đến tôi. Nhìn đi, tự con bé chạy tới chỗ này, trách người khác được chắc. Hóa ra là sau khi tan học, các bạn đều đi xếp hàng chờ phụ huynh đón trước cổng trường, cô chủ nhiệm phát hiện thiếu mất Tô Tử Du, Túc Bảo và Tuyết Nhi. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng tiến tới ôm con mình lên, Tuyết Nhi. Cả người cô bé dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, suýt nữa thì mẹ ruột như cô ta cũng không nhận ra. Tuyết Nhi từ từ tỉnh lại, bỗng nhiên hức một tiếng òa khóc. Đau đau đau, đau quá. Lúc này mẹ Tuyết Nhi mới phát hiện trên mặt cô bé đầy vết thương, cánh tay và bắp chân cũng bị chảy ra. Mặt mũi bầm dập, răng cửa rớt mất một cái, vành mắt tím đen, xấu hơn cả chư bát giới. Chuyện gì thế này, mẹ Tuyết Nhi muốn nổi giận nhưng nhắc thấy Tô Nhất Trần đang ở đây. Cô ta đành cứng rắn nuốt lại lời chỉ trích đã sắp trực trào. Đây là người nhà họ Tô đấy. Chỉ nghe cô ta đổi giọng, hỏi, là Tuyết Nhi đã làm sai chuyện gì à con? Tuyết Nhi vô cùng tủi thân, cô bé có làm gì sai đâu. Cô bé còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong rừng cây nhỏ rồi, còn bị đánh thành đầu heo như này. Tại sao mẹ cô bé không giống như cậu Túc Bảo, mặc kệ chuyện gì cũng đều bảo vệ cô bé trước tiên? Nghĩ tới đây. Tuyết Nhi càng khóc dữ dội hơn. Tô Nhất Trần nhìn Tô Tử Du, đã xảy ra chuyện gì? Túc Bảo cúi đầu như đứa trẻ vừa làm sai, đang định lên tiếng thì Tô Tử Du đã lạnh lùng nói, là con đánh. Mẹ Tuyết Nhi ngơ ngác, tại sao? Tô Tử Du đút hai tay vào túi quần, hừ một tiếng, cậu ấy chọc em gái con, mách lẻo em ấy chuyển giấy trong giờ học, tan lớp lại kéo con đến rừng cây tỏ tình. Mới tí tuổi đầu đã bắt trước lão yêu quái Bạch Liên ngàn tuổi, còn dám yêu thầm con. Không đánh, giữ lại ăn Tết à? Mọi người. Đầu tiên Tô Tử Du nói chuyện tất cả mọi người đều biết, đương nhiên là đã giấu giếm một số chi tiết, tránh để người khác nghi ngờ, sau đó ôm hết những điểm quan trọng về mình. Mẹ Tuyết Nhi vội la lên, cho dù như vậy thì cháu cũng không nên đánh con gái cô mạnh bạo như thế chứ. Tuyết Nhi thích cậu đấy,
được người khác thích là chuyện tốt mà, sao lại đánh người? Tô Tử Du hừ hừ, thế vẫn còn nhẹ chán. Cô Vương đứng bên ngoài khoanh tay, nhíu mày nói, Tuyết Nhi tố cáo các em chuyển giấy trong lớn có oan ức cho các em không? Em còn dám ngụy biện, bản thân mắc lỗi còn đánh người tố giác. Tô Tử Du cười khẩy, đúng vậy, Tuyết Nhi tố giác không sai, thế nhưng em cứ muốn đánh cậu ta đấy, thế nào? Cô Vương nghẹn họng không nói nên lời. Đường Tử Hàng đầy mặt hâm mộ, châu bò, sau này Tô Tử Du sẽ là đại ca của cậu ta. Vốn dĩ cậu ta truyền giấy cho Túc Bảo để hỏi sau giờ học có thể sờ tiểu ngũ và cụ rùa của bé được không, ai ngờ Tuyết Nhi lại to giọng báo cáo, hại cả đám bị phạt đứng 45 phút. Đường Tử Hàng nhỏ mọn cũng thấy khó chịu. Tô Nhất Trần thản nhiên lên tiếng, quả thật không nên đánh nhau, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nhìn Khúc Hưởng, xin lỗi công khai, nói tiểu thư nhà họ Lam kéo tiểu thiếu gia nhà họ Tô vào rừng cây tỏ tình, tiểu thiếu gia không chịu nên đánh tiểu thư nhà họ Lam một trận. Nhà họ Tô vô cùng xin lỗi, đồng thời sẽ bồi thường 10 triệu tệ tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần. 10 triệu không phải là con số nhỏ, thế nhưng đối với nhà họ Tô mà nói, số tiền này chẳng thấm vào đâu. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng ngăn cản, không cần, không cần. Nếu công khai như thế thì Tuyết Nhi mất hết mặt mũi rồi còn đâu. Cô ta vô cùng ấm ức, rốt cuộc bọn họ muốn thế nào chứ? Có ai xin lỗi như vậy à? Nhưng người ta lại khăng khăng muốn xin lỗi và bồi thường công khai, cô ta không thể soi ra được bất cứ sai sót gì. Mẹ Tuyết Nhi nở nụ cười dối trá, trẻ con ấy mà, cãi nhau rồi xô xát là chuyện bình thường, không có việc gì, không có việc gì. Tuyết Nhi khóc lóc, mẹ ơi, con không có. Mẹ Tuyết Nhi thấp giọng quát, ngậm miệng, im lặng cho mẹ. Tuyết Nhi lập tức mếu máo, nước mắt vẫn cứ rơi lộp bộp. Tô Nhất Trần lạnh nhạt nói, vậy thì tốt. Nếu sau này bà Lam hối hận có thể liên lạc với trợ lý của tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, anh ôm Túc Bảo, dẫn Tô Tử Du, Tô Tử Chiến rời đi. Cô Vương mắng thầm đúng là cậu ấm cô chiêu. Thành tích học tập của Tô Tử Du rất tốt, thế nhưng cậu giỏi môn khác, tiếng Anh chỉ được 90 điểm mà thôi, trong mắt cô Vương chính là học sinh kém, bởi vậy cô ta cũng không ưa gì Tô Tử Du. Đột nhiên, Tô Nhất Trần đang đi phía trước chợt dừng chân, quay đầu nhìn cô Vương chằm chằm bằng sắc mặt lạnh lẽo. Hiệu trưởng Lý, ông định xử lý cô Vương thế nào? Đáy lòng cô Vương lập tức kêu lộp bộp. Có lầm không? Chuyện này cũng tính lên đầu cô ta được á? Cô ta chỉ không luồn cúi thiên vị, ngay thẳng công bằng làm theo quy định cũng sai ư. Nhà họ Tô lại giận cá chém thớt với cô ta. Trong lòng cô Vương cảm thấy rất tức giận và bất bình. Nhưng đến giờ phút này rồi, cô ta vẫn cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả. Dù sao thì cô ta chính là giáo viên tiếng Anh có thành tích tốt nhất toàn trường đấy. Trường tiểu học tư lập quốc tế Ngũ Tượng dựa vào cô ta mới có thể chiến thắng trước đối thủ là trường tiểu học công lập Thành Bắc. Dù rằng ngoài mặt hiệu trưởng đáp ứng nhưng chắc chắn ốc ta vẫn sẽ che chở cho cô ta. Hiệu trưởng Lý đang giả chết ở bên cạnh cũng không còn cách nào khác, vội vàng nói, lần này cô Vương cũng không đúng, chưa phân rõ phải trái đúng sai đã dùng cách phạt về thể xác đối với học sinh, quả thật phải xử phạt. Cô Vương không thể tin được, hiệu trưởng Lý, tôi chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của một giáo viên mà thôi. Cũng là do tôi có trách nhiệm đối với học sinh nên mới phạt em ấy. Tô Nhất Trần lạnh giọng nói, chưa phân rõ phải trái đúng sai đã dùng cách phạt về thể xác đối với học sinh, căn cứ vào thành tích học tập của học sinh để phân biệt đối xử. Dán thành tích học tập của học sinh lên bảng đen, công khai phân biệt đối xử, đả kích học sinh. Như vậy mà gọi là có trách nhiệm ư? Cô Vương kích động nói. Từ xưa đến nay làm gì có học sinh nào không bị ăn mắng ăn đánh mà có thể trở nên xuất sắc chứ? Tôi đều là vì muốn tốt cho học sinh thôi. Nói trắng ra, chẳng qua mấy người là vì Thúc Bảo nên mới xử phạt tôi còn gì. Mấy người ác độc quá rồi đó. Tô Nhất Trần cười lạnh, thế ư? Ngay lúc ban nãy, Khúc Hưởng đã tra xong toàn bộ thông tin của cô Vương. Khúc Hưởng đọc thông tin lên, 2 năm trước, cô Vương tặng quà hối lộ cho chủ nhiệm khoa nhưng bị từ chối. Bị phạt viết bản kiểm điểm một lần. Kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay, cô Vương mượn chức vụ giới thiệu học sinh đến các lớp phụ đạo bên ngoài nhà trường để lấy phí giới thiệu trung gian. Tô Nhất Trần lạnh lùng liếc cô Vương một cái, không thèm nhìn hiệu trưởng Lý chút nào. Anh chỉ để lại một câu, giáo viên có phẩm hạnh như vậy, nếu hiệu trưởng Lý không tiện xử lý cũng không sao, tôi sẽ khiếu nại lên trên. Còn nữa, về việc đầu tư xây dựng trường học lần này, tôi sẽ xem xét lại một lần nữa. Quyên góp tiền cho trường là vì điều gì chứ?
quả thật cũng có một phần là vì muốn làm việc thiện. Nhưng nói thật ra, chắc chắn cũng là vì hy vọng con cái nhà mình sẽ được chăm sóc nhiều hơn một chút khi đi học tại trường rồi. Hiệu trưởng Lý. Nhìn Tô Nhất Trần nghênh ngang rời đi, hiệu trưởng Lý sắp hộc máu tới nơi rồi. Cô Vương vẫn còn đang tức giận bất bình, hiệu trưởng Lý, bọn họ hung hăng quá đáng thật sự. Hiệu trưởng Lý cả giận nói, cô câm miệng đi, mau thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi trường học cho tôi. Cô Vương sợ ngây người, lần này là thật sao? Cô ta vội vàng nói, hiệu trưởng Lý, ngài không thể làm như vậy. Ngài xem, sắp phải thi giữa kỳ rồi, đang là thời điểm quan trọng nhất. Hiệu trưởng Lý đi thẳng luôn. Nửa tiếng sau, cô Vương cầm theo đồ đạc của mình, chật vật bị đuổi ra khỏi trường học. Các phụ huynh ở xung quanh đều đồng loạt quay sang nhìn cô ta lập tức cảm thấy mình giống như những học sinh đã bị cô ta đuổi ra ngoài đứng lẻ loi khi trước. Xấu hổ, giận dữ, mất mặt, bất an. Dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh. Hừ, tôi đây còn không nỡ nặng lời với con gái mình. Vậy mà cô ta còn dùng cách xử phạt về thể xác cơ đấy. Từ lâu tôi đã thấy khó chịu với cô ta rồi. Tôi cứ tưởng rằng cô ta có cơ to lắm. Giới thiệu học sinh đến các lớp phụ đạo bên ngoài nhà trường để nhận tiền phí trung gian. Chậc chậc, thế mà cũng xứng làm giáo viên à. Cô Vương chạy trối chết. Lần này cô ta không chỉ bị đuổi việc mà còn bị hủy bỏ tư cách làm giáo viên theo quy định của pháp luật. Vậy thì sau này cô ta biết phải sống thế nào đây? Giải phân cách. Tô Nhất Trần ôm Thúc Bảo, bờ vai dày rộng vững vàng che chở cho cục bột nhỏ, bước đi không nhanh không chậm. Tô Tử Chiến, Tô Tử Du đi theo phía sau, Tô Tử Du vẫn còn đang xị mặt cầm lấy cặp sách của Túc Bảo. Túc Bảo muốn nói lại thôi. Cậu cả. Thật ra Túc Bảo cũng không bị phạt đứng quá lâu á. Ngược lại, bé còn được đi ăn một bữa thịnh soạn với anh trai nữa á. Giọng nói Tô Nhất Trần hơi dịu lại, không liên quan đến Túc Bảo. Lời này cũng là để an ủi Túc Bảo. Cô Vương đúng là nên bị trừng phạt nhưng sao có thể không liên quan đến Túc Bảo được chứ? Khúc Hưởng đã hỏi thăm mấy bạn học sinh, cô Vương không chỉ dùng cách xử phạt về thể xác đối với Túc Bảo, còn mắng Túc Bảo ngay trên lớp. Nói bé vừa trở về đã khiến cho Tô Tử Lâm và Vệ Uyển ly hôn. Anh bỏ qua cho cô Vương mới là lạ. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Tô Nhất Trần như một lưỡi dao sắc bén, việc cần làm hôm nay đã làm hết rồi, thái độ của anh cũng rõ rành rành. Ai dám bắt nạt thiên kim nhà họ Tô, anh chắc chắn sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Cho dù người khác có nói nhà họ Tô của anh ngang ngược, thế thì đã sao? Đi thôi, cậu cả dẫn con đi dạo phố, không phải Thúc Bảo nói rằng muốn mua đồ à? Thúc Bảo lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, gật đầu như gà con mổ thóc, dạ dạ dạ. Muốn mua ngân châm, để chữa chân cho bà ngoại. Để bà ngoại có thể đứng lên nhảy múa trên quảng trường. Đột nhiên bé nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi, cậu cả, chúng ta không ngồi xe của trường ạ. Chiếc xe màu vàng tranh xinh xắn đáng yêu sắp rời bến rồi. Tô Nhất Trần nhìn Tư Diệc Nhiên đang xếp hàng để lên xe của trường, nói, không ngồi. Chúng ta đi dạo phố luôn. Túc Bảo, dạ tương đương. Tư Diệc Nhiên đeo cặp sách, từ xa liếc Túc Bảo một cái. Cục bột nhỏ cười đến cặp mắt cong cong, hai má núng nính, lúc cười bên khóe miệng còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu nữa. Lúc đang thất thần, chợt cậu nhìn thấy Túc Bảo nhìn qua bên này, vẫy tay với mình. Tư Diệc Nhiên sửng sốt, theo bản năng vẫy tay đáp lại. Sau đó bước chân trong vô thức, đi thẳng lên xe của trường. Đường Điền Điền ở bên cạnh cuối cùng cũng bắt được cơ hội sắp tới, tươi cười nói, chào Tổng Giám Đốc Tô, chào Tiểu Thư Túc Bảo. Ông ta vừa nói vừa đẩy đầu Đường Tử Hàng một phen, mau chào hỏi đi. Đường Tử Hàng đành phải làm theo, chào chú Tô, chào Túc Bảo. Tô Nhất Trần nhìn về phía Đường Tử Hàng. Cậu nhóc đã truyền giấy cho Túc Bảo trong lớp rồi sau đó cùng bị phạt đứng ư. Người ta thường nói nếu trong nhà có con trai, nhìn bé gái nào cũng thấy giống con dâu nhà mình. Nhưng nếu trong nhà có con gái, nhìn ai cũng thấy giống tên nhãi danh sẽ cũa mất bé ngoan nhà mình. Cậu cả híp mắt, mặt không chút thay đổi, có chuyện gì? Đường Điền Điền khụ một tiếng, nói, thì là, tôi muốn nhờ Tiểu Thư Túc Bảo giúp một chuyện. Tô Nhất Trần nhíu mày, nhờ Túc Bảo giúp. Túc Bảo tò mò hỏi, chuyện gì ạ? Đường Điền Điền thở dài, ngày đó tôi có nghe bọn họ nói, Tiểu Thư Túc Bảo đã cứu được Tiểu Thiếu Gia Tư. Là như này, mẹ của tôi cũng hôn mê đã lâu nhưng vẫn chưa thấy tỉnh lại, nên tôi muốn nhờ Tiểu Thư Túc Bảo đến xem giúp tôi.
nhìn mặt của Đường Điền Điền, không biết tại sao Túc Bảo lại nhớ tới bà lão mặc bộ quần áo kiểu thời Đường màu xanh thẫm ấy. Kỷ Trường đột nhiên nói, mẹ già, không phải là bà lão mà con đã mơ thấy đó chứ? Túc Bảo nhỏ giọng trả lời, sư phụ, con cảm thấy là bà ấy đó. Mặt của ông chú giống hệt bà lão, đều rất điêu luyện sắc sảo. Khóe miệng Kỷ Trường giật giật. Nhìn thử Đường Điền Điền, quả thật rất điêu luyện sắc sảo. Đồng ý với ông ta đi, ngày mai đi xem. Túc Bảo gật đầu, nói, được rồi, ngày mai đi xem. Đường Điền Điền sửng sốt, chợt cực kỳ vui mừng, ông ta không ngờ Túc Bảo lại đồng ý đến thật. Bên kia, Tuyết Nhi đã rời đi ghé vào trong lòng ngực của mẹ mình, khóc đến rứt ruột xé gan. Mẹ, con đâu có làm gì sai đâu. Tuyết Nhi khóc, có phải em Túc Bảo không thích con đúng không, nên đã nói linh tinh với anh Tử Du về con, anh ấy mới đánh con. Mẹ Tuyết Nhi thở dài một tiếng, nói, Tuyết Nhi, ráng nhịn đi con. Có lẽ chúng ta không nịnh bợ được nhà họ Tô rồi, hiện tại xem ra nhà họ Tư mới là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Mục tiêu hiện tại của bọn họ là Tư Diệc Nhiên. Nếu để tất cả mọi người biết chuyện Tuyết Nhi tỏ tình với Tô Tử Du xong lại bị đánh, sau này Tuyết Nhi biết phải ở bên Tư Diệc Nhiên như thế nào đây? Tuyết Nhi khụt khịt, tỏ ra ngoan ngoãn, con biết rồi mẹ. Nhưng cô bé thật sự cảm thấy rất đau, cảm giác mình như bị người ta hung hăng đè xuống mặt đất, xương cốt đau nhức. Bởi vì đau như vậy nên sao Tuyết Nhi có thể không oán hận cho được? Cô bé cực kỳ oán hận Túc Bảo. Lần này rõ ràng là cô bé bị bắt nạt, nhưng Túc Bảo có người cưng chiều bảo vệ, còn cô bé lại phải nhẫn nhịn. Dựa vào gì chứ? Túc Bảo theo cậu cả đi dạo trên phố một vòng, ăn một cây kem, hai hộp dâu tây bơ sữa, một cái bánh su kem, còn có cả cánh gà nướng, chân gà rán, móng giò kho tộ. Cuối cùng thì đi mua ngân châm. Bấy giờ bé mới cảm thấy mãn nguyện quay trở về nhà. Bà cụ Tô cười ha ha, Túc Bảo về rồi đấy à, đúng lúc ăn cơm. Túc Bảo lắc đầu, bà ngoại, bụng Túc Bảo tròn vo rồi. Bà cụ Tô ồ một tiếng, con đã ăn gì thế? Túc Bảo nhìn thẳng, ăn 10 bát cơm ạ. Bà cụ Tô vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, Túc Bảo, nói dối là không tốt. Túc Bảo đành phải ngoan ngoãn đáp, bà ngoại, vậy bà đừng mắng con nhá. Thật ra con đã ăn một cây kem, hai cái bánh su kem, hai hộp dâu tây. Cục bột nhỏ bẻ ngón tay, liệt kê mấy món mà mình đã ăn một lượt. Bà cụ Tô. Túc Bảo nhanh chóng liếc nhìn bà cụ Tô một cái, bà ngoại, bà đã nói là sẽ không tức giận mà. Bà cụ Tô an ủi nói, yên tâm, bà ngoại không tức giận. Nhưng mà lần sau không được ăn như vậy, trẻ con phải ăn cơm mới có thể lớn được. Túc Bảo vui sướng hôn bẹp phát lên mặt bà cụ Tô, nói, dạ vâng bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại. Bà ngoại thật tốt. Bà ngoại tốt như vậy, bé nhất định phải mau mau học trung y, chữa khỏi chân cho bà ngoại. Cục bột nhỏ vui vẻ đi lên tầng. Lúc này bé cảm nhận được bên trong hồ lô linh hồn có động tĩnh, vội vàng chạy về phòng xem. Bà cụ Tô nhìn Túc Bảo trở về phòng bằng ánh mắt nhu hòa, vừa mới quay đầu lại, lập tức mắng Tô Nhất Trần té tát, con cũng thật là, sao lại cho con bé ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, trẻ con không hiểu chuyện thì đã đành, con là người lớn mà không cũng không hiểu chuyện là sao. Tô Nhất Trần sờ mũi, là Túc Bảo ăn mà, sao lại mắng anh vậy? Anh nói, Túc Bảo nói muốn ăn. Cục bột nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt trông mong, cặp mắt to tròn lấp la lấp lánh, ai có thể cưỡng lại được chứ? Bà cụ Tô tiếp tục phê bình, trẻ con nói muốn là con cho luôn à? Con phải học được cách nói lời từ chối chứ? Không có chút nguyên tắc nào cả, cũng là do bà không ở bên cạnh thôi, nếu bà mà ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ không để anh sằng bậy như vậy. Tô Nhất Trần khụ một tiếng, con còn có cuộc họp. Nói xong anh lập tức chạy biến. Bà cụ Tô trừng mắt. Nếu nói rằng, từ lúc đầu Túc Bảo chỉ là nơi bà gửi gắm tình cảm đối với Ngọc Nhi. Nhưng hiện tại, đã dần dần trở nên khác trước. Từ lâu Túc Bảo đã không còn là nơi gửi gắm tình cảm và đền bù tiếc nuối nữa rồi, mà là bé cưng được nhà họ Tô nâng niu trong lòng bàn tay hàng thật giá thật. Không ăn cơm thì làm sao có dinh dưỡng chứ? Bà cụ Tô cứ lầm bầm mãi, vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa khuya. Trên tầng, Tô Tử Du bình tĩnh thản nhiên đi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà uống một chén nước. Sau đó lại bình tĩnh thản nhiên đi lên tầng, đi ngang qua phòng của Túc Bảo. Mới vừa vào phòng của mình chưa được bao lâu, cậu lại mở cửa đi ra, xuống dưới tầng lấy một hộp sữa bò. Tô Tử Chiến ngồi trên sofa ở tầng thấy vậy thì nhíu mày, có phải em muốn đi tìm Túc Bảo đúng không?
muốn đi thì đi đi. Cứ đi tới đi lui, khiến cậu ấy nhìn đến chóng cả mặt. Tô Tử Du xì một tiếng, ai muốn đi tìm nhóc ấy chứ? Em chỉ đang thấy khát nên muốn uống nước thôi, còn lâu em mới muốn tìm nhóc ấy nhá. Tô Tử Chiến lẳng lặng nhìn cậu cãi chày cãi cối. Cuối cùng khi Tô Tử Du đang đi qua đi lại, đi đến khi sắc trời bắt đầu trở nên tối dần, cậu mới đến gõ cửa phòng Túc Bảo. Vào đi, giọng nói nũng nịu của Túc Bảo truyền đến. Tô Tử Du như đang chuẩn bị đối đầu với xã hội đen, lo lắng nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Phòng đối diện. Tô Tử Chiến với gương mặt vô cảm, giơ điện thoại lên. Ha ha, này thì cứng mồm cứng miệng. Tô Tử Chiến không thể hiểu, sao Tô Tử Du mới ở cùng Túc Bảo nửa ngày mà lúc về đến nhà đã thay đổi rồi. Em gái phiền phức như vậy, nếu là cậu ấy thì chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Tô Tử Chiến bĩu môi, đóng cửa phòng lại bắt đầu đọc sách. Lúc Tô Tử Du bước vào phòng, nhìn thấy Túc Bảo đang nằm ở trên giường. Bé giơ cao chân lên, nhìn ngón chân mình rồi bắt đầu rung lắc. Tô Tử Du, em đang làm gì vậy? Túc Bảo lắc lắc cặp chân ngắn của mình, em đang giảm béo. Tô Tử Du. Tô Tử Du nói không ra lời, em mới mấy tuổi chứ, trẻ con sao lại muốn giảm béo? Giảm béo là sẽ mất khuôn mặt tròn vo, sẽ không còn đáng yêu nữa. Như hiện giờ là tốt nhất, giống một quả cà chua. Túc Bảo thả chân xuống, dạng chân nằm hình chữ X ở trên giường, thôi được rồi. Nếu không giảm cân nữa, thế thì lát nữa em sẽ chỉ ăn thêm một bát cơm thôi vậy. Nếu không ăn chút nào, bà ngoại sẽ lo lắng. Tô Tử Du khiếp sợ, em còn muốn ăn thêm một bát cơm nữa á. Bé con giỏi lắm, người khác giảm béo là để có được thân hình thon thả, bé giảm béo lại là để có thể ăn nhiều hơn. Rõ ràng hồi chiều đi dạo phố, bé cũng đã ăn hết cả một con phố rồi. Túc Bảo chọc chọc cái bụng nhỏ tròn vo, có chút buồn rầu. Ôi trời! Sao cái bụng lại bé vậy chứ? Tại sao từ cổ trở xuống lại không thể là bụng hết vậy? Tô Tử Du. Túc Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng rồi gì mập mạp, gì chết như thế nào vậy? Phình to như vậy, chắc là do ăn no căng đến chết hả? Túc Bảo nhìn ra sau lưng Tô Tử Du. Sống lưng Tô Tử Du cứng đờ, gì mập mạp ở nơi nào? Không phải là, ở sau lưng của cậu đó chứ? Túc Bảo chỉ vào sau lưng cậu, ngay sau lưng anh. Ở trên đỉnh đầu ấy. Dùng vẻ mặt đáng yêu dễ thương nhất, nói ra mấy câu khiến người ta rợn tóc gáy nhất. Tô Tử Du gần như lao thẳng đến bên cạnh Túc Bảo, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở bên cạnh bé. Túc Bảo hoảng sợ, anh trai, anh sợ lắm hả? Tô Tử Du mím môi, làm gì có chuyện đó, chỉ là anh đứng lâu nên thấy mỏi chân quá, muốn ngồi nghỉ một chút. Túc Bảo nhìn Tô Tử Du, lại nhìn cái ghế sofa ở bên cạnh. Nếu thấy mỏi chân thì có thể ngồi ghế mà nhưng cậu lại ngồi ở bên cạnh bé. Túc Bảo nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Lần sau anh mà thấy mệt nữa thì nói thẳng ra nè. Tô Tử Du. Lần sau, không có lần sau. Tô Tử Du vì để che giấu sự xấu hổ, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế sofa ở bên cạnh. Vậy hỏi được chưa, gì mập mạp chết như thế nào? Rốt cuộc thì Tô Tử Du vẫn không thể kìm nén sự tò mò trong lòng. Nữ quỷ phình to lên như một võ sĩ sumo, rốt cuộc đã chết như thế nào? Lần đầu tiên Tô Tử Du tiếp xúc với ma quỷ, từ buổi tối hôm đó nhìn thấy nữ quỷ xấu xí, cậu đã cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn hết cả. Như thể đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Sợ hãi nhưng lại không nhịn được mà muốn biết. Giờ này khắc này, con quỷ hư vinh đang bị kỷ trường trấn áp. Miệng nó ngoác rộng, vẻ mặt dữ tợn. Kỷ trường vươn tay kéo nữ quỷ Lý Mai từ miệng nó ra ngoài. Miệng Túc Bảo há thành hình chữ O, oa, quả thật có thể lôi ra được kìa. Tô Tử Du khó hiểu nói, lôi cái gì ra cơ? Túc Bảo nói, ban nãy gì mập mạp ăn mất gì xấu xí, sư phụ đang kéo hai bọn họ ra. Bé thấy vậy thì rất gấp gáp. Thêm một con quỷ là có thể lấp đầy hồ lô linh hồn nhanh hơn một chút, đương nhiên không thể ăn rồi. Ăn thì sẽ từ hai biến thành một, thế là bé lại phải bắt thêm một con quỷ nữa. Sau đó sư phụ đã bảo bé không cần phải lo lắng, bấy giờ bé mới vừa giảm béo vừa chờ sư phụ kéo gì xấu xí từ trong bụng gì mập mạp ra. Nhưng Tô Tử Du hiểu lầm. Hiện tại cậu không nhìn thấy ma quỷ, tự động tưởng tượng ra cảnh nữ quỷ xấu xí bị con quỷ hư vinh lôi ra ngoài, tự dưng nghĩ đến cảnh ngày đó mình đi vệ sinh đã chun đít làm rớt phân. Khóe miệng Tô Tử Du giật giật.
trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Sau khi bị nhổ ra, Lý Mai Hòa một tiếng bật khóc, tố cáo, nó ăn ta, không ngờ nó lại ăn ta. Ai cũng là quỷ bị bắt, nó làm thế là dở trò ức hiếp. Quỷ Hư Vinh bị ghì xuống ở bên khác, hoàn toàn bất động, cười lạnh, muốn chém muốn giết cũng dứt khoát cho ta được giải thoát. Bằng không ta sẽ khiến các người cả đời không được yên ổn. Hai mắt nó đỏ ngầu, hằn học nhìn Túc Bảo. Kỷ Trường bỗng giơ tay lên chém một phát như đập hạt dẻ. Đồ đệ của bổn đại nhân mà ngươi cũng dám uy hiếp ư? Đầu Quỷ Hư Vinh bị chém đứt rồi bay ra xa, lăn lông lốc tới chân Tô Tử Du. Túc Bảo há hốc miệng, mắt dõi theo cái đầu của dì mập. Cuối cùng ánh mắt cô bé dừng lại trước người Tô Tử Du. Tô Tử Du nuốt nước miếng, em, đang nhìn gì thế? Túc Bảo chỉ tay vào đầu Quỷ Hư Vinh, đầu của dì mập lăn tới chân anh rồi kìa. Tô Tử Du, cậu lập tức đứng dậy rồi ngồi sát cạnh Túc Bảo. Hai, ngồi ghế hơi khó chịu, anh vẫn thích ngồi đây hơn. Túc Bảo gật đầu, em hiểu mà. Tô Tử Du đã không còn muốn giải thích gì nữa rồi. Kỷ Trường giơ tay lên, đầu của Quỷ Hư Vinh lại bay về. Hắn ngồi xếp bằng, chống cằm, nói, vì sao ngươi chết? Quỷ Hư Vinh cười lạnh, không cần hỏi nữa, ta sẽ không nói đâu. Kỷ Trường giơ tay vỗ một cái vào đầu Quỷ Hư Vinh, sau đó kéo nó lại như chơi yo-yo. Tại sao lại chết? Nữ quỷ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Tuy quỷ có thể kéo đầu xuống, nhưng không có nghĩa là đầu quỷ bị Kỷ Trường hết vỗ lại kéo như này sẽ không vấn đề gì, Kỷ Trường không phải quỷ bình thường. Ngươi, Quỷ Hư Vinh tức giận. Kỷ Trường lại vỗ đầu nó ra ngoài. Ồ, không nói hả? Quỷ Hư Vinh, chơi đùa ư? Túc Bảo đứng bên cạnh mở tròn hai mắt. Còn có thể làm vậy ư? Kiến thức ngày thường sư phụ dạy vô ích thật. Kỷ Trường nói, cặp sách nhỏ, đến lượt con. Quỷ Hư Vinh lập tức nhớ tới cảnh tượng bị Túc Bảo quăng quật dưới đất, nói thì nói. Làm gì phải động tay động chân? Cô nhóc quỷ dị này còn đáng sợ hơn cả Kỷ Trường. Khi đọ sức với Túc Bảo, Quỷ Hư Vinh hoàn toàn không có khả năng chống trả. Quỷ Hư Vinh chỉ cảm thấy ấm ức không thôi, bất đắc dĩ nói, ta là Lý Nhược Bình, trước đây là một tiểu thư nhà giàu. Túc Bảo lập tức hỏi, thật sao? Quỷ Hư Vinh lại nói, ta đã làm việc chăm chỉ để trở thành một người giàu có. Túc Bảo và Kỷ Trường nhìn cô ta đầy hồ nghi. Trực giác của nhóc Túc Bảo nói cho cô bé biết, Quỷ Hư Vinh đang nói dối. Kỷ Trường chỉ biết câm nín, không hổ là Quỷ Hư Vinh, đến bước này rồi còn chuộng Hư Vinh như vậy. Cuối cùng, Quỷ Hư Vinh chỉ đành nói, khi còn sống, ta làm việc ở một xưởng in. Hóa ra, Lý Nhược Bình là một nữ công nhân trong một xưởng in, ngày ngày làm trong xưởng. Nhưng nó khá may mắn, một lần tăng ca muộn, tình cờ gặp được con gái của giám đốc nhà máy, cô gái kia tốt bụng cho nó đi nhờ xe, sau đó hai người trở thành bạn bè. Mối quan hệ của ta và cô ấy ngày càng tốt đẹp. Người bạn thân nhất của ta thường đưa ta về nhà ăn tối. Quỷ Hư Vinh liếm môi, lúc đó ta mới ý thức được, hóa ra thịt bò có mùi vị khác, thịt tôm cũng đầy đặn rắn chắc. Từ trước đến giờ, ta luôn nghĩ rằng con tôm rỗng một nửa bên trong. Kỷ Trường hiểu Quỷ Hư Vinh đang nhắc đến tôm chết. Tôm chứa nhiều histidine, đây là nguyên nhân khiến tôm có mùi vị thơm ngon nhưng khi chết sẽ nhanh chóng bị vi khuẩn phân hủy, ôi thiêu, lúc này thịt tôm nhũn ra và có mùi hăng. Loại tôm này thường được các quán ăn nhỏ hoặc quán ven đường mua về, tẩm ướp rất nhiều gia vị để át mùi ôi thiêu, khi ăn gần như chỉ có cái vỏ rỗng. Túc Bảo hỏi, sau đó thì sao? Tô Tử Du đứng bên cạnh thầm sốt ruột. Thật là... Khi không muốn thấy quỷ thì quỷ lù lù hiện ra dọa chết người, giờ muốn nghe lý do Quỷ Hư Vinh chết thì lại không nghe được, chỉ đành chờ Túc Bảo hỏi xong. Quỷ Hư Vinh nói, bạn thân của ta đưa cho ta quần áo cô ấy không mặc cùng một số túi sách và đồ trang sức. Lúc đầu nó thật sự rất vui, dù đó là quần áo bạn thân không muốn thì cả đời nó cũng không mua được. Quên chưa nói, ba của cô bạn thân này không chỉ là giám đốc xưởng in, mà còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Xưởng in đó chỉ là một trong nhiều xưởng nhỏ của gia đình họ. Nhờ có người bạn thân này, ta được tận hưởng cuộc sống mà ta chưa bao giờ dám mơ tới. Ban ngày Quỷ Hư Vinh làm ở xưởng in, tan sở đi mua sắm với bạn thân. Nó nhìn bạn thân mua sắm thỏa thích không chớp mắt. Quỷ Hư Vinh đi theo bên cạnh, tận hưởng ánh mắt khen tị của người khác, như thể nó cũng là một phụ nữ giàu có và xinh đẹp. Một lần ta đến nhà bạn thân chơi. Đích thân quản lý của thương hiệu GULSJ đã giao tất cả các sản phẩm mới của họ trong mùa cho bạn ta lựa chọn. Hôm đó,
bạn ta chọn một lúc 2 triệu tệ tiền quần áo, sau đó người quản lý cửa hàng mỉm cười rồi mang phần quần áo mà bạn ta không thích rời đi. Lý Nhược Bình mê mẩn nói, lúc đó ta mới nhận ra đấy là cách người giàu mua quần áo. Những món đồ xa xỉ được bán trong cửa hàng đều là thứ còn lại sau khi người giàu đã chọn lựa. Ban đầu, Quỷ Hư Vinh nghĩ rằng có thể đi mua sắm với bạn thân của mình đã là một chuyện rất nở mày nở mặt rồi. Ngờ đâu, đích thân quản lý cửa hàng giao hàng đến tận cửa mới thật sự là có mặt mũi. Vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của quản lý cửa hàng cùng với tờ hóa đơn 2 triệu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Quỷ Hư Vinh. Vì lô quần áo mới mua đó, Quỷ Hư Vinh lại được tiếp nhận những chiếc váy hàng hiệu cao cấp mà bản thân mua cách đó không lâu. Quỷ Hư Vinh mặc một chiếc váy hiệu GULSJ, đeo túi YSSCD và đi giày DSEJ đi dạo trên phố. Tay cầm ly Starbucks bằng tiền lương một ngày của nó. Ta khi ấy sao còn có thể ở trong ký túc xá 10 người của nhà máy. Nơi đó hoàn toàn không xứng với thân phận của ta. Kỷ Trường câm nín. Đúng là mặc đồ hiệu lâu ngày nên quên mất thân phận thực sự của mình. Sau đó thì sao? Túc Bảo chống cằm như đang nghe kể chuyện. Lý Nhược Bình đáp, vì thế ta muốn thuê nhà bên ngoài. Khi ta thuê nhà, người môi giới thấy ta mặc đồ hiệu nổi tiếng nên rất niềm nở giới thiệu cho ta những căn hộ cao cấp. Ánh mắt thèm thuồng và ghen tị của người môi giới nhà đất cùng với những lời khen có cánh dành cho Quỷ Hư Vinh hết lần này đến lần khác, nào là trắng trẻo, nào là xinh đẹp đã khiến Quỷ Hư Vinh thỏa mãn lòng hư vinh của nó. Quỷ Hư Vinh trắng trẻo là chuyện hiển nhiên, làm việc ở nhà máy in mỗi ngày, sáng 7:30 đến nhà máy, nếu tăng ca thì 11:00 tối mới trở lại ký túc xá. Hỏi sao không trắng cho được. Nhưng nghe những người môi giới tấm tắc khen ngợi, Quỷ Hư Vinh thực sự nghĩ rằng mình là Bạch Phú Mỹ. Vì vậy, ta đã trả 5,000 tệ một tháng để thuê một căn hộ nhỏ. Quỷ Hư Vinh tiếc hùi hụi ký hợp đồng nhưng hết cách, người môi giới tha thiết mong nó ký hợp đồng. Phải biết rằng, mức lương trong nhà máy hơn 10 năm trước, làm thêm giờ chỉ hơn 3,000 một tháng. Túc Bảo đếm ngón tay, lương 3.000, tiền thuê 5.000, còn thiếu. Tô Tử Du ở bên cạnh đáp, gần 2.000. Túc Bảo kinh ngạc, thiếu nhiều như vậy, dì mập đi đâu kiếm tiền được. Lý Nhược Bình cười khổ, đúng vậy, đi đâu tìm đây. Căn hộ đó cọc một và trả trước 3 tháng, phải chi ra 20.000 nhân dân tệ cùng một lúc. Quỷ Hư Vinh làm việc trong nhà máy lâu vậy mà chỉ tiết kiệm được 1.000 nhân dân tệ. Lý Nhược Bình nói, ta vẫn nhớ khi người môi giới giải thích hợp đồng, lòng bàn tay ta rịn mồ hôi. Cuối cùng người môi giới nói xong về hợp đồng. Quỷ Hư Vinh không còn lý do gì để trì hoãn thêm. Lý Nhược Bình lấy cớ bận nghe điện thoại, sau đó đứng sang một bên thao tác trên di động để vay 20.000 nhân dân tệ từ bọn cho vay nặng lãi. Thời đó rất dễ vay nặng lãi, nhưng nếu không trả tiền đúng hạn thì chúng sẵn sàng tới chém giết. Nhưng ta không màng tới hậu quả, đến giờ phút cuối cùng đã chuyển tiền đi. Khoảnh khắc đó, sự tôn trọng và thái độ cúi đầu khom lưng của người môi giới đối với Quỷ Hư Vinh hệt như thái độ của người quản lý cửa hàng GULSJ đối với người bạn thân của nó. Nỗi bất an và sợ hãi khi vay nặng lãi lập tức được thay thế bằng cảm giác thỏa mãn vì được tôn trọng. Vào thời điểm đó, có thể sống trong một căn hộ 5.000 tệ là điều mà mọi người đều ngưỡng mộ. Dù ngay trong đêm đó, Quỷ Hư Vinh lén ăn mì gói trong căn hộ cao cấp. Túc Bảo tò mò hỏi, bạn thân của dì giàu vậy? Sao không vay người ta? Lý Nhược Bình lập tức đáp, không được, người bạn thân kia làm bạn với ta vì nghĩ ta là kiểu người đơn thuần và thật thà chất phác. Quỷ Hư Vinh từng nói gạt cô bạn thân rằng nhà nó có ba mẹ bị bệnh nặng nên chăm chỉ tăng ca và làm việc, còn nói chỉ cần ba mẹ tớ khỏe mạnh, dẫu vất vả và mệt mỏi hơn nữa cũng chẳng vấn đề gì. Vì vậy, nó không thể vay tiền từ cô bạn thân kia. Một khi biết rằng nó đã vay tiền để sống trong một căn hộ 5.000 tệ một tháng, người bạn thân chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng và không muốn làm bạn với nó nữa. Vậy Quỷ Hư Vinh đi đâu để có quần áo và túi sách hàng hiệu? Kỷ Trường nghĩ tới Tuyết Nhi, cuối cùng cũng hiểu tại sao Quỷ Hư Vinh một mực bám lấy Tuyết Nhi. Chẳng những đố kỵ và Hư Vinh, còn có ghen ghét và giả dối. Sống trong một căn hộ 5.000 nhân dân tệ, ta không thể tiếp tục đi làm trong một nhà máy in. Nơi đó đã không còn phù hợp với thân phận hiện tại của ta. Nhất định phải làm công việc tử tế như tầng lớp cổ cồn trắng mới xứng với Quỷ Hư Vinh. Nhưng nó không có trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm, căn bản không thể xin được một công việc văn phòng tử tế. Ngay lúc ấy, ta thấy một cơ quan hành chính đang tuyển nhân viên thời vụ.
họ thấy ta lương thiện, đáng thương và chân thành nên đã tuyển dụng ta. Kỷ Trường chế nhạo, lương thiện, đáng thương và chân thành. Làm bộ làm tịch thì có. Công việc này ổn gần hết mọi mặt, có thể diện, không cần phơi nắng phơi gió, một khi nói ra, người khác đều rất ngưỡng mộ. Điều duy nhất không ổn là tiền lương hàng tháng chỉ có 1.000 nhân dân tệ. Đúng vậy, sở dĩ Lý Nhược Bình được tuyển dụng vì mức lương của công việc thời vụ này rất thấp. Làm một công việc có thể diện, sống trong một căn hộ đắt đỏ, mỗi ngày vận quần áo và túi sách hàng hiệu. Dù gánh nặng đi vay nặng lãi ngày càng tăng lên, dù một gói mì ăn liền phải chia làm hai bữa. Nhưng Quỷ Hư Vinh đã trở thành kiểu người mà bao người phải ngưỡng mộ. Chẳng mấy chốc điều này không thể thỏa mãn lòng hư vinh của nó, cho đến một ngày, nó vờ vô tình tiết lộ mình là con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn XX, đến làm việc chỉ để trải nghiệm cuộc sống. Quỷ Hư Vinh còn làm bộ vô ý để mọi người trông thấy bức ảnh chụp chung của nó và ba của người bạn thân kia. Quỷ Hư Vinh đã giả mạo thân phận của cô bạn thân. Có tiền tốt vậy đấy, ta lấy giả thân phận con gái Tổng Giám đốc Tập đoàn XX mà chẳng ai đi kiểm tra. Giả danh thân phận của người bạn thân. Ta mới biết làm người giàu có tuyệt tới giường nào. Ai cũng đến nịnh nọt nó. Quỷ Hư Vinh hào phóng mời người khác ăn tối. Cho người khác quần áo hàng hiệu mà nó không muốn, đưa người khác đi dạo phố. Sống một cuộc sống như bạch phú Mỹ chân chính. Nghe tới đây, Túc Bảo chân thành hỏi, vậy là, gì chém gió thổi phồng lợi hại quá nên bành trướng mà chết phải không? Lý Nhược Bình. Sao có thể chứ? Quỷ Hư Vinh nói tiếp. Ta luôn cho rằng bản thân tặng quần áo cho ta vì đối xử tốt với ta. Nhưng khi ta cũng học theo cô bạn thân kia, tặng quần áo cho người khác, ta mới biết làm như vậy sẽ thấy mình hơn hẳn người khác. Lý Nhược Bình cười lạnh, nên cô ta đối xử tốt với ta như vậy, chắc chắn có mục đích khác, chính là lợi dụng ta làm nền cho cô ta thêm nổi. Túc Bảo cho mày, sao gì lại biết mục đích của gì bạn thân kia là như vậy? Trong mắt Lý Nhược Bình lộ ra vẻ khinh thường. Lúc tặng quần áo hàng hiệu không dùng đến cho kẻ khác, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn cảm kích của họ, trong lòng ta chỉ cảm thấy khinh bỉ, ôi, bọn nhà quê này chỉ đáng nhặt đồ thừa của ta thôi. Cô bạn thân kia chắc chắn cũng nghĩ như vậy khi tặng đồ cũ cho ta, nếu không, tại sao cô ta không tặng luôn đồ mới? Túc Bảo, Kỷ Trường, cả sư phụ và đồ đệ đều không nói nên lời. Túc Bảo còn nhỏ tuổi như vậy mà đã cảm thấy suy nghĩ của Quỷ Hư Vinh không ổn. Ngược lại Lý Nhược Bình vẫn u mê không tỉnh ngộ. Kỷ Trường hỏi, thế nên ngươi đã giết cô ta? Trong số 18 bộ xương được chôn dưới sân chơi, có một bộ xương có 5 tuổi khác với những bộ xương khác. Ánh mắt Lý Nhược Bình trở nên điên cuồng, giết cô ta có thể trở thành cô ta, giết cô ta có thể thay thế cô ta. Sao thế giới này lại bất công như vậy? Tại sao cô ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn ta từ nhỏ đã phải nhặt lại đồ của người khác? Lẽ ra bạch phú Mỹ nên là ta chịu hết nổi cảnh bọn cho vay nặng lãi truy đuổi tới tận cửa nhà. Ta chịu hết nổi những ngày tháng liên tục tìm những lời nói dối khác để che đậy một lời nói dối ban đầu. Sự điên cuồng của bọn cho vay nặng lãi nằm ngoài sức tưởng tượng của Quỷ Hư Vinh, chúng thực sự dám đến trước cửa nhà Quỷ Hư Vinh kề dao dựa vào cổ nó. Nó có thể làm gì được? Nó cũng bị ép thôi mà. Lúc đầu nó chỉ vay 20,000 tệ. Cuối cùng chẳng rõ sao lại nợ thêm thành 1 triệu. Chỉ khi giết cô bạn thân, nhân lúc cô ta chết đi đến dỗ ngọt ba mẹ cô ta mới có thể hoàn toàn thay thế thân phận đó. Quỷ Hư Vinh mới có thể trả hết 1 triệu tệ tiền vay nặng lãi, mới có thể sống vô lo vô nghĩ. Túc Bảo lắc đầu, than vắn thở dài, hết thuốc chữa. Kỷ Trường lạnh lùng nói, sau đó thì sao? Hai mắt Lý Nhược Bình đờ đẫn, nó lẩm bẩm, sau khi giết cô bạn thân. Ta coi ba mẹ cô ta như ba mẹ mình, mỗi ngày đều dỗ ngọt họ, muốn họ thoát khỏi nỗi buồn mất con gái. Nhưng bọn họ chẳng hề cảm kích, ta cố gắng lấy lòng nhưng bọn họ không hề xem ta là con gái ruột. Họ còn đích thân đưa ta đến cho bọn vay nặng lãi, chẳng qua chỉ vì phát hiện ra ta là người giết con họ. Sao họ có thể tàn nhẫn tới vậy? Họ có thể báo cảnh sát bắt nó mà. Sao lại đưa nó cho bọn cho vay nặng lãi? Rõ ràng họ biết bọn cho vay nặng lãi giết người không chớp mắt. Túc Bảo bừng tỉnh ngộ, vậy vì thế mà dì chết sao? Nhưng sao lại phình to như vậy? Cục bột nhỏ nhìn dì mập đầy hồ nghi. Dì mập quả thật rất mập, da rẻ căng mọng như trái bóng. Cả người béo trắng. Lý Nhược Bình bỗng nóng nảy, đỏ mắt gầm lên, bọn chúng kéo ta vào xưởng in, nhét ta vào máy và hành hạ ta hết lần này đến lần khác. Đưa máy vào miệng ta.
Chúng cười nói, chẳng phải cô em thích chém gió thổi phồng ư. Thế là chúng thổi ta lên như trái bóng, không màng lời cầu xin của ta, cũng phớt lờ sự tuyệt vọng của ta. Thổi, thổi, thổi đến nổ tung mạch máu và huyết tương của ta. Thổi, thổi và thổi, cho đến khi máu của ta chảy cạn khỏi thân thể, trở thành mực đỏ của một cuốn sách in. Sau khi tắt thở, quỷ hư vinh vẫn bị coi như một quả bóng, nó phồng lên gấp 10 lần kích thước ban đầu, cuối cùng cả người nổ tung như một quả bóng bay. Lý Nhược Bình điên cuồng khóc trong tuyệt vọng, sao họ có thể làm vậy? Ta cũng đáng thương lắm mà. Dù ta làm sai thì cũng do cô bạn thân kia lấy túi sách và quần áo hàng hiệu cũ ra sỉ nhục ta trước. Ta cũng hối hận vì đã giết bạn thân mà. Đã chết thì không thể quay lại được nữa, vậy tại sao không thể coi ta là cô ta? 10 năm này, bọn họ có biết ta sống như thế nào không? Ta bị đày đọa lặp đi lặp lại quá trình chết chóc, ngày đêm gào thét, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng không ai nghe thấy. Sở dĩ quỷ trở thành ác quỷ, vì đạt điều kiện bị giữ chân ít nhất 10 năm tại địa điểm tử vong, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình chết chóc. Nữ quỷ bị nổ tung hết lần này tới lần khác nên nỗi oán hận đã ngút trời. Ta chết thảm quá. Chết thảm quá. Nữ quỷ mỗi lúc một điên cuồng, sát khí trên người nó cũng ngày càng phun ra ồ ạt, cả căn phòng bị sát khí bao trùm. Đều tại ngươi, đang yên đang lành sao ngươi lại muốn can thiệp vào việc của ta. Quỷ hư vinh hét chói tai rồi lao về phía Túc Bảo. Con nhóc này cũng là con nhà có tiền. Đám tiểu thư được sống trong nhung lụa đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bọn chúng mới là kẻ giả dối nhất. Mặt quỷ hư vinh lộ vẻ căm ghét và ghê tởm, linh hồn được bao bọc bởi sát khí lao vút về phía Túc Bảo. Kỷ Trường vừa toan ra tay thì chợt thấy một luồng sáng xanh yếu ớt lóe lên, dường như có gì đó bên cạnh Túc Bảo đang chặn luồng sát khí. Cùng lúc đó, Tô Tử Du hét lên một tiếng rồi liên tiếp lùi lại. Anh trai đáng thương, cứ ngỡ ngồi cạnh Túc Bảo thì yên ổn rồi. Nào ngờ vừa ngẩng đầu đã trông thấy một nữ quỷ mặt mày dữ tợn, tai mắt mồm miệng đều chảy máu đang xông tới người cậu. Tô Tử Du sợ tới độ xém bay lên tại chỗ. Tô Tử Du kinh hãi hét lên, toan bỏ chạy, nhưng hai chân cậu mềm nhũn. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng quát nhỏ, Túc Bảo chặn trước người cậu, nắm tay nhỏ màu hồng. Tung ra một quyền. Bàn tay nhỏ mập mạp như củ sen phốc một cái nện cho quỷ nữ bay ra ngoài. Bàn tay nhỏ mũm mĩm so với nữ quỷ khổng lồ, Tô Tử Du nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt đến ngẩn người. Hai má Túc Bảo phồng lên, không rõ tại sao cô bé thấy rất tức giận. Gì mập xấu xa quá. Bạn thân đối xử tốt với mình thì lại trách người ta, còn giết người ta để thế thân. Đấm 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 đấm. Thế là Tô Tử Du trông thấy cô em gái mềm mại đáng yêu của cậu cưỡi lên dì mập rồi liên tục thụi vào hồn thể của dì mập. Mỗi cú nện lại khiến sát khí trên người dì mập bắn ra một chút, hồ lô linh hồn trên cổ tay Túc Bảo nhanh chóng nuốt trọn sát khí. Khoảnh khắc này, trong mắt Tô Tử Du, Túc Bảo chẳng còn là em gái phiền phức nữa. Mà là Antraman, à không, em gái cậu là con gái, nên cô bé phải là mẹ của Antraman mới đúng. Cố lên Túc Bảo hét lên cổ vũ. Quỷ hư vinh liên tục kêu gào, buông ta ra. Túc Bảo, không buông. Quỷ hư vinh hung ác nguyền rủa, ta nguyền rủa ngươi chết thảm. Cả nhà ngươi đều chết thảm. Túc Bảo, đổi chiều. Quỷ hư vinh vừa tức vừa cuống, phun ra một câu, đổi chiều vô hiệu. Túc Bảo, đổi chiều, tiếp tục đổi chiều. Nữ quỷ, Kỷ Trường, Tô Tử Du, quỷ hư vinh hộc máu. Sát khí ngút trời bị hút hết vào hồ lô, càng bị Túc Bảo nện. Quỷ hư vinh càng yếu đi, dần dần khôi phục lại dáng vẻ như người thường. Chỉ thấy nó ốm tong teo như cành tre khô, hai mắt trũng sâu, vẻ mặt sống không bằng chết. Bất công quá. Rốt cuộc nó đã làm sai cái gì? Đám người kia và xã hội này mới sai. Khi mới lên tỉnh lỵ làm việc, nó cũng rất chân thành và xiết bao hy vọng. Nhưng dần dà, những người xung quanh luôn chê bôi nó là dân nhà quê, nói nó bốc mùi hôi của bọn nhà quê. Vì vậy nó mới trở nên như thế. Cho nên, không thể trách nó, thực sự không thể trách nó. Muốn trách thì trách thế giới bất công này, trách trên đời này có bao nhiêu người giàu có, nhưng nó lại nghèo. Trách cô bạn thân đã cho nó nhìn thấy thế giới của những người giàu có, nhưng nó lại chẳng bao giờ sống được cuộc sống như vậy. Hết tất thảy mọi thứ đều do họ gây ra. Cuối cùng rắc một tiếng, quỷ hư vinh hoàn toàn hóa thành một luồng sát khí đen ngòm rồi bị hút vào hồ lô. Kỷ Trường lắc đầu, hư vinh làm mờ mắt.
chuộng hư vinh quá đà chỉ càng làm nổi bật sự tự ti đến cùng cực trong nội tâm mà thôi. Túc Bảo lắc hồ lô, nói, sư phụ, con cảm giác như có nước trong hồ lô. Khi trước Túc Bảo luôn cảm giác hồ lô trống rỗng. Bây giờ lại có cảm giác khó hiểu không sao diễn tả được. Kỷ Trường ngáp ngủ, đúng rồi, hồ lô linh hồn như vậy mà. Nhét đầy thì viên mãn. Kỷ Trường híp mắt hỏi, cặp sách nhỏ, con vẹt ồn ào của con đâu? Hồi chiều Tiểu Ngũ vừa hát vừa líu lo trong rừng cây nhỏ, giờ lại lặng yên không một tiếng động. Túc Bảo ngoảnh đầu nhìn, phát hiện ra con vẹt đang đứng dưới gốc cây vải, có một chân ngủ và đầu vùi vào cánh. À, Tiểu Ngũ, sao lại chạy tới đó ngủ? Ngày thường chẳng phải nó thích nhất là nhoài người lên cửa sắt rồi làm loạn sao? Tiểu Ngũ như bị giật mình tỉnh giấc, nghiêng đầu rồi nhìn Túc Bảo bằng đôi mắt đậu xanh cát lần. Kỷ Trường bay tới bên cạnh, nhìn con vẹt đăm đăm, con vẹt có màu xanh như phát sáng này, sao hôm nay lại không hát nhỉ? Tiểu Ngũ nghiêng đầu, bỗng vỗ cánh rồi bắt đầu hót líu lo, My name is Kiki, Kiki Kiki Kiki, My name is Kiki. Tiểu Ngũ khẽ dang rộng đôi cánh, cái đầu nhỏ của nó quay tròn như một vũ công hip hop. Vừa hát vừa lắc lư trái phải, hệt như một chú vẹt thông minh. Kỷ Trường. Lúc này, Tiểu Ngũ bỗng vỗ đôi cánh, kêu lớn, cắn người rồi. Chỉ thấy cụ rùa đang cắn chặt lông đuôi của Tiểu Ngũ. Túc Bảo, a, à, Tô Tử Du. Túc Bảo nắm chắc lông của con vẹt, nói nhỏ, cụ rùa mau thả Tiểu Ngũ ra. Tô Tử Du cười chế giễu. Nó nghe hiểu lời em mới lạ đấy. Rùa có một đặc điểm, một khi đã cắn thứ gì thì cắn chặt không buông. Nhưng giây tiếp theo, Tô Tử Du lại thấy cụ rùa nới lỏng lông của Tiểu Ngũ. Nó há miệng lắc đầu mấy cái, dường như nghe được tiếng hừ hừ đầy khinh miệt của nó. Tô Tử Du, có thể như này nữa sao? Lúc này, bà cụ Tô gõ cửa bên ngoài kêu Túc Bảo xuống ăn tối. Túc Bảo dạ một tiếng rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Hồi nãy đánh nữ quỷ một phen, bụng cô bé đói ngấu rồi. Hình như đánh quỷ còn tốn sức hơn tập thể thao giảm cân nha. Tô Tử Du nhắm mắt theo đuôi Túc Bảo đến ngồi ở bàn ăn, vừa uống nước vừa nhìn Túc Bảo ăn tối. Sao em ấy ăn gì cũng như ngon lắm ấy nhỉ? Cuối cùng, sau khi ăn chưa đầy nửa bát cơm, chưa đầy nửa bát canh gà, một cái chân giò kho tàu, một bát trứng và một cái bánh bao nhỏ, thì Túc Bảo nuốt không trôi nữa. Bà cụ Tô nói. Ăn thêm đi con, nhìn con ăn ít trưa này, nửa đêm đói bụng thì sao được. Có một kiểu đói gọi là bà ngoại cảm thấy cháu đói. Túc Bảo sờ cổ nói, ngoại ơi Túc Bảo no thật mà, ngoại xem đồ ăn đầy lên cổ rồi nè. Thấy bà cụ Tô liếc nhìn bát canh cải thảo nhỏ, Túc Bảo lập tức đứng dậy rồi chạy như bay. Bà ngoại ơi Túc Bảo không ăn nữa đâu. Giờ cô nhóc khá nghịch ngợm, chạy lên lầu còn quay người làm mặt quỷ trêu bà ngoại. Kỷ Trường nói, Túc Bảo. Mai con tìm cớ gì để trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng đào sân bóng lên nhé. Túc Bảo gật đầu, con nhớ kỹ rồi sư phụ. Cô bé đẩy cửa phòng ra. Kỷ Trường bỗng lên tiếng, chờ chút, có quỷ mới đến đây. Lúc này Túc Bảo đã mở cánh cửa ra. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, Túc Bảo đã cảm thấy da đầu tê dại, hồn vía lên mây. Trong phòng có một nữ quỷ, tóc cuộn lại, vài sợi tóc xuống trán, nửa che nửa rũ xuống trước đôi mắt trắng dã. Trên đầu nó có một cái lỗ lớn đang không ngừng chảy máu. Có 4, 5 em bé quỷ dưới chân nó, đứa lớn nhất cầm sợi cuống rốn dài nối liền giữa nó và nữ quỷ. Thấy Túc Bảo nhìn mình, cổ họng nữ quỷ phát ra tiếng khàn khàn, Túc Bảo, Túc Bảo. Bàn tay sơn móng tay đỏ tươi của nó nhắm thẳng về phía Túc Bảo, làm động tác bóp cổ. Mặt Túc Bảo tái nhợt. Túc Bảo không sợ quỷ, gần như chẳng có con quỷ nào có thể hù dọa cô bé. Ngoại trừ những việc đã in sâu trong tâm thức cô bé. Không sai, nữ quỷ trước mặt không phải kẻ nào khác, mà chính là Mục Thấm Tâm. Mục Thấm Tâm cười đến là quỷ dị, giọng nói bật ra từ kẽ răng, mày hại tao thảm quá, mày hại tao thảm quá. Túc Bảo không khỏi lùi về phía sau một bước, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sợ, còn lâu cô bé mới sợ, giờ không ai có thể làm tổn thương cô bé nữa. Cô bé có một người sư phụ lợi hại. Sư phụ tặng bé chiếc vòng tay thần kỳ có thể giúp bé mạnh hơn. Cô bé có thể quăng quật gì mập phồng to thành bẹp dí, còn có thể bẻ cong lan can sắt. Bé còn có 8 người cậu, ông bà ngoại và các anh các chị. Nghĩ như vậy, Túc Bảo chợt cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Cô bé nhìn chằm chằm mẹ kế Mục Thấm Tâm, không khỏi siết chặt bàn tay nhỏ.
một giọng nói đang gào thét từ tận đáy lòng Túc Bảo, đánh bại gì ấy. Mục Thấm Tâm thấy Túc Bảo siết tay thành quyền cùng dáng vẻ như bị hù cho thót tim thì cười lạnh. Sợ rồi à? Ha ha, dù chết rồi nó vẫn có thể áp chế Túc Bảo. Con nhóc này là công chúa được cưng chiều trong lòng bàn tay nhà họ Tô thì đã sao? Mục Thấm Tâm cố ý dọa Túc Bảo, cất giọng nói ma quỷ, Túc Bảo. Tao chết thảm quá, mày xuống địa ngục với tao nhé. Mục Thấm Tâm hiện ra bộ dạng thảm hại của mình, oán hận đang cuộn trào trong lòng nó. Con nhỏ này sống tốt thật. Sống trong nhung lụa, trở thành viên minh châu được nâng niu trong lòng bàn tay nhà họ Tô. Còn cô ta thì sao? Nó bị Lâm Phong đạp một cước bỏ mạng, chết ấm ức, chết quá bất ngờ, chết đến là khó hiểu. Cô ta không cam tâm, rõ ràng nó vẫn còn một tương lai tươi sáng, vậy mà lại chết quá vội vàng. Hại chết Lâm Phong, người tiếp theo Mục Thấm Tâm muốn kéo xuống địa ngục chính là Túc Bảo. Cô ta không được sống tốt thì đừng hòng để ai sống tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.